Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 7. Có dấu hiệu những quả núi lớn sẽ sụp đổ. Lực lượng linh khí mặc dù mạnh mẽ, nhưng mà lại cũng vẫn không thể phá vỡ nổi lớp hào quang chung quanh thân thể Tiêu Nặc Lan. Một ngôi sao đỏ bầm màu máu kia trôi nổi trên đỉnh đầu nàng đang phản xạ ra một đạo ánh sáng như những tia máu. Trong những tia máu là sát khí lạnh giá như băng, đây là nàng đang phản kích. Còn chưa hề sống lại mà cũng đã bắt đầu phản kích, muốn chém chết người nào dám khiêu khích nàng, đây là dấu hiệu của nữ ma sắp xuất thế. Một đạo sát khí đỏ bầm màu máu này có uy lực không kém gì linh khí. Nó liền đánh trúng vị cự kình nào mới ra tay, xuyên thấu búi tóc của lão, thiếu chút nữa đánh vỡ đầu của lão. Vị cự kình này chính là tổ sư đại diễn tiên môn. Mặc dù có linh khí trong tay, nhưng mà lại thiếu chút nữa chết ở trong tay một nữ thi vẫn còn chưa hề sống lại, quả thực vô cùng mất mặt mũi. Tổ sư đại diễn tiên môn tóc tai bù xù, cấp tốc lui về phía sau mấy bước. Lão lấy linh kiếm bảo vệ thân hình, sợ nữ thi kia lại ra tay xuất thủ lần nữa. Nếu mà có thêm quầng sáng sát khí nữa đánh tới, thì lão chưa chắc có may mắn lại tránh thoát được lần nữa, chỉ có linh khí mới có thể ngăn cản hung uy của quầng sáng sát khí kia. Hỏa đầu đà, Tần Tam Quân, Phong Nhất Ý, nếu các ngươi mà lại không ra tay, chờ cho nữ ma này sống lại thì chỉ sợ sẽ không người nào là đối thủ của nàng nổi. Tổ sư đại diễn tiên môn liên tiếp kêu lên tên của 4-5 vị cự kình kia. Tên húy của những người này đều có từ thuở xa xưa, ít nhất đều nổi danh 200 năm trở lên, chính là nhân vật cấp bậc lão tổ mỗi đại gia tộc. Hỏa đầu đà chính là đệ tam điện chủ trước đây của Xâm La Điện, Tần Tam Quân chính là một vị lão tổ Tần gia, Phong Nhất Ý chính là một vị lão tổ Phong gia, phía sau còn có hai cái tên húy, mỗi một cái tên đều vang dội cổ kim, đã từng là nhân vật vương giả của một thời đại. Bọn họ tùy tiện chọn ra một người, đều là đại nhân vật dậm chân đạp mạnh một cái là có thể làm cho cả phủ Nam Thái phát sinh động đất. Huống chi bọn họ tụ tập chung một chỗ, không người nào dám tưởng tượng đó là quang cảnh hùng tráng như thế nào. Chẳng lẽ những lão gia hỏa đã ẩn cư nhiều năm không hiện ra đều đi tới nơi đây, hay là bọn họ đều ẩn náu trong bóng tối, còn không hề xuất hiện? Phủ Nam Thái chính là một trong 8 đại phủ nha của thần Tấn Vương Triều, mặc dù nó nằm ở biên Thùy Nam Man, nhưng mà cũng có thể nói là một phủ đất rộng của nhiều. Loại thế lực lớn hàng đầu cấp bậc giống như Phong gia thì có không dưới hàng chục. Để có thể được xưng là thế lực lớn hàng đầu, bình thường cũng có lão tổ cấp bậc cự kình tọa chấn. Có khả năng là một vị, cũng có khả năng là hai vị, hoặc là mấy vị. Một thế lực lớn cường đại hay không, thì có trực tiếp quan hệ cùng số lượng cự kình tọa chấn. Đây chính là lực ảnh hưởng chí cao vô thượng của cấp bậc cự kình. Mà ngoài thế lực lớn hàng đầu ra, phía dưới còn có tiên môn cỡ lớn, gia tộc cỡ lớn. Số lượng những tiên môn cỡ lớn và gia tộc cỡ lớn này vượt qua con số hàng trăm, chính là lực lượng trung kiên của tu tiên giới ở phủ Nam Thái, có khả năng xưng vương xưng bá tại một quận. Một quận rộng lớn chừng đại lục châu Á vậy, có thể xưng vương xưng bá tại một quận đã là khá khó lường, nên đương nhiên cũng không thể thiếu cường giả tọa chấn, còn môn nhân và đệ tử bên dưới thì không ít hơn 1 vạn. Có thể được xưng là 2 chữ đại hình cỡ lớn thì trong tiên môn hay gia tộc đó ít nhất cũng có 10 nhân vật trưởng lão cấp bậc cảnh giới thần cơ, đủ để uy chấn bọn đạo trích, trở thành bá chủ một quận. Trong đó tiên môn cỡ lớn tương đối cường đại thậm chí có 10 mấy nhân vật cấp bậc trưởng lão, lại còn có tồn tại cấp chuẩn cự kình, chỉ kém một bước là có thể đạt tới trình độ thế lực lớn hàng đầu. Mà dưới tiên môn đại hình và gia tộc đại hình, vẫn còn có vô số tiểu môn tiểu phái, số đó hoặc chiếm cứ một tòa cổ thành, hay chiếm cứ một huyện. Số lượng thật sự quá nhiều, căn bản vô phương thống kê cho hết. Sắp xếp tiên môn theo hình thang như thế chính là cả bố cục tổng thể của tu tiên giới ở phủ Nam Thái. Chỉ có được cự kình tọa chấn, mới xem như thế lực lớn hàng đầu. Vậy mà hiện nay ở trong Thương Sinh Động phủ đã có tới mấy vị cự kình, mọi người đều là lão quái vật đã sống mấy trăm năm, nếu như là bọn họ toàn lực xuất thủ, có khả năng trong vòng một ngày nện cho 800 dặm Kính Hoàn Sơn đều phải chia 5 xẻ 7. Giữa các thế lực lớn hàng đầu cũng có xích mích về lợi ích, tựa như Phong gia và Tần gia chính là 2 gia tộc đối địch đã tranh đấu 800 năm. Nhưng hiện tại Phong gia lão tổ và Tần gia lão tổ lại tạm thời gác lại cừu hận, cùng nhau ra tay đánh về hướng nữ thi phía trên Hoàng Nê cổ tỉnh. Đứng trước lợi ích, cừu hận là có khả năng tạm thời bỏ qua. Tất cả cự kình đều xông lên, tổng cộng có 6 vị. Họ đến từ các thế lực lớn khác nhau,
mọi người đều có hung uy hiển hách, chiêu số nghịch thiên tầng tầng lớp lớp. Bọn họ lúc trước đều là không muốn liên thủ cùng người khác, dù sao như vậy có làm nhục uy danh của bọn họ. Nhưng một tòa thần miếu này thật sự rất quỷ quái, còn nữ thi kia lại thật sự rất đáng sợ. Nếu như bọn họ mà không liên thủ xuất kích, căn bản có thể làm dung chuyển được nàng. Quang cảnh này rất rung động lòng người. Đã thật lâu không hề xuất hiện quang cảnh mấy vị cự kình đồng thời đại chiến. Đến lúc một màn này xảy ra, cả kính Hoàn Sơn đều bắt đầu chấn động kịch liệt, thật giống như có một con thần thú từ thời thượng cổ đang lao nhanh ra từ trong núi. Nó muốn đập vỡ những quả núi cao, rồi từ bên trong lao tới. Những tu sĩ to gan lớn mật vốn vẫn còn ở lại trong Thương Sinh Động Phủ, giờ phút này đã bỏ chạy sạch không còn một mống. Đây là võ đài để cự kình thi đấu. Phàm là nhân vật vẫn còn chưa đạt tới cấp bậc cự kình thì căn bản không có tư cách ở lại chỗ này, mà coi như lưu lại, thì cũng bị một cỗ chiến uy đáng sợ chèn ép thành phấn vụn. Đương nhiên những tu sĩ Phong gia vốn đang chuẩn bị vây giết Phong Phi Vân, tất cả cũng rút lui. Với tu vi cấp thấp như Phong Phi Vân, mà lại cũng dám xông vào cấm địa thần miếu. Những người như vậy rất có thể đều đã chết ở trong thần miếu, không ai tin tưởng hắn còn có thể sống sót. Ha ha, Đại Hòa Thượng, người nhìn kìa, có người đã ra tay thay chúng ta. Đây chính là 6 vị cường giả cấp bậc cự kình. Bọn họ liên thủ, chấn áp một nữ thi còn chưa sống lại quả thực là dư giả. Phong Phi Vân mở cửa sổ Phật Tháp ra, rồi nhìn ra xa về phương hướng Hoàng Nê Cổ Tỉnh. Chỉ cảm thấy nơi đó bóng người hỗn loạn, có hơn 1.000 đạo linh thông đang cùng công kích, quả thực phô thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp. Nếu không phải trong thần miếu có trận pháp từ thuở xa xưa bảo vệ, hơn nữa tu vi của Tử Nhục Hòa Thượng ngăn cản, chỉ sợ ngôi thần miếu này đều cũng đã bị nghiền nát thành một đống gạch ngói vụn. Tử Nhục Hòa Thượng lắc đầu thở dài nói. Vô dụng, trong Hoàng Nê Cổ Tỉnh ẩn chứa tu vi từ lúc sanh ra của trụ trì Thương Sinh Tự, chính là lấy thân thể của lão để luyện hóa ra cổ tỉnh giếng xưa. Căn bản không phải 6 cự kình bọn họ có thể công phá. Vị trụ trì Thương Sinh Tự khi còn sống chính là ngôi sao sáng Phật môn, tu vi đạt mức là người thông thiên, ngay cả Tấn Đế lúc đó cũng muốn tôn xưng lão một tiếng Phật sư, từ đó có thể thấy được tu vi của lão cường đại ra sao. 6 vị cự kình mặc dù đều là nhân vật phi phàm, nhưng mà cũng tuyệt đối không sánh bằng nhân vật tựa sao bắt đầu như trụ trì Thương Sinh Tự. Trụ trì lấy tánh mạng và thân thể của mình để tế luyện ra Hoàng Nê Cổ Tỉnh, nên đã thai nghén lực lượng mạnh mẽ. Với lực lượng của 6 người bọn họ đích xác rất khó công phá. Trò đùa gì vậy, vị trụ trì Thương Sinh Tự mặc dù cường đại, nhưng mà dù sao đã chết đi hơn 1.800 năm. Lực lượng của Hoàng Nê Cổ Tỉnh chỉ sợ đã trôi qua không ít. Với chiến pháp của 6 vị cự kình vô thượng, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ là có thể công phá được đạo hào quang kia. Phong Phi Vân lên tiếng phân tích. Kỳ thật Phong Phi Vân sở dĩ mở miệng nói như vậy, cũng là bởi vì hắn không muốn đối địch cùng Tiêu Nặc Lan. Dù sao ở trong óc hắn vẫn còn quanh quẩn lời dặn bảo của trụ trì Thương Sinh Tự sắp chết. So với sự đau thương của Ngạn Hoa, thì cái chết của Hồng Nhan đều làm cho người ta cảm giác được một sự thương xót. Huống chi Phong Phi Vân cũng là một người đã từng chết một lần, khiến cho hắn đối với Tiêu Nặc Lan có một sự đồng tình, cảm giác được bọn họ đều là cùng loại người. Có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Tử Nhục Hòa Thượng nói. Ngươi sai rồi, trụ trì Thương Sinh Tự năm đó sở dĩ lựa chọn nơi đây làm địa điểm cho nghịch chuyển sinh tử đại pháp, cũng là đã làm tính toán. Chẳng lẽ Kính Hoàn Sơn có địa phương đặc thù gì chăng? Phong Phi Vân hỏi. Trong Kính Hoàn Sơn có nhiều mỏ quặng linh thạch, thế nhưng mà không chỉ có đặc thù sao? Tử Nhục Hòa Thượng hỏi. Thôi đi, quặng linh thạch mặc dù hiếm có. Nhưng mà lại cũng không phải chỉ có đặc thù riêng Kính Hoàn Sơn mới có, cái này thì có đặc thù gì? Phong Phi Vân tự nhiên không tin vị trụ trì Thương Sinh Tự chỉ bởi vì trong Kính Hoàn Sơn có nhiều linh thạch hơn, nên mới lựa chọn địa điểm thực thi nghịch chuyển sinh tử đại pháp ở chỗ này, loại giải thích này cũng quá gượng gạo. Nhưng mà mỏ quặng linh thạch ở Kính Hoàn Sơn đạt hơn 10 cái. Trong đó tỷ lệ thai nghén ra linh thạch hậu hĩnh, tài nguyên đủ để duy trì cho một thế lực lớn hàng đầu dùng mấy trăm năm. Nhiều linh thạch như vậy, chẳng lẽ đều vẻn vẹn chỉ là do thiên địa sinh trưởng mà thành? Tử Nhục Hòa Thượng hỏi ngược lại. Linh thạch là tinh hoa thiên địa ngưng tụ lại, cũng như ngọc thô trong tảng đá, xương sống của thế giới, linh tủy thiên địa. Có thể thu được một khối linh thạch đều là cơ duyên lớn lao, huống chi là nhiều quặng linh thạch như vậy, đích xác ở đây có vẻ hơi không giống bình thường.
Trong đầu Phong Phi Vân đột nhiên hồi tưởng lại một cái vực sâu bên ngoài Thương Sinh động phủ. Dưới đáy vực sâu linh khí mênh mông cuồn cuộn, như nham thạch nóng chảy đang di động, so sánh linh khí trong không khí thì đậm đặc hơn mấy lần. Lúc ấy hắn đã từng liền hoài nghi bên dưới vực sâu kia có một linh mạch, nhưng là bởi vì không có tự mình đi xuống vực sâu, nên lúc ấy hắn cũng không dám khẳng định. Nhưng mà nghe được Tử Nhục Hòa Thượng nói ra một câu này thì hắn càng khẳng định hơn suy đoán trong lòng. Chẳng lẽ dưới lòng đất Kính Hoàn Sơn này thật sự đang chảy một con linh mạch? Mà chỗ Thương Sinh Tự vào năm đó đã dùng Hoàng Nê Cổ Tỉnh để cố định linh mạch, lấy lực lượng vô cùng vô tận của linh mạch để thai nghén Tiêu Nặc Lan thi thể, nghịch chuyển sinh tử, thai nghén ra vô thượng linh thể. Phong Phi Vân nói, Tử Nhục Hòa Thượng không nghĩ tới Phong Phi Vân lại đoán được sự tồn tại của linh mạch, vì vậy gật đầu, thở dài nói. Hiện nay một phần ba linh khí của linh mạch này đều bị Hoàng Nê Cổ Tỉnh hấp thu. Một cỗ linh khí này đẳng cấp lớn lao ra sao, quả thực cuồn cuộn không dứt. Mấy người cự kình này làm sao có thể đủ sức công phá. Nói đi nói lại, ngươi chính là muốn chúng ta đi chịu chết. Phong Phi Vân không muốn làm kẻ ngu thứ hai, lại càng không muốn liều mạng vùng một vị cùng nữ ma. Không phải chịu chết, mà là cứu vớt Thương Sinh. Người trẻ tuổi đang lúc khỏe nhất, lấy việc diệt trừ ma bảo vệ đạo là nhiệm vụ của mình, tương lai sẽ lưu danh muôn đời. Tử Nhục Hòa Thượng lại bắt đầu lải nhải. Đủ rồi, ta không có hứng thú đối với Thương Sinh chăm họ, sở dĩ ta đồng ý với lão, đó đều là vì. Tiên Tuyết. Phong Phi Vân cúi người. Sau đó nhặt cây vô địch thiền trượng trên mặt đất lên, chuẩn bị xông ra khỏi Phật tháp. Tiểu thí chủ ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Khụ khụ, lúc trước không phải ta cho ngươi một viên tứ phẩm cổ tu đan sao, hiện tại chính là lúc nó phái huy công dụng. Sau khi ngươi ăn viên cổ tu đan vào, chiến lực sẽ tăng lên nhanh chóng, đủ để chống lại được với một vị bán cự kình. Nếu có thêm lực lượng của vô địch thiền trượng, tất nhiên có thể trấn áp được vị nữ ma kia, hoàn toàn siêu độ được nàng. Tử Nhục Hòa Thượng lần đầu tiên bật cười, cười đến cáo già, tựa hồ lão đã chờ đợi giờ khắc này thật lâu. Mẹ ơi, có vẻ con lừa già ngốc này cũng đã sớm mưu đồ tốt lắm, đưa tứ phẩm cổ tu đan cho Phong Phi Vân, chính là vì đúng vào lúc này phát huy công dụng. Trời ạ, còn không có úp úp mở mở a. Phong Phi Vân rất là đau lòng, cái này vẫn còn là hắn chuẩn bị vào lúc sống chết trước mắt thì mới nuốt, bây giờ nhìn lại là không phải chờ lúc này sao? Dược lực có thể duy trì bao lâu? Phong Phi Vân cắn răng hỏi. Nửa canh giờ. Tử Nhục Hòa Thượng cũng là cắn răng nói. Cái gì, mẹ ơi, tứ phẩm đan dược lại chỉ có thể duy trì chiến lực nửa canh giờ. Vậy nếu mà trong nửa canh giờ ta cũng không trấn áp nổi nữ ma kia, chờ dược lực trôi hết thì chẳng phải chính là lúc ta chết. Phong Phi Vân rất muốn lại cởi giày ra, nện hai cái trên mặt Tử Nhục Hòa Thượng. Nhưng mà lực lượng cự kình thật sự quá cường đại. Đừng nói là duy trì nửa canh giờ, coi như vẻn vẹn chỉ là duy trì một phút đồng hồ đều đã có khả năng làm được rất nhiều đại sự. Có thể duy trì chiến lực cấp bán cự kình nửa canh giờ, viên đan dược này đích xác có khả năng được xưng là cấp bậc tứ phẩm. Tử Nhục Hòa Thượng thận trọng hỏi. Có thể đảm bảo chiến lực nhanh chóng tăng lên cao như thế, thì cũng còn có di chứng. Sau nửa canh giờ, chờ lúc dược lực của cổ tu đan trôi qua, người sẽ trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Nhẹ thì ngủ 3 ngày rồi cũng khôi phục, nặng thì nằm 3 tháng. Cái gì? Phong Phi Vân vừa mới ăn viên tứ phẩm cổ tu đan vào xong, mới nghe được Tử Nhục Hòa Thượng nói tiếp theo như vậy thì lập tức thiếu chút nữa trực tiếp tức tối đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà hắn đúng là vẫn còn không có ngất xỉu đi, chỉ là hung hăng đạp hai cái trên cái đầu bóng lưỡng của Tử Nhục Hòa Thượng, lúc này mới cùng Phong Tiên Tuyết đi ra khỏi Phật Tháp, vội vàng chạy về hướng đến Hoàng Nê Cổ Tỉnh. Thời gian chỉ có nửa canh giờ, mỗi một giây đều có vẻ vô cùng trân quý, căn bản không thể lãng phí nổi. Sau cơn mưa không khí trên Kính Hoàn Sơn có vẻ đặc biệt trong lành, có một chiếc cầu vồng kéo dài vắt ngang qua trời cao, trên đó có sương trắng vần quanh trông thật hấp dẫn khá giống như một chiếc cầu tiên. Ngoài núi, có vô số phi cầm với hình thù kỳ lạ tụ tập. Có xe đồng do cổ thú kéo dừng ở trên đường cổ đạo, có ngàn vạn tu tiên giả đứng ở trên bình nguyên hoang vu nhìn ra dãy núi xa xa. Đây là cảnh tượng náo nhiệt phi phàm, vô số đệ tử tiên môn tụ tập, tuấn nam mỹ nữ rất nhiều. Mỗi một người đều quần áo lộng lẫy, trên người mang theo linh khí, liền như một dịp tiên nhân tụ họp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xa xa, Kính Hoàn Sơn đang rung động mãnh liệt,
một cơn đất rung lan tới kéo dài đi ra ngoài. Nó rộng chừng 2 thước, nhưng lại đang không ngừng mở rộng, tựa hồ sẽ làm cho cả dãy núi đều chấn động đến sụp đổ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Cự kình công phạt có uy lực thật sự quá cường đại. Một đạo kiếm khí xuyên qua dãy núi bay thẳng ra, đâm tới tầng mây thẳng hướng trời xanh. Xem ra nếu muốn đục nước béo cò, nhặt nhạnh vài món thần bảo là không có khả năng. Nay có nhân vật cấp bậc cự kình tọa chấn, chúng ta là những nhân vật nho nhỏ chỉ còn có việc đứng xem náo nhiệt. Một vị đệ tử môn phái nhỏ thở dài nói. Có lẽ lui xa một chút đi, mấy vị cự kình đồng thời ra tay xuất thủ, rất có thể sẽ đánh sụp đổ Kính Hoàn Sơn. Đến lúc đó lực đánh vào chỉ sợ có thể khiến cho tu sĩ thấp hơn cảnh giới tiên căn đều bị nện đến chia năm xẻ bảy. Một người trung niên thần sắc lo lắng hiện rõ trên mặt. Hắn vừa nói dứt lời, thì từ xa xa liền truyền đến một tràng tiếng nổ như trời long đất lở. Ầm, 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 ầm. Sáu đạo lực lượng đáng sợ vọt ra từ lòng đất, có kiếm khí, có hỏa vân, có cự quyền, có ngũ hành tương thông. Những lực lượng này đồng thời bùng phát dữ dội, khiến cho trên những vết nứt trên mặt đất càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rộng. Rắc. Núi cao sụp đổ, vô số đất đá lăn xuống, làm cho xứ sở mấy chục dặm chung quanh đều bị chôn vùi. Có tu sĩ không còn kịp chạy trốn, bị tảng đá lớn cao trăm thước đè xuống, bị nện chết nhăn răng. Một màn này thật sự rất rung động, cả một khối núi đều sụp đổ, đào ra một cái hố sâu thật lớn, biến thành một khe núi nhân tạo. Khe núi sâu đến mấy trăm thước, phía dưới khí đen mờ mịt, vô số thông đạo đan xen vào nhau, âm thanh chiến đấu liền như trống thần đang vang rền. Di chỉ thương sinh tự lộ ra mặt đất, đứng ở trên núi xa xa có khả năng nhìn thấy trong Phật tháp và những tòa đền đài của thần miếu. Những Phật tháp và Phật điện đều đã bị chôn trong lòng đất hơn 1.000 năm, hiện tại rốt cục lại xuất hiện ở giữa thế gian loài người. Chỉ có điều là huy hoàng quá khứ đều đã biến mất, còn lại đều là cảnh tang thương và đổ nát. Phật điện xanh vàng rực rỡ đã lờ mờ xỉn màu, rất nhiều nơi đều đã rách nát, những pho tượng Phật bằng vàng ròng cũng bị cho bụi bao trùm, biến thành một pho giống như nặn bằng bùn đất. Mà ngay cả những pho tượng đồng thật lớn này đều phủ đầy rỉ đồng màu xanh, sinh ra lớp cho bụi màu xám. Vốn là những cao tăng đắc đạo, nay lại biến thành những khối xác ướp cổ hư thối, nay thì xảy ra thi biến. Có cái vẫn còn ngồi ở trong miếu thờ niệm kinh tụng Phật, có cái thì hung ác khủng bố ngửa mặt lên trời giống to, phảng phất muốn xông đi ra ngoài ăn thịt người. Nhưng mà những thứ này hiện tại đều không phải trọng điểm, tiêu điểm của mọi người đều tụ tập ở tại một chỗ bên miệng hoàng nê cổ tỉnh kia, nơi đó đang lúc phát sinh cuộc chiến đấu làm kinh động lòng người. Sáu vị cự kình liên thủ công kích, vô số lần ngang dọc bay ngang trời mà qua. Không ai có thể thấy rõ bóng dáng của những vị cấp bậc cự kình này, tốc độ của bọn họ thật sự quá nhanh, đầy trời đều là bóng người. Trông thật giống như căn bản là không chỉ có 6 người, mà là 600 cá nhân đang vây quanh hoàng nê cổ tỉnh để đại chiến. Nữ nhân đẹp quá! Công tử Vô Hà đứng ở trên ngọn núi xa xôi, ánh mắt chăm chú tập trung vào trên người Tiêu Nặc Lan. Một khối nữ thi, mặc dù còn chưa sống lại, nhưng mà vẻ đẹp của nàng lại đã làm kinh ngạc người đời. Một vị hồng nhan vô song lại bị 6 vị cự kình vây công, rất nhiều người đều là rõ ràng bất bình cho nàng. Nhưng mà một số ít nhân sĩ hiểu rõ tình hình lại nhìn ra sự khủng bố của nữ thi kia. Trong thân thể ấy ẩn chứa sát khí vô biên vô tận. Một khi nàng sống lại, nhất định so sánh với hung ma giết người hàng loạt thì còn đáng sợ hơn gấp hàng chục lần. Đây không phải mỹ nhân, đây là ma đầu. Tại sao lại cường đại như thế, 6 vị cự kình đều không thể công phá nổi một đạo hào quang kia. Ngược lại có người còn bị nữ thi kia phản kích, bị đánh cho bị thương. Thiếu chút nữa bỏ mạng đạo tiêu. Đông Phương Kính Thủy sắc mặt âu lo, từ rất xa nhìn về phương hướng hoàng nê cổ tỉnh. Hắn rất muốn xông lên cùng đại chiến một hồi, nhưng mà lý trí nói cho hắn, loại cấp bậc chiến đấu này có lẽ không nên tham gia vào thì tốt hơn. Hắn mặc dù cường đại, nhưng đem so cùng cự kình thì cũng vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Đông Phương Kính Thủy vốn là đi tìm Phong Phi Vân tính sổ. Nhưng mà hắn tìm vài lượt tại Kính Hoàn Sơn cũng không hề thấy bóng dáng của Phong Phi Vân, tiểu tử này chẳng lẽ đã đào tẩu. Đông Phương Kính Nguyệt cũng đứng ở một bên, xinh đẹp như tiên, yên lặng như thiếu nữ, mà cũng lại như một vị tiên tử. Trong lòng nàng có một cảm giác kỳ quái, dẫu sao vẫn cảm giác được Phong Phi Vân đang nấp ở trong thần miếu kia.
cho nên ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều tìm kiếm ở trong những chiếc Phật điện kia, muốn tìm ra hỗn đản kia. Lão gia hỏa này không ngờ lại đều bỗng nhiên xuất hiện, xem ra đều mơ ước hai kiện Phật bảo chí cao vô thượng kia trong Thương Sinh Tự. Nhị gia gia chính là đại nhân vật gia tộc Ngân Câu, tu vi sâu không lường được. Mà ngay cả các bậc tài năng nghịch thiên của Phong gia đều gọi lão là đại thánh hiền. Kỳ thật lão cũng là một vị tồn tại cấp bậc lão quái vật, biết một chút bí sử của Thương Sinh Tự. Lão vẫn ngồi ở trên lưng sơn dương mà rít tẩu thuốc lá rời, thỉnh thoảng còn đập đập cái tẩu lên trên sừng dê, để hất tàn thuốc xuống trên mặt đất. Con sơn dương kia trông gầy trơ xương, trông dáng vẻ nó cũng không có một chút nhanh nhẹn hoạt bát nào, thật giống như tùy thời đều sẽ bị lão già đè gục xuống. Hai kiện Phật bảo nào cơ? Đông Phương Kính Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Nạp Lan Phật Y và Phỉ Thúy Phật Châu. Hai món Phật bảo này không ngờ lại thần kỳ như thế, cứ thế mà thu hút sáu đại nhân vật cấp bậc cự kình đều cùng chạy tới. Các tu sĩ cấp bậc cự phách khác đã rất ít xuất hiện đi lại. Cơ hồ mọi người đều đang bế quan tìm hiểu chí lý tiên đạo. Nếu mà không có báu vật tuyệt đối thì bọn họ sẽ không xuất thủ. Đây chính là điều khá khó lường. 1.800 năm trước, Thương Sinh Tự chính là đệ nhất thánh địa Phật môn, lịch sử truyền thừa so sánh Thần Tấn Vương Triều còn phải lâu hơn. Thần Tấn Vương Triều còn chưa lập nước thì Thương Sinh Tự cũng đã tồn tại. Mỗi một vị trụ trì của Thương Sinh Tự đều là đại hiền giả trong Phật môn Thần Tấn Vương Triều, tu vi đạt đến hiểu rõ thiên nhân. So sánh cự kình đều cường đại hơn, mà Nạp Lan Phật Y chính là áo cà sa của trụ trì. Trên bề mặt thấm đượm Phật vận các đời trụ trì của Thương Sinh Tự nên đã sớm không phải một kiện Phật y bình thường. Mỗi ngày đều được nghe cao tăng niệm Phật, tịnh hóa khí tức Phật y, khiến cho Phật y sinh ra ý thức của mình. Có lời đồn đại, tại một đêm sản sinh dông tố, Nạp Lan Phật Y đã bay ra từ trong Thương Sinh Tự, độ kiếp trong sấm chớp vang rền. Cái gì, một kiện Phật y mà lại độ kiếp, cái này cũng quá khó có thể tin nổi. Nghe tới chỗ này, Đông Phương Kính Thủy cũng không nén nổi giật mình la lên thành tiếng. Thế này đã cao hơn lẽ thường, làm cho người ta không dám tin. Mà sự thực chính là như thế, sau khi độ kiếp Nạp Lan Phật Y càng thêm thần vận. Chỉ cần mặc vào Phật Y này thì cho dù linh khí cũng không thể gây tổn thương đến một sợi tóc của người mặc quần áo. Hơn nữa Phật Y này có thể trợ giúp người ta ngộ đạo, tốc độ tu luyện quả thực so sánh với ăn vào linh thảo đều phải nhanh hơn. Lúc Nhị Gia Gia đang nói ra những lời này, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Dù sao Nạp Lan Phật Y này thật sự là rất thần kỳ. Mỗi một chủng công năng đều có thể khiến cho cự kình đều phải điên cuồng theo. Thiên hạ lại còn có Phật bảo kỳ diệu giống như thế này. Khó trách những cự kình này đều dường như nổi điên cướp đoạt đến vậy. Đông Phương Kính Nguyệt khinh thường nhìn về phương hướng thần miếu. Kỳ thật trong lòng nàng làm sao không muốn thấy một lần Phật bảo chí cao vô thượng này. Thỏa mãn tò mò trong lòng. Chỉ là chính nàng cũng không biết, kỳ thật Nạp Lan Phật Y thì nàng cũng sớm đã nhìn thấy. Lúc ấy nó đang mặc trên người Phong Phi Vân. Tuy vậy, tuy rằng Nạp Lan Phật Y mặc dù thần kỳ, nhưng mà giữa các báu vật lạ kỳ trong thế gian loài người, theo lời đồn đại thì nó so cùng Phỉ Thúy Phật Châu lại vẫn còn kém một cấp bậc. Nhị Gia Gia nói, còn có Phật bảo so sánh Nạp Lan Phật Y càng thần kỳ hơn. Phỉ Thúy Phật Châu chính là theo lời đồn đại thật lâu trước kia, có một người gọi là Tiểu Hòa Thượng Thương Sinh đang uống nước bên bờ khe suối. Mà đúng lúc này một con tiên hạc từ trong mây bay bay tới, cũng hạ xuống bờ suối uống nước. Tiểu Hòa Thượng đã bao giờ nhìn thấy tiên hạc lớn như thế, liền cho là mình thấy Bồ Tát Hiển Linh. Hắn vội vàng quỳ gối bên bờ suối dập đầu chắp tay thi lễ. Mà con tiên hạc kia thật đúng là do một vị nữ Bồ Tát biến thành. Ngài ngồi ở trên Phật Liên, đài sen, trên đỉnh đầu có Phật Hoàn, vầng hào quang, vàng chói, đầy người đều là Phật quang vàng rực, rất thần kỳ. Phỉ Thúy Phật Châu kia chính là nữ Bồ Tát giao cho Tiểu Hòa Thượng đó. Đông Phương Kính Nguyệt không nhịn được mở miệng. Đương nhiên không hề đơn giản, nữ Bồ Tát kia cũng không hề nói một câu nào, chỉ là ở lại bên bờ suối kia 9 ngày. Mà Tiểu Hòa Thượng đã quỳ ở bên bờ suối 9 ngày, đợi đến lúc ánh mặt trời khuất núi vào ngày thứ 9. Nữ Bồ Tát rốt cục mở miệng nói. Vẻn vẹn chỉ nói một câu đạo tu kiếp này, Phật tu kiếp sau. Kiếp này đã chết, kiếp sau thành Phật, nhân quả luân hồi, muôn đời không tắc. Vừa nói dứt lời, trên người Bồ Tát bốc lên nghiệp hỏa cháy lên hừng hực, Phật thân lại thiêu đốt 9 ngày trời mới dập tắt. Cuối cùng trên Phật liên kết ra một viên hạt sen, Tiểu Hòa Thượng lấy hạt sen xuống, liền có Phỉ Thúy Phật Châu.
Nhị gia gia hoàn toàn chính là đang kể lại một câu chuyện thần thoại cổ xưa. Sau khi kể xong, mới hỏi. Các ngươi đoán tiểu hòa thượng kia là ai? Chẳng lẽ chính là hòa thượng Thương Sinh Tự? Đông Phương Kính Nguyệt thắc mắc. Đúng phân nửa, tiểu hòa thượng kia chính là lão tổ tông Thương Sinh Tự, vị trụ trì Thương Sinh Tự đời thứ nhất. Đồn đại sau khi đắc đạo thành Phật, thì đã biến mất ở trong thiên địa. Nhị gia gia nói. Yên lặng hồi lâu, Đông Phương Kính Nguyệt mói nói. Nhị gia gia kể chuyện xưa cũng giống hệt như giảng giải khi còn bé. Đây không phải chuyện xưa, cái này là chân thật tồn tại. Ở trong rất nhiều điển tịch Phật môn cũng có ghi chép, bằng không ngươi cho rằng mấy lão gia hỏa bất tử kia lại không sợ chết để đại chiến cùng nữ thi. Bọn họ kỳ thật đều là muốn có được di bảo của Bồ Tát trong truyền thuyết kia. Có người suy đoán Phỉ Thúy Phật Châu kỳ thật chính là sinh mệnh Bồ Tát kéo dài. Bồ Tát kiếp sau nói không chừng sẽ thai nghén ra từ Phỉ Thúy Phật Châu. Một khi tìm hiểu được một chút Phật lý của Bồ Tát trong đó, liền có thể lĩnh hội tiên đạo đại pháp, trở thành tiên đạo chí cường. Nhị gia gia nói tích cực. Các ngươi nhìn, đây là ai? Một đôi mắt hổ của Đông Phương Kính Thủy đột ngột xuất hai đạo tà quang, cả người đều thiếu chút nữa bay vọt lên, ngón tay của hắn chỉ về phương hướng thần miếu. Có người ở chỗ sâu trong Phật tháp đi ra từ thần miếu, rất nhiều người đều thấy được một màn này, làm cho họ đều kinh dị. Trong thần miếu lại còn có người sống. Là Phong Phi Vân. Đông Phương Kính Thủy khẽ kêu lên một tiếng, áo choàng đỏ tươi trên lưng tung bay. Xa xa, một ngọn đèn Phật trúc chiếu sáng cảnh đại môn Phật tháp bị đẩy ra, phát ra âm thanh két kẹt, Phong Phi Vân dẫn đầu đi ra từ bên trong. Gương mặt Phong Phi Vân với hàng lông mày lưỡi mác trông cực kỳ khí khái hào hùng. Quần áo trên người sạch sẽ chỉnh tề, trong vẻ tuấn tú hơn người mang theo một sự kín đáo, khí thế toàn thân bừng bừng mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Trong mơ hồ như thể đã dung hợp cùng đạo thiên địa. Mỗi một động tác của hắn đều cực kỳ có quy luật, liền như một vị cự kình đã từng tu luyện mấy trăm năm. Rất nhiều người chưa từng gặp qua Phong Phi Vân, trong lòng đều đang âm thầm suy đoán thân phận người thiếu niên đi ra từ trong Phật Tháp. Mà những người đã biết thân phận Phong Phi Vân lại đều kinh ngạc đến cùng cực, bị sự thay đổi trên người hắn làm cho kinh sợ. Kẻ này vẫn còn là một tiểu bối bị tu sĩ Phong gia khắp thành Tử Tiêu phủ đuổi giết. Nhưng làm thế nào đều cảm giác trong thân thể hắn ẩn chứa chiến lực ngất trời, hôm nay muốn một bước lên trời, phải đánh đến long trời lở đất. Phong Tiên Tuyết cũng đi ra theo sát Phong Phi Vân, đi theo ngay phía sau hắn. Nạp Lan Phật y trên người nàng lấp lánh ánh Phật mang xanh biếc, đậm đặc bao phủ toàn thân nàng. Mà sáu viên thiên tủy xá lợi tử trong thân thể nàng cũng bị kích hoạt, nở rộ xuất ra ánh sáng thánh khiết, từ bên trong mà phát tán ra ngoài. Mặc dù trên người tràn đầy ánh sáng Phật quang thần thánh, dưới chân đạp một đóa cửu phẩm Phật liên, hoa sen chín tầng tựa như một vị nữ Bồ Tát. Nhưng mà dáng người nàng mềm mại, tựa như con chim nhỏ nép sát vào phía sau Phong Phi Vân, như thể dùng bả vai của Phong Phi Vân để che chắn bớt đi dung nhan tuyệt sắc kia của nàng. Tựa hồ như nàng không muốn bị những người nào đó nhận ra vậy. Thiếu nữ này chẳng lẽ là một vị tiên nữ, không, là một vị nữ Bồ Tát. Có người cảm nhận được trên người Phong Tiên Tuyết có một cỗ lực lượng thánh khiết, bị Phật lực của Nạp Lan Phật Y làm ảnh hưởng tới tâm linh, thiếu chút nữa quỳ gối dập đầu chắp tay thi lễ với nàng. Đông Phương Kính Nguyệt tự nhiên cũng thấy được một màn này. Dung nhan dưới cái khăn che mặt trở nên xanh mét, một đôi mắt nhung nhìn chăm chú trên người Phong Tiên Tuyết, đánh giá mỗi một chỗ trên dưới toàn thân nàng, ngay cả một sợi tóc đều không buông tha. Nàng nhìn chằm chằm thật sự cẩn thận. Nhưng nàng không hề liếc mắt nhìn Phong Phi Vân, ngược lại tất cả chú ý đều tập trung ở trên người Phong Tiên Tuyết. Nàng kia là ai? Không ngờ tiểu tử Phong Phi Vân này lại kim ô tàng kiều, lầu vàng giấu kiều. Không, phải gọi là tại ngôi miếu đổ nát giấu gái, thật sự là rất ghê tởm. Muội muội, loại nam nhân này không cần cũng được, ta đây phải đi thay muội rút gân lột da hắn. Sát khí và ma khí trên người Đông Phương Kính Thủy đều bắt đầu sôi sùng sục, áo giáp trên người rung động. Va chạm tạo ra âm thanh như dụng cụ bằng sắt va vào nhau. Nhị gia gia để tẩu thuốc lá cầm trong tay xuống, trong đôi mắt đột ngột xuất hiện hai tia sáng ngời, một tay có hơi đặt trên bả vai Đông Phương Kính Thủy mà lắc đầu. Tiểu tử này có điều kỳ dị cổ quái, trước tiên đừng động thủ vội. Nhị gia gia, tiểu tử này cũng dám yêu thích nữ nhân khác, há có thể lưu tính mạng hắn lại. Đông Phương Kính Thủy khí phách vô song, vẫn cứ muốn ra tay xuất thủ. Hừ. Nam nhân phụ lòng nguyệt nha đầu của nhà chúng ta thì đương nhiên là chết cũng xứng đáng.
Nhưng mà Nguyệt Nha Đầu đều còn chưa nói gì, ngươi là một đại nam nhân mù quáng kích động cái gì? Nhị gia gia trợn mắt liếc mắt nhìn hắn. Đông Phương Kính Thủy là nhân vật cỡ nào? Đó là vương giả trong thế hệ trẻ tuổi, vậy mà trước mặt thiên hạ dám trách mắng hắn như thế. Người đó cũng chỉ có vị nhị gia gia này. Những người khác, cho dù là gia chủ gia tộc Ngân Câu thì ông ta cũng nhất định sẽ để ý. Đông Phương Kính Thủy có hơi liếc mắt nhìn muội muội của mình, chỉ thấy nàng cũng vẫn lẳng lặng đứng ở một bên. Bộ quần áo trắng trên người nhẹ nhàng phất phơ, tay ôm chiếc hồng mộc tỷ bà, nhã nhặn lịch sự tựa như một người không có việc gì. Thật giống như căn bản người đó không liên quan đến chuyện của nàng. Điều này khiến cho trong lòng Đông Phương Kính Thủy thầm nghĩ muội muội của mình không ngờ giữ được trong lòng bình thản như vậy, phần tu vi tâm tình dường này quả thực rất phù hợp. Đôi mắt tím của Đông Phương Kính Nguyệt dần dần híp lại, nàng cười đến nỗ làm cho nó tựa như một vầng trăng thượng tuần sáng ngời. Không ngờ nó vẫn còn cười. Đông Phương Kính Thủy không khỏi kêu lên, lòng dạ của phụ nữ thật sự là khó mà hình dung ra được. Đông Phương Kính Nguyệt đột nhiên mở miệng, âm thanh trong veo mà dịu dàng, nàng thì thầm. Nạp Lan Phật Y thì nàng kia ở phía sau Phong Phi Vân đang mặc. Đó chính là thánh bảo chí cao vô thượng của Phật môn. Người nào có được Nạp Lan Phật Y là có thể lĩnh hội Phật môn thánh pháp, càng có khả năng lấy thân thể để chống đỡ linh khí công kích, thật sự là một kiện Phật bảo vô giá. Âm thanh của nàng cũng không hề tận lực áp chế, mặc dù nhìn như là đang tự nói một mình. Thế nhưng rất nhiều tu tiên giả chung quanh cũng nghe được, trong đó rất nhiều người đều nghe nói qua những lời đồn đại về Nạp Lan Phật Y. Nay được Đông Phương Kính Nguyệt nhắc tới, lập tức ai nấy đều kích động như máu gà trọi dâng lên. Mọi ánh mắt đều tụ tập đến trên người Phong Tiên Tuyết, hiện tại đã không hề là ánh mắt thành kính ngoan đạo nữa, mà là ánh mắt tham lam, thật sự là hận không thể hiện tại phải lột ngay Phật Y trên người nàng. Nữ nhân như Bồ Tát kia ở phía sau Phong Phi Vân. Trên người lại mặc chính là Nạp Lan Phật Y. Đây chính là chí bảo trong truyền thuyết Phật môn. Các ngươi nhìn trong tay nàng vẫn còn cầm một viên Phật châu màu xanh, chẳng lẽ chính là Phỉ Thúy Phật châu? Vô số tu sĩ ở đây đều vô cùng kích động, người này truyền cho người nọ nên chả mấy chốc liền truyền khắp toàn cục. Tất cả mọi người bị món chí bảo hấp dẫn, không hề sợ hãi sinh tử nữa mà bắt đầu chậm rãi tới gần về hướng thần miếu. Giết người đoạt bảo, một vốn bốn lời, giá trị tuyệt đối đáng để liều mạng. Đông Phương Kính Nguyệt vẫn cứ lẳng lặng đứng ở nơi đó, như trăng sáng giữa trời, nhã nhặn lịch sự mà xinh đẹp, nàng vẫn đang mỉm cười, nụ cười đến là đẹp như vậy. Đông Phương Kính Thủy và Nhị Gia Gia liếc mắt nhìn nhau, đều là trong lòng phát lạnh, đều là kêu lên. Tâm địa nữ nhân này quả nhiên quá lợi hại, chọc không nổi, chọc không nổi. Các ngươi định nói gì vậy? Đông Phương Kính Nguyệt hoàn toàn không phát giác có cái gì không thích hợp. Không có gì, không có gì, tuyệt diệu a, thông minh, hay cho một chiêu mượn đao giết người. Phong Phi Vân cùng Phong Tiên Tuyết chạy đi như bay về hướng Hoàng Nê cổ tỉnh, tính toán sử dụng Phỉ Thúy Phật Châu để trấn áp Tiêu Nặc Lan, hoàn toàn hủy hoại sinh mệnh ấn ký trong thân thể nàng. Tử Nhục Hòa Thượng đã từng nói qua, chỉ có người mặc Nạp Lan Phật Y mới có thể đi vào trong hào quang kia. Đợi ta sẽ giúp nàng mở ra một lỗ hổng, sau khi nàng tiến vào hào quang cũng phải cẩn thận. Mặc dù Phỉ Thúy Phật Châu có thể khắc chế Tiêu Nặc Lan, nhưng mà cũng phải đề phòng lực lượng của Hoàng Nê cổ tỉnh. Phong Phi Vân dặn dò. Chàng yên tâm đi, nếu mà sau nửa canh giờ ta cũng không có đi ra từ trong hào quang, vậy chàng liền tự mình rời đi trước, không cần phải để ý đến ta nữa. Phong Tiên Tuyết biết dược lực của cổ tu đan chỉ có nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ lực lượng trong thân thể Phong Phi Vân sẽ rơi xuống đến mức thấp nhất không đáng để ý, vào trước lúc đó hắn nhất định phải chạy trốn tới một chỗ không người, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Phi Vân dừng bước chân lại mà nói với dáng vẻ kiên định. Nếu như nàng không đi ra từ trong hào quang, thì ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây. Phong Tiên Tuyết có hơi sửng sốt, nàng nhìn bóng dáng rắn giỏi của Phong Phi Vân. Tay cầm vô địch thiền trượng mà trong lòng không khỏi run lên, nàng bật thốt lên. Phong, Phi Vân, gì vậy? Phong Phi Vân vốn đã mang theo thiền trượng xông về hướng đến Hoàng Nê cổ tỉnh. Hắn không muốn lãng phí thời gian ít ỏi nửa canh giờ, nhưng mà vẫn cứ dừng bước chân lại mà xoay người hỏi. Tên thật của ta kỳ thật không gọi Phong Tiên Tuyết. Thì nàng đã nói vậy mà. Phong Phi Vân nói. Tên đích thực của ta là Nạp Lan Tuyết Tiên. Tử Nhục Hòa Thượng kia kỳ thật.
Nàng tựa hồ còn có muốn nói lời gì, nhưng mà một tiếng quát lên vang lên từ trên đỉnh đầu nàng, tựa như một đạo thiên lôi lở đang giáng xuống. Nếu không phải có Nạp Lan Phật Y giúp nàng ngăn cản một bộ phận lực lượng, thì giờ phút này chỉ sợ nàng đều đã bị đánh chết. Thì ra Nạp Lan Phật Y lại mặc ở trên người của ngươi, mau giao ra đây cho lão phu. Trên bầu trời là một đám hỏa vân bôn lôi, sấm sét, trong đó hỗn loạn vô cùng vô tận thiên lôi. Vô số điện quang chém nhằng nhịt, thật giống như cả thế giới đều bị bao bọc ở trong hỏa quang và điện quang. Đây không phải một mảnh bầu trời, mà chỉ là một thủ ấn. Chỉ có điều là thủ ấn này thật sự quá lớn, cho nên mới khiến cho hai người có một loại cảm giác cả bầu trời đều biến thành hỏa diễm và thần lôi. Đệ tam điện chủ trước đây của Xâm La Điện Hỏa Đầu Đà, hung ma này đã nhận ra khí tức của Nạp Lan Phật Y, vì vậy bỏ qua không đi công kích Hoàng Nê Cổ Tỉnh, ngược lại xông về hướng bên này. Một vị cự kình ra tay xuất thủ quả nhiên không phải chuyện đùa, một đạo trưởng ấn liền làm cho người ta thấy được ý định giết người vô cùng vô tận. Phong Tiên Tuyết chưa bao giờ chứng kiến quang cảnh như thế, Phật quang trên người bị hỏa diễm đốt cho cháy sạch, phảng phất muốn trực tiếp hòa tan nàng thành vũng máu. Keng keng! Vô địch thiền trưởng cấp tốc chuyển động, bộc phát ra hào quang vàng chói. Cây thiền trưởng Phong Phi Vân cầm trong tay, trên người hắn đột ngột phát ra chiến uy vô cùng vô tận, chiếu thẳng lên trời. Sát! Lão hét lớn một tiếng. Rầm! Phong Phi Vân khí thế như cầu vồng, đằng đằng sát khí, liền như một vị sát thần ra tay. Hắn cầm trong tay trường mâu, trực tiếp xuyên thủng đạo trưởng ấn này của Hỏa Đầu Đà, sau đó mang theo lực lượng vô tận xông về hướng bổn tôn của Hỏa Đầu Đà. Đây là muốn nghịch thiên, một vị tiểu bối thế hệ trẻ tuổi, cũng dám ra tay đấu cùng lão ma đã nổi danh mấy trăm năm. Ầm. Một màn này làm cho tất cả mọi người bị rung động, kinh hãi đến nói không ra lời. Tình huống nào đây, tiểu tử kia là ai? Lại đã đánh tan chuyển luân ma hỏa đại thủ ấn của Hỏa Đầu Đà. Chẳng lẽ hắn là một thiên tài cấp bậc bát đại sử thi? Một vị trưởng lão của tiên môn cỡ lớn giật mình la lên thành tiếng, lão bị chấn động không nhẹ. Chuyển luân ma hỏa đại thủ ấn chính là một trong 12 đại tà công của Xâm La Điện, Hỏa Đầu Đà chính là đệ tam điện chủ trước đây của Xâm La Điện, được xưng là Luân Chuyển Vương. Lão đã tu luyện luân chuyển ma hỏa đại thủ ấn tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh cực kỳ thuần thục. Điện chủ 10 đại điện Xâm La Điện không có người nào mà không phải là hung ma hơn đời. Hỏa Đầu Đà từ mấy trăm năm trước đã có thể trở thành điện chủ một điện trong đó, tu vi của lão cao tới đâu thì có thể nghĩ. Lão chính là nhân vật mà ngoại trừ cấp bậc cự kình ra, không ai có thể địch nổi một chiêu của lão. Nhưng mà hiện tại thiếu niên mặc cẩm y này lại có khí phách tràn trề, cầm trong tay một cây thiền trượng mà bay vào trời cao, đã phá vỡ tà công đại pháp mà Hỏa Đầu Đà vẫn lấy làm kiêu ngạo. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là suốt một chiêu, nhưng mà cũng đã khiến cho nhiệt huyết mọi người sôi sùng sục theo. Đây là vương giả trong thế hệ trẻ tuổi đang đối nghịch cự kình của thế hệ trước. Đó không phải bất cứ một vị nào trong thiên tài cấp bậc bát đại sử thi. Hắn là phản đồ của Phong gia, yêu ma chi tử Phong Phi Vân. Một vị thiếu nữ là thiên kim tiểu thư đại gia tộc nhìn trời cao mà chiến ý sôi sùng sục, trái tim rung động, mắt nhung không ngừng giàn giụa. Trưởng lão thứ 8 của Phong gia đứng ở trên đỉnh xe đồng, trong tay nắm một quyển sách cổ. Gương mặt vốn lạnh nhạt nho nhã đã trở nên xanh mét, căn bản vô phương lại biểu hiện thong dong. Một tên tiểu bối tu vi thấp làm thế nào đột nhiên trở nên cường đại như thế, chiến lực coi như so sánh một vị cự kình đều không kém nhiều. Chẳng lẽ đây là lực lượng đích thực của yêu ma chi tử? Yêu ma chi huyết trong thân thể hắn đã hồi phục. Đây là sống sờ sờ mà bị bôi mặt a. Đệ tử phản đồ mà Phong gia đuổi giết khắp nơi, không ngờ lại là một vị thiên tài vô song. Điều này làm cho những lão tổ tông Phong gia sao mà chịu đựng nổi. Đuổi giết không được, ngược lại còn mang đến cho gia tộc một tên đại địch. Sắc mặt mỗi một vị đệ tử Phong gia ở đây đều rất khó coi, hào quang của Phong Phi Vân thật sự quá mạnh mẽ, khiến cho bọn họ cảm giác được không còn tồn tại mặt mũi đâu nữa. Chỉ dựa vào một chút tu vi tầm thường của chính mình mà lại còn dám đuổi theo giết hắn, quả thực là tự rước lấy nhục. Tích lý ba lạp tuôn ra rào rào. Hỏa diễm đang bắn tung tóe, điện quang cũng dồn dập nổ tung. Mặc dù một mảnh hỏa diễm kia cao chừng trăm thước, chỉ ngón tay cũng đã to như cái cột đình. Nhưng mà cái này lại cũng không phải bổn tôn của Hỏa Đầu Đà, mà vẻn vẹn chỉ là hỏa diễm ngưng tụ lại thành hỏa ma thân mà thôi.
bổn tôn hỏa đầu đà kỳ thật nằm ở chỗ nào trong hỏa ma thân, cũng không ai biết vị trí đích thực của thân xác hắn ở đâu. Hảo tiểu tử! Hỏa ma thân quát lên một tiếng, bàn tay bị Phong Phi Vân xuyên thủng liền lại được hỏa diễm chữa trị, trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Trên bề mặt bàn tay có hỏa diễm ngưng tụ thành áo giáp, lại thêm lớp điện quang quay vòng. Phong Phi Vân đứng ở giữa trời cao, từ trên cao nhìn xuống. Vô địch thiền trượng trong tay tổng cộng có khắc 6636 tòa trận pháp, chúng dựa theo phương thức trồng chéo mà khắc ghi ở bên trong thiền trượng thành tầng tầng lớp lớp. Từ đó chấp động 36 vòng ánh sáng tinh mang. Sau khi dùng tứ phẩm cổ tu đan, trong thân thể Phong Phi Vân linh khí cuồn cuộn không dứt, phảng phất có một đám hỏa diễm đang thiêu đốt trong đan điền, cung cấp cuồn cuộn không dứt lực lượng cho hắn, khiến cho hắn có thể dẫn động trận pháp trong vô địch thiền trượng, do đó làm thức tỉnh bộ phận lực lượng trong vô địch thiền trượng. Đây là lực lượng đích thực của vô địch thiền trượng, nó cũng như uy phong chém giết của linh khí, nhưng uy lực so sánh với linh khí bình thường thì càng cường đại hơn. Trên người Phong Phi Vân cũng không phải không có linh khí. Miểu quỷ ban chỉ chính là một kiện linh khí, nhưng mà muốn làm thức tỉnh linh tính và trận pháp trong linh khí lại cần phải linh lực khổng lồ chống đỡ. Tu vi bản thân của Phong Phi Vân chỉ có tiên căn trung kỳ, coi như điều động linh khí toàn thân thì cũng vẻn vẹn chỉ có thể kích động trận pháp trong linh khí được một khoảnh khắc, đủ sức phát ra lực lượng linh khí để xuất một chiêu. Sau khi xuất một chiêu, linh khí trong thân thể hắn sẽ kiệt quệ, chiến lực chưa được 1%. Hơn nữa dù vậy phát huy ra được cũng vẻn vẹn chỉ là 1/10 linh khí, thậm chí 1% uy lực. Cho nên Phong Phi Vân mặc dù có linh khí trong tay, nhưng lại từ trước đến giờ không thể đích thực phát động trận pháp ở trên bề mặt của nó. Nhiều nhất cũng chỉ là mượn một tia linh lực của linh khí để phát huy ra được chiến lực cao hơn lực lượng của chính bản thân mình thêm một tiểu cảnh giới. Cái này căn bản không tính là kích động lực lượng đích thực của linh khí. Tựa như lúc trước Phong Phi Vân mặc dù cầm trong tay vô địch thiền trượng, có thể đại chiến tu sĩ thần cơ trung kỳ, nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là mượn một tia linh lực của bản thân vô địch thiền trượng, chứ cũng không hề kích động trận pháp và linh tính bên trong nó. Cho nên cũng không hề phát huy ra được lực lượng đích thực của vô địch thiền trượng. Nhưng mà hiện tại lại hoàn toàn không giống. Trong thân thể có lực lượng của cổ tu đan, tu vi của Phong Phi Vân đã tạm thời đạt tới mức độ của bán cự kình, hoàn toàn có thể kích động trận pháp trong vô địch thiền trượng, phát huy ra được uy lực chân chính của vô địch thiền trượng. So sánh với linh khí bình thường thì có uy lực mạnh hơn. 36 tòa trận pháp trên vô địch thiền trượng đồng thời kích động, thật giống như 36 bánh xe cao chọc trời đang quay tròn. Chúng phát ra tiếng vang thật lớn, âm thanh rất giống như 36 vị cao tăng Phật môn đang niệm kinh. Kẻ nào chắn ta phải chết. Từ trong miệng Phong Phi Vân phun ra một đạo hào quang, hắn dung hợp vô địch thiền trượng trong tay cùng lực lượng của mình, dẫn động thiên địa phong lôi, hung hãn công kích về hướng hỏa ma thân thật lớn kia. Hỏa ma thân chính là thân hình bên ngoài của hỏa đầu đà, cũng là hình tượng đại biểu cho lão. Nếu mà bị một tiểu bối như Phong Phi Vân công phá, như vậy trong tương lai hỏa đầu đà lão cũng đừng lăn lộn tại tu tiên giới nữa, trực tiếp chạy trở về thần đô đại ngục chọn cách chờ chết, khỏi phải ra ngoài đi dọa người. Chuyển luân ma hỏa đại thủ ấn lại ngưng tụ lần nữa, lần này đây thủ ấn càng cô đọng hơn, hỏa diễm thiêu đốt càng mãnh liệt hơn. Chỉ là một luồng sóng lửa kia, từ cách mấy chục thước đều có thể làm cho sắt thép bị nung chảy hòa tan thành thiết thủy, huống chi là thân thể huyết nhục của người ta. Nhiệt độ cao vẫn còn vẻn vẹn chỉ là hàng thứ yếu, càng thêm kinh động sợ hãi lòng người chính là điện quang trong lúc đại thủ ấn xuyên qua không gian. Nó tựa như những đạo xích sắt nối liền các ngón tay, căn bản vô phương công phá. Nhất trưởng chân áp, thủ ấn hỏa diễm thật lớn hình bàn tay từ trên trời giáng xuống, hung hăng vỗ vào đỉnh đầu Phong Phi Vân, đánh cho hắn lún sâu vào trong lòng đất. Mặt đất bị đánh ra tạo thành một cái hố sâu thật lớn, gây ra những tảng lớn bụi mù, đánh cho mặt đất bị chia năm xẻ bảy. Âm. Phong Phi Vân bị trưởng ấn nuốt chửng, chỉ sợ là đã bị đè thành bánh thịt. Lực lượng của một trưởng này mới là lực lượng đích thực của hỏa đầu đà, cũng là uy lực đích thực của chuyển luân ma hỏa đại thủ ấn. Căn bản không phải một người tiểu bối thuộc thế hệ tuổi còn trẻ có khả năng phá vỡ. Một đạo trưởng ấn vô cùng đơn giản không biết đã gạt bỏ được nhân vật ít nhiều làm xúc động lòng người hay chưa. Phong Phi Vân chẳng qua là một tiểu bối phản đồ của Phong gia, có thể chết ở dưới tay tà công tuyệt học TC của hỏa đầu đà, đó quả thực chính là vinh quang đặc biệt lớn lao, sẽ được ghi vào trong sử sách, được người ta truyền tụng lâu dài.
Rất nhiều người đều thấy Phong Phi Vân bị trục chết ở dưới chuyển luân ma hỏa đại thủ ấn, bị đánh cho hài cốt không còn tồn tại, hoàn toàn không có lực để đánh lại. Quả nhiên không hổ là chuyển luân vương ngày nào ở Sâm La Điện. Mặc dù bị trấn áp ở trong thần đô đại ngục mấy trăm năm, nhưng khí tức tà ác trên người không giảm, tu vi vẫn dũng mãnh như trước. Phàm là kẻ dám đối địch cùng cự kình, nhất định sẽ bị đánh một chiêu là bỏ mạng. Coi như là thiên tài cấp bậc bát đại sử thi ra tay xuất thủ thì tuyệt đối cũng không có ngoại lệ. Huống chi yêu ma chi huyết trong thân thể yêu ma chi tử còn chưa hề thức tỉnh, chỉ có thể coi là một nhân vật nho nhỏ, làm sao có thể tiếp được một chưởng này. Mặc dù chết vẫn còn quang vinh, ta nhìn ra được hỏa đầu đà đã xuất ra toàn lực, đã phát huy uy lực chuyển luân ma hỏa đại thủ ấn đến trình độ cao nhất. Mọi người sôi nổi bàn luận ồn ào về một lần quyết đấu vừa rồi kia, đều cảm giác rằng Phong Phi Vân cho dù chết ở dưới chuyển luân ma hỏa đại thủ ấn thì cũng là danh chấn thiên hạ. Không lâu sau sẽ có người lập ra mộ bia cho hắn, cũng coi như kết thúc của một vị vương giả trong thế hệ trẻ tuổi. Trên mặt đất vốn đã hóa thành đất khô cằn cháy xém có một đạo ánh sáng vàng rực bay lên. Soạt, nó lướt qua ngang trời, tựa như một sợi mây vàng chói đột nhiên nện về hướng hỏa ma thân, cứ như vậy xuyên thủng mắt phải cực lớn của hỏa nhân. Có một bóng dáng vàng chói bay ra từ cái gáy của hỏa ma thân, rồi hướng về phía trời cao bay đi. Nó cầm trong tay một cây thiền trượng màu vàng, mang theo hình bóng màu vàng thật lớn, rồi như dòng thác lũ từ trên bầu trời trút xuống. Rầm! Cái đầu cực lớn của hỏa ma thân cao trăm thước bị nổ nát, mà ngay cả tầng áo giáp hỏa diễm bên ngoài đều đua nhau vỡ vụn. Hỏa ma thân vô cùng oai phong lẫm liệt kia trong khoảnh khắc liền biến thành người không đầu. Nếu như trong thân hình khổng lồ hỏa diễm kia không có một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn đang khống chế, thì hỏa ma thân cũng đã nát bấy. Bóng dáng màu vàng sau khi ra tay dũng mãnh, đến lúc hắn dừng lại thì đứng ở trên đỉnh một tòa Phật điện. Trong tay nắm vô địch thiền trượng, tóc tai bù xù, lạnh lùng khắc nghiệt nhìn thẳng vào hỏa ma thân. Trong đôi mắt thiêu đốt hỏa diễm hừng hực. Thật giống như có hai con phượng hoàng đang múa lượn trong đồng tử hắn. Đúng là Phong Phi Vân. Một đạo chuyển luân ma hỏa đại thủ ấn làm sao có thể liền trục chết hắn được. Mái tóc dài rơi trên hai vai, thân thể đứng thẳng tắp, một khí thế mạnh mẽ từ trong thân thể trùng trùng điệp điệp lao ra. Long mã hà đồ. Như một con sông thần thánh đang uốn lượn xoay quanh trên bầu trời, long mã hít thở tinh hoa nhật nguyệt, tạm thời chiếm cứ một góc bầu trời. Nó làm cho màu sắc bầu trời đều phải thay đổi. Giờ phút này hắn đã không phải chỉ là một người, mà càng giống như là hóa thân của không gian thiên địa, có thể dẫn động khí thế của Sơn Hà phải biến đổi. Phong Phi Vân đứng ở trên Phật điện đổ nát, dẫm trên lớp mái đồng đỉnh vàng cao trăm trượng. Mái tóc dài đen rủ xuống, bộ cẩm bào trắng trên người bị lây dính những giọt máu lấm tấm càng có thêm vài phần cảm giác lạnh buốt. Hắn lạnh lùng đứng thẳng cực kỳ đúng mực, trên đỉnh đầu trôi nổi long mã hà đồ. Có vẻ lão luyện mà lại thần bí. Cái đầu của hỏa ma thân bị vô địch thiền trượng nện cho vỡ vụn, nhưng mà lại cũng không hề gây tổn thương đến bổn tôn của hỏa đầu đà. Một chiếc đầu hỏa diễm thật lớn liền lại nhanh chóng ngưng tụ thành hình, rồi mọc ra từ chiếc cổ phía dưới. Bị trấn áp tại thần đô đại ngục mấy trăm năm, chẳng lẽ hiện nay tu tiên giới đã trở nên cường đại như vậy, ngay cả một tiểu bối mà chiến lực đều đáng sợ như thế. Hỏa đầu đà coi như là một vị ma nhân từ thuở xa xưa. Lão đánh nhau ba chiêu cùng thiếu niên trước mắt này nhưng không cách nào trấn áp được đối phương, ngược lại chỉ thiếu chút nữa bị đối phương nện vỡ hỏa ma thân, khiến cho lão hoài nghi có đúng là tu vi của chính mình đã sút giảm chăng. Két kẹt. Xa xa, trên đỉnh chóp Phật tháp cao cao, cái cửa sổ màu vàng nứt toác bị mở ra. Tửu Nhục Hòa Thượng đứng ở ngay cửa sổ, một đôi mắt lớn như chuông đồng nhìn về phương xa mà khẽ gật đầu. Tiểu tử này quả nhiên không phải chuyện đùa. Thân mang phong thái từ thuở xa xưa, tâm tình tu vi càng là không thua với cự kình một chốn. Yêu ma chi tử đích xác làm cho không người nào có thể suy đoán. Dược lực của tứ phẩm cổ tu đan cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù có thể trong thời gian ngắn ngủi làm tăng lực lượng lên tới cấp độ bán cự kình. Nhưng mà đối với một tu sĩ cảnh giới tiên căn mà nói, muốn khống chế lực lượng bán cự kình thì lại cực kỳ gian nan. Dù sao quá trình tu tiên chính là quá trình tâm tình khống chế lực lượng. Nếu tu vi tâm tình của một người vô phương tương xứng cùng lực lượng, như vậy căn bản không có khả năng phát huy ra được uy lực chân chính của bán cự kình. Người bình thường có thể phát huy ra được một phần năm lực lượng, liền đã khá là khó lường. Nhưng mà Phong Phi Vân không chỉ có khống chế lực lượng bán cự kình này,
mà lại còn phát huy ra được uy lực càng cường đại hơn, quả thực liền như một vị cự kình đích thực, chiến lực so sánh loại lão ma hỏa đầu đà nổi danh mấy trăm năm cũng không kém chút nào. Tiểu tử này không ngờ đã kích động được trận pháp trong vô địch thiền trượng, khó trách có thể đối chọi cùng hỏa đầu đà, nhưng hắn làm được như thế nào? Trên mặt Tử Nhục Hòa Thượng hiện ra vẻ hiếu kỳ, nhưng mà lại dù như thế nào đều không suy đoán ra được nguyên nhân trong đó, cuối cùng chỉ có thể quy kết bởi vì sự thần kỳ của yêu ma chi tử. Dù sao vào lúc thần Tấn Vương triều kiến quốc cũng đã trục xuất yêu ma hầu như không còn. Trên phiến mặt đất này đã thật lâu không hề xuất hiện yêu ma. Phong Phi Vân tuyệt đối xem như một nhân loại duy nhất có yêu ma huyết dịch chảy trong người suốt mấy ngàn năm qua. Một người mà trong thân thể chảy xuôi huyết dịch nhân loại và huyết dịch bán yêu của yêu ma. Rất nhiều người đều cực kỳ kính sợ đối với yêu ma. Hơn nữa cũng tràn ngập tò mò đối với năng lực yêu ma có được, cảm giác vị yêu ma chi tử Phong Phi Vân này khẳng định có được năng lực không giống cùng nhân loại tinh thuần. Tử Nhục Hòa Thượng cũng cho là như vậy. Phong Phi Vân đưa mắt liếc nhìn về hướng Hoàng Nê cổ tỉnh, hào quang từ trong cổ tỉnh phun ra càng ngày càng mạnh. Hơn 1000 đạo ánh sáng nhỏ li ti lao ra, khiến cho Tiêu Nặc Lan đắm chìm trong hào quang càng ngày càng giống như tiên. Trên làn da nàng sinh ra ánh sáng lan tỏa, trên gương mặt có màu hồng, tựa hồ huyết dịch đã bị kích hoạt đang tràn ngập mỗi một tế bào toàn thân nàng. Mặc dù có 5 vị cự kình đang công kích lên hào quang cổ trận, nhưng là không cách nào công phá nổi nó mà bị ngăn ở bên ngoài, vô phương tiến thêm một bước. Lúc này rất nhiều đều người cảm nhận được từ trong thân thể Tiêu Nặc Lan tản mát ra hận ý. Đó là một loại oán giận đói với thế gian, một khi nàng sống lại, tuyệt đối sẽ hóa thành một vị nữ ma hủy diệt. Nếu là nói lúc trước những cường giả cấp bậc cự kình này vẫn còn vẻn vẹn chỉ là nghĩ đến chuyện cướp đoạt 2 kiện Phật môn chí bảo. Thế nhưng hiện tại bọn họ đều ý thức được nguy cơ, cũng không muốn Tiêu Nặc Lan đích thực sống lại. Dù sao nơi này chính là xứ sở phủ Nam Thái, mấy vị cự kình kia đều là lão tổ mỗi thế lực lớn phủ Nam Thái. Bọn họ đều sợ hãi Tiêu Nặc Lan một khi sống lại, sẽ lấy phủ Nam Thái tu tiên giới để khai đao. Đến lúc đó nhất định không có bất cứ một người nào hay thế lực lớn nào là đối thủ của nàng, cả phủ Nam Thái nói không chừng đều phải hóa thành luyện ngục. Cho nên mấy vị cự kình mới không hề bởi vì Nạp Lan Phật Y xuất thế mà liền vứt bỏ công kích đối với Hoàng Nê cổ tỉnh. Trong lòng bọn họ đều sợ hãi một vị nữ ma hồi phục. Chỉ có Hỏa Đầu Đà tuyệt không lo lắng những điều này. Bởi vì lão chính là đệ tam điện chủ của Sâm La Điện. Mà Sâm La Điện căn bản là không có mặt ở phủ Nam Thái, nên lão tự nhiên cũng sẽ không sợ rước lấy đại họa diệt môn. Cho nên lão có khả năng buông tay để công kích 2 người Phong Phi Vân, chỉ nghĩ cướp lấy Nạp Lan Phật Y. Còn về phần Tiêu Nặc Lan sống hay chết, ảnh hưởng đối với lão cũng không lớn. Tiên Tuyết, không, Tuyết Tiên, ta mở ra một lỗ hổng cho nàng, còn chuyện có thể trấn áp Tiêu Nặc Lan hay không thì trông chờ vào nàng đó. Phong Phi Vân bay xuống từ trên nóc Phật Điện, bàn tay to lớn bắt được cánh tay ngọc của Nạp Lan Tuyết Tiên mà bước dài về hướng Hoàng Nê cổ tỉnh. Đến khi tới vị trí cách Hoàng Nê cổ tỉnh có hơn 100 trượng, Phong Phi Vân đột nhiên ngừng bước chân lại. Hắn có hơi dừng một chút, rồi nói. Nếu mà vô phương trấn áp nàng ta thì liền kịp thời bước ra trở lui, không cần thiết gắng gượng. Nguyên do Phong Phi Vân chỉ nói ra một câu như vậy, cũng là suy nghĩ đến lời dặn bảo lúc lâm chung của trụ trì Thương Sinh Tự. Cũng không muốn Tiêu Nặc Lan đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù hiện tại khắp người nàng đều là hận ý, nhưng mà cũng chưa chắc liền nhất định là một vị nữ ma. Nói không chừng nàng cũng có khía cạnh thiện tâm. Tiểu bối, Nạp Lan Phật Y ai có đức thì được. Lão Phu hôm nay nhất định phải có rồi. Hỏa ma thần hật lớn vừa la vừa chạy đến, mỗi lần bước ra một bước trên mặt đất đều lưu lại một dấu chân thật lớn dài mấy thước. Dấu chân đạp trên mặt đất bị hỏa diễm làm cháy sạch đen xì. Nó để lại những vết sâu vài thước trên mặt đất. Phong Phi Vân đẩy Nạp Lan Tuyết Tiên về hướng Hoàng Nê cổ tỉnh, sau đó đột nhiên bước ra phía trước một bước. Hắn dậm chân trên mặt đất làm nổi lên một bức tường đất, trong lúc nhất thời đã ngăn chặn bước tiến của hỏa ma thân. Nạp Lan Tuyết Tiên bởi vì mặc Nạp Lan Phật Y, trên đạp cửu phẩm đài sen nên hào quang kia do Hoàng Nê cổ tỉnh tản mát ra căn bản là vô phương ngăn cản nổi bước chân của nàng. Thậm chí ngay cả một viên huyết tinh kia trên đỉnh đầu Tiêu Nặc Lan cũng không hề phát ra công kích về hướng nàng. Nàng nhẹ nhàng tiến tới, bước chân trên phiến ruộng đất từ thuở xa xưa, trận vân dưới chân lan tỏa ra những vòng ánh sáng, chúng mở đường cho nàng tiến dần về hướng tới Hoàng Nê cổ tỉnh. Dầm!
hỏa ma thần đã nện vỡ bức tường đất, bàn chân cực lớn đạp xuống. Phong Phi Vân đồng thời bay lên, trực tiếp đánh vô địch thiền trượng ra ngoài, 36 tòa trận pháp đồng thời chuyển động, hóa thành 36 vòng thần thông thật lớn với đường kính đạt tới mấy chục thước. Chúng bắt đầu từ dấu chân cực lớn kia mà kéo cả hỏa ma thân vào trong vòng thần thông của trận pháp. Giờ phút này Nạp Lan Tuyết Tiên vừa mới đi vào trong hào quang, Phong Phi Vân tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rầy nàng. Mặc dù kẻ tới là một vị cự kình thì cũng đừng hòng bước nổi một bước về hướng phía trước. Ầm, 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 ầm. Hỏa ma thân phá tan gông xiềng, nó trở nên điên cuồng thịnh nộ mà hung dữ mãnh liệt, chỉ một quyền đã đánh bay Phong Phi Vân đi ra ngoài, đánh cho hắn bong ra chóc thịt, da trên cánh tay và ngực đều bị nứt toác, huyết dịch chảy ra ròng ròng. Hỏa đầu đà dù sao cũng là một vị cự kình, mà lực lượng của Phong Phi Vân chỉ tương đương với bán cự kình, giữa hai người là có sự chênh lệch về lực lượng. Nàng làm thế nào mà tiến vào hào quang, nàng đi vào đó làm cái gì? Âm thanh của hỏa đầu đà từ trong hỏa ma thân truyền đến, gần như với gào thét. Từng đạo sóng âm truyền ra, chấn cho tóc Phong Phi Vân tung bay, bào sam phần phật. Hỏa đầu đà cảm giác được chuyện này không tầm thường, dù sao mấy người cự kình bọn họ ra tay xuất thủ cũng không đánh vào trong hào quang nổi. Mà tiểu nữ tử kia lại có thể dễ dàng tiến vào hào quang, điều đó làm cho người ta không thể không hoài nghi nguyên nhân trong đó. Không chỉ có là hỏa đầu đà, rất nhiều người ở đây đều lộ ra dáng vẻ lo lắng, có người hoài nghi Nạp Lan Tuyết Tiên định đi trợ giúp nữ thi sống lại, muốn tàn sát thương sinh, muốn giết chết những ai đang ở chỗ này. Cũng có người suy đoán, Nạp Lan Tuyết Tiên định đi cướp lấy tu vi của nữ thi, thừa dịp nữ thi vẫn còn chưa sống lại mà tiến hành đoạt xác chân thân đối với nàng ta. Dù sao trong lòng mỗi người cũng đều có ý đồ riêng của mình, đều cảm giác rằng Phong Phi Vân đang mưu lợi cho chính mình, cố ý lợi dụng nữ nhân này đi chiếm lấy đạo cơ của nữ thi, để khống chế một vị cường giả tuyệt thế, do đó có thể xưng vương xưng bá tại tu tiên giới. Tuyệt đối không thể để cho yêu ma chi tử này thực hiện được ý định. Ta suy đoán thiếu nữ kia chính là một con cờ của Phong Phi Vân, hắn muốn đoạt xác nữ thi ngàn năm kia cho tu vi của bản thân. Nếu như Phong Phi Vân đã khống chế một vị nữ thi ngàn năm, như vậy cả phủ Nam Thái đều phải mất đi trong tay hắn. Trong mắt trưởng lão thứ 8 Phong gia hiện rõ ánh mắt đầy vẻ mỉa mai, lão lớn tiếng nói rõ âm mưu. Một hòn đá ném xuống nước gây ra ngàn gợn sóng lăn tăn, ánh mắt những kẻ bất thiện càng ngày càng nhiều. Hơn nữa Phong Phi Vân có thân phận yêu ma chi tử, rất nhiều người đều theo bản năng muốn xa lánh hắn. Cho nên trưởng lão thứ 8 vừa mới mở miệng. Tất cả mọi người bắt đầu bị kích động phẫn nộ. Năm vị cự kình vốn đang công kích Hoàng Nê Cổ Tỉnh cũng đồng thời dừng tay, bọn họ cũng nhìn thấy thiếu nữ đi vào trong hào quang. Thiếu nữ này quốc sắc thiên hương, trên người mặc Nạp Lan Phật y, chân đạp cửu phẩm Phật liên, đài sen Phật 9 tầng, vẻ cao thượng nói không ra lời vượt khỏi đời thường. Quả thực chính là hóa thân của thuần khiết hiền lành lương thiện, ít nhất ở mặt ngoài nhìn vào thì mỗi người cũng có cảm giác như thế. Nhưng mà nàng cũng là người đồng thời đi ra từ trong Phật tháp với Phong Phi Vân. Nàng là một người đơn thuần mà thánh khiết, nhưng còn Phong Phi Vân cũng là yêu ma chi tử. Rất nhiều người đều hoài nghi là Phong Phi Vân đang lợi dụng nàng, biến nàng trở thành một con cờ. Sáu vị đại cự kình không tiếp tục công kích Hoàng Nê Cổ Tỉnh, ngược lại chậm rãi vây quanh lại đây, bao bọc lấy Phong Phi Vân ở chính giữa. Ầm, 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 ầm. Sáu cỗ lực lượng khí thế hào hùng đè ép khiến cho một tòa Phật điện ở bên cạnh đều sụp xuống, hóa thành một tòa phế tích. Những pho tượng Phật bằng vàng ròng đều bị đè ép thành khối vàng với hình thù kỳ quái, ngói lưu ly thì càng là bể nát thành phấn vụn. Người tốt khó xử, hiện tại Phong Phi Vân khắc sâu hiểu rõ những lời này. Phong Phi Vân, rốt cuộc ngươi đang định giở trò gian trá gì? Một vị lão tổ Phong gia đứng ở trên một bức tường đất. Lão mặc áo bào bát quái, cầm trong tay một chiếc đồng lô màu xanh. Gương mặt lão tổ Phong ra đầy những nếp nhăn, mái tóc bạc trên đầu dài ba trượng. Trong đôi mắt già nua mà lanh lợi hiện ra vẻ nghiêm nghị. Lão vừa mới mở miệng chính là chất vấn Phong Phi Vân, thật giống như đang dạy bảo một vãn bối hậu sinh. Nếu như Phong Phi Vân vẫn là đệ tử của Phong gia, có lẽ còn có thể có vài phần kính trọng đối với lão. Nhưng mà hiện tại hắn cũng không liếc mắt nhìn lão một cái, chỉ ho khan hai tiếng rồi nói. Ta có thể gây ra được chuyện gì? Chẳng qua ta chỉ là một kẻ tiểu tốt, ở trong mắt những cấp bậc cự kình như các ngươi dù sao cũng chỉ là con kiến hôi thôi.
Phong Phi Vân đương nhiên nhìn ra được bọn họ đều đang hoài nghi chính mình, cho là hắn có âm mưu động trời nào đó, nên muốn trấn áp hắn. Phong Phi Vân chỉ là trong lòng cười lạnh, cười những người này không biết, nhưng hắn không nói ra một câu giải thích nào. Bởi vì cho dù hắn nói thêm mấy câu giải thích, những người này cũng sẽ tuyệt đối không tin tưởng. Lớn mật, cũng dám lấy loại giọng điệu đó để nói chuyện cùng lão phu, trong thân thể quả nhiên chảy xuôi yêu ma chi huyết, quá ngông cuồng. Phong gia lão tổ cảm giác vô cùng mất mặt. Một kẻ tiểu bối trong gia tộc của chính mình, lại còn nói năng kiêu căng với lão như thế, vẫn còn mang theo sự miệt thị trần trụi, thế này còn không khiến cho người ngoài chê cười sao? Nếu mà không giáo huấn tiểu bối này một chút, vậy mặt mũi lão tổ còn biết giấu vào đâu? Ta sẽ còn nói như vậy. Thành kiến của Phong Phi Vân đối với Phong gia cực kỳ sâu sắc. Chỉ bởi vì một kiện yêu ma chiến y mà đuổi giết hắn, định lấy yêu ma chi huyết trong thân thể hắn. Lão tổ Phong gia chẳng qua cũng chỉ là hạng người mà trái tim để lợi ích che mờ, cần gì phải có bất cứ sự tôn kính gì đối với bọn họ. Phong Phi Vân nghiêm mặt nói. Chỉ cần Phong Phi Vân không chết, sớm muộn có một ngày ta sẽ trở lại Phong gia thu hồi những gì vốn nên thuộc về ta. Đến lúc đó có thù báo thù, có oán trả oán. Đồ phản loạn nhà ngươi, xem ra không lưu được ngươi lại. Lão tổ Phong gia Phùng Mang trợn mắt, mái tóc bạc trên đầu bay tán loạn. Lão đánh ra đồng lô màu xanh cầm trong tay. Đồng lô mặc dù chỉ có to như nắm đấm, nhưng mà trên mặt có khắc 6 trận pháp lại cực kỳ chằng chịt, tràn ngập trí tuệ linh tính. Phong Phi Vân đã sớm nghe nói, Phong gia tổng cộng có 3 món linh khí chấn tộc, trong đó liền có một kiện là một chiếc đồng lô, nặng 3.800 cân, lại chỉ có to như nắm đấm người ta. Trên bề mặt có điêu khắc văn tự từ mấy ngàn năm trước. Chiếc đồng lô này chính là tổ tiên Phong gia khai quật từ một con sông lớn, nó chìm nghỉm trong bùn cát mấy ngàn năm, đã sớm mục nát không còn hình thù gì. Trải qua vài thế hệ Phong gia rèn luyện, mới có dáng dấp tấn hà đồng lô hôm nay. Đồng lô khéo léo tinh xảo, có khắc hai tai, phía trên có hình tứ giác có khắc chữ cổ ẩn chứa trí tuệ linh tính. Trong 3 món linh khí tại Phong gia, lực công kích của tấn hà đồng lô không được coi là mạnh nhất, lực phòng ngự cũng không phải mạnh nhất, nhưng mà nó lại có được uy năng dung nạp thiên địa. Truyền thuyết từng có một vị tiền bối Phong gia, lợi dụng đại thần thông hoàn toàn hồi phục tấn hà đồng lô rồi thu cả một quả núi lớn vào trong đồng lô, tế luyện thành một khối ngoan thiết sắt cứng chỉ to bằng nắm đấm. Chất liệu của khối ngoan thiết này có khả năng dùng để nung khô bảo khí đỉnh cao. Cả một quả núi lớn đều có thể luyện hóa thành ngoan thiết to bằng nắm đấm, nếu là thu một người vào trong đồng lô, còn không luyện hóa thành một hạt cát sao. Đồn đại là như vậy, mỗi một đệ tử Phong gia đều biết điều đó, cho nên đối với tấn hà đồng lô cũng khá là kính sợ. Nếu mà gặp phải một kiện linh khí này thì có lẽ chạy trối chết được là tốt nhất. Nhưng mà Phong Phi Vân hiện tại cũng không thể trốn. Thậm chí ngay cả lui cũng không thể lui. Miểu quỷ ban chỉ. Miểu quỷ ban chỉ trên bàn tay Phong Phi Vân bắt đầu cấp tốc chuyển động. Nó phát ra âm thanh quỷ linh kỳ quái. Soạt, miểu quỷ ban chỉ đen nhánh bay lên từ ngón cái, trên mặt hiện ra một đám ánh sáng lớn đen xì. Trên miểu quỷ ban chỉ có 6 văn tự từ thuở xa xưa, biến thành 6 món đồ cổ. Đó là bát quái huyền văn, tứ dương cổ đỉnh, u minh thần tháp, thần vương phi thiên, bách quỷ phó yến. Vạn gia đăng hỏa. Những món đồ cổ này long mã hà đồ trong đan điền Phong Phi Vân, chúng đều vô cùng thần kỳ, tựa như 6 dấu hiệu viễn cổ che giấu một đại bí mật. Chỉ là vẫn còn không ai có thể đủ sức phá giải nó. 6 món đồ cổ bắt đầu vận chuyển, tựa như 6 đại trận siêu cấp được khởi động. Một linh hồn con xích long du ngoạn trên thành ban chỉ, nó phát ra những tiếng gầm giống kiêu ngạo trầm trầm. Khí linh của linh khí cũng bắt đầu hồi phục. Linh tính càng được kiện toàn hơn. Miểu quỷ ban chỉ. Từ trong hỏa ma thân cực lớn truyền đến âm thanh của hỏa đầu đà, vị lão ma này tức thì nhận ra được ngay một quả ban chỉ đen nhánh này. Miểu quỷ ban chỉ lúc trước chính là báu vật của Xâm La Điện, chính là Tam gia lấy trộm từ trong Xâm La Điện mang đi. Hắn muốn nghiên cứu ra huyền bí trong miểu quỷ ban chỉ. Chỉ tiếc huyền bí thì vẫn chưa nghiên cứu ra được. Ngược lại vì hắn rước lấy họa sát sinh nên cuối cùng bị chết ở trong tay Đông Phương Kính Nguyệt. Hỏa đầu đã biết rõ lai lịch của miểu quỷ ban chỉ. Mặc dù chỉ là một kiện chuẩn linh khí, nhưng mà lại được mỗi vị chủ nhân đại điện đều coi là bảo vật viễn cổ huyền bí. Lão không nghĩ ra miểu quỷ ban chỉ làm thế nào liền biến thành một kiện linh khí, nhưng lại rơi vào trong tay một tiểu bối như vậy.
Miểu Quỷ Ban Chỉ và Tấn Hà Đồng Lô bắt đầu tranh đấu kịch liệt. Hai kiện linh khí đều là bảo vật thần bí cổ xô, lực lượng ẩn chứa đến nay vô phương được người ta hoàn toàn phá giải. Miểu Quỷ Ban Chỉ và Tấn Hà Đồng Lô có thể tích cũng không lớn, nhưng mà lực lượng bộc phát ra ngoài lại cực kỳ cường đại. Mỗi một đạo linh quang bay ra đều không thua gì linh thông do cự kình đánh ra. Chúng nện cho lớp mây trên trời đều lập tức tiêu tan. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Lực chiếm đoạt của Tấn Hà Đồng Lô thần bí căn bản vô phương chấn áp nổi Miểu Quỷ Ban Chỉ. Ngược lại còn bị Miểu Quỷ Ban Chỉ đụng phải làm vang lên những trận thùng thùng, thật giống như bị nện xuyên qua. Linh khí chính là thần binh chấn áp một chốn, coi như là một vài cự kình cũng không nhất thiết có thể có được, chớ nói chi là những người khác, trong số 6 vị cự kình ở đây, lại chỉ có 3 người có được linh khí. Một cái là Tấn Hà Đồng Lô của Phong Gia Lão Tổ, một cái là Toái Không Linh Kiếm của Tổ Sư Đại Diễn Tiên Môn, còn có một cái chính là Ma Hỏa Vân Phàm của Hỏa Đầu Đà. Cự kình có được linh khí và cự kình không có được linh khí, chênh lệch vẫn là rất lớn, dù sao uy lực của linh khí thật sự quá cường đại, một khi hoàn toàn kích động là có thể phát huy ra được uy lực có tính chất áp đảo. Cho nên mặc dù 6 vị cự kình đến đây, nhưng mà chiến lực cường đại nhất vẫn cứ là 3 người Phong Gia Lão Tổ, Tổ Sư Đại Diễn Tiên Môn, Hỏa Đầu Đà này. Chỉ có điều là linh khí đều là báu vật tuyệt sát, coi như là cự kình cũng rất ít khi hoàn toàn hồi phục nó. Bởi vì cần phải hao phí nguyên khí thật sự quá lớn. Hơn nữa không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý mang linh khí ra để rêu rao gây sự chú ý khắp nơi, sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Nếu mà bị môn phái tà đạo chú ý, thậm chí có khả năng dẫn đến tai họa diệt môn bất ngờ. Phong gia có thể đứng sừng sững tại phủ Nam Thái hơn 1.000 năm. Trở thành thế lực lớn hàng đầu tối cao nhất, thì 3 món linh khí chính là trụ cột lớn nhất. Chỉ cần có 3 món linh khí ở đó, là có thể duy trì cơ nghiệp ngàn năm của Phong gia không suy sụp. Nhưng thế lực lớn hàng đầu khác có khi chỉ có một kiện linh khí, mà có nơi thậm chí ngay cả một kiện linh khí cũng không có, chỉ có linh khí không hoàn chỉnh chống đỡ cho cả môn phái hoặc là gia tộc. Phong gia kỳ thật là khá cường đại. Nhưng mà tiểu bối Phong Phi Vân lại liên tiếp tung ra 2 kiện linh khí để dùng là Vô Địch Thiền Trượng và Miểu Quỷ Ban Chỉ. Điều này quả thực khiến cho mấy vị cự kình kia đều ghen ghét đến nổi điên. 2 kiện linh khí, 2 kiện linh khí A, đủ để sáng lập một tiên môn cỡ lớn. Hãy để cho người Phong gia bọn họ tự mình giải quyết đi. Linh khí tranh chấp, lực phá hoại thật sự quá lớn. Coi như là cự kình đều có thể bị gây tổn thương đến. Lão Tổ Tần gia kêu lên một tiếng. Mặc dù cự kình cũng khá cường đại, coi như là một vị cự kình khác mang theo một kiện linh khí thì có thể đánh bại được cự kình, nhưng mà lại căn bản vô phương giết chết cự kình. Muốn giết chết một vị cự kình, nói dễ vậy sao, coi như là linh khí cũng rất khó lòng làm được. Lão Tổ Tần gia tự nhiên không phải sợ hãi, chỉ là ôm tâm trạng xem kịch vui, muốn nhìn người Phong gia bêu xấu, rồi mất mặt trước mặt đông đảo tu tiên giả. Phong gia lão nhi, xem ra ngươi là càng sống càng đi thụt lùi. Ngay cả một tiểu bối đều không thể chấn áp, lão phu tới giúp ngươi một tay. Hỏa Đầu Đà phát ra tiếng cười lạnh lẽo nham hiểm, rồi công kích đến cuộc chiến. Lão ma này đương nhiên không phải đi giúp lão tổ Phong gia dọn dẹp môn hộ, mà là vì muốn cướp lấy Miểu Quỷ Ban Chỉ trong tay Phong Phi Vân. Đây chính là báu vật của Xâm La Điện bọn họ, nó che giấu một đại bí mật làm kinh động thế gian. Lão nhất định phải đoạt nó lại. Hai vị cự kình lại liên thủ đi chấn áp một vị tiểu bối thế hệ trẻ tuổi. Chuyện này nếu mà truyền ra thì uy danh của hai vị cự kình đương nhiên là có tổn hại, nhưng mà danh tiếng của Phong Phi Vân nhất định sẽ làm kinh ngạc thiên hạ. Phen này thì xong, hai vị cự kình xuất thủ, người phương nào thiên hạ mà chống đỡ được. Đông đảo tu sĩ đã sớm chết lặng, bị Phong Phi Vân chiến lực làm cho kinh ngạc không nhẹ. Thế nhưng khi hai vị cự kình đồng thời ra tay xuất thủ, tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy thương tiếc cho Phong Phi Vân. Xem ra một vị vương giả của thế hệ trẻ tuổi thật sự phải kết thúc ở đây, chết ở trong thần miếu. Đông Phương Kính Thủy hỏi. Nhị gia gia, ta có cần ra mặt trợ giúp hắn một tay hay không? Ông lão cưỡi trên sơn dương kia vuốt vuốt mái tóc giống như tổ quạ trên đầu, ít nhiều có hơi liếc mắt nhìn Đông Phương Kính Nguyệt mà cười nói. Nhà đầu, ngươi nói như thế nào? Một già một trẻ này đều cho là Đông Phương Kính Nguyệt có tình ý sâu sắc đối với Phong Phi Vân. Cho nên về phần bọn họ cũng có ý trợ giúp Phong Phi Vân một tay để lôi kéo một anh tài trẻ tuổi có tiềm lực vô cùng vô tận vào đại môn gia tộc Ngân Câu,
nhưng mà vẫn kẻ sướng người họa trêu ghẹo Đông Phương Kính Nguyệt như trước. Nghĩ muốn bức nàng chính miệng nói ra lời cầu khẩn. Nhưng mà bọn họ không biết, kỳ thật cảm giác hiện tại của Đông Phương Kính Nguyệt đối với Phong Phi Vân là khá mơ hồ. Có hận ý, cũng có sự tán thưởng khen ngợi nói không ra lời, nhưng nếu muốn nàng vốn là nữ nhân tự cho mình rất cao như vậy mà phải nói ra lời cầu khẩn, thì đó quả thực so sánh còn khó hơn lên trời. Bất kể là nữ nhân dạng gì, vào lúc ban đầu da mặt đều là rất mỏng. Nếu mà một nữ nhân da mặt đã dày, như vậy bọn họ khẳng định đã từng gặp phải một nam nhân da mặt rất dày, da mặt này là có khả năng học hỏi, cũng có thể do làm bộ. Học hỏi, da mặt cũng dày, mà làm bộ giả vờ, da mặt cũng dày. Nhưng mà Đông Phương tứ tiểu thư của chúng ta vẫn là một đại cô nương, mới từ trong một nơi như cung thần Long Phủ Thiên Nhạc ở thần sơn cổ khuyết bước vào đời, da mặt chính là thật sự mỏng. Coi như là thật sự có ý định đối với người nào đó như vậy thì cũng không có khả năng nói ra miệng, kia thật sự là xấu hổ a. Chết thì chết vậy, một yêu ma chi tử mà thôi, gia tộc Ngân Câu chúng ta không đáng vì hắn mà đắc tội với nhiều tu tiên cường giả như vậy. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Và lại đối với hắn thì ta hận thấu xương, đã chết là tốt nhất, để ta đỡ phải tự mình động thủ. Ngươi xác định sẽ không chết vì tình với hắn. Đông Phương Kính Thủy hỏi. Đông Phương Kính Nguyệt trợn mắt liếc nhìn hắn, rồi nói với âm thanh lạnh lùng. Ta chỉ coi như một con giã cẩu đã chết, nhiều nhất đào cái hố giúp hắn để đem hắn đi chôn. Ai, một nữ nhân lại sẽ thay một người đàn ông nhặt xác, đây là phu táng. Khụ khụ, không, không, chôn giã cẩu, một con giã cẩu quả là lớn. Nhị gia gia vội vàng đổi giọng, lại là trêu chọc Đông Phương Kính Nguyệt một phen. Kỳ thật trong lòng hai người bọn họ đều biết rõ ràng, Đông Phương Kính Nguyệt chỉ là thẹn thùng thôi, không chịu nói ra mồm. Kỳ thật sâu trong nội tâm vẫn không mong muốn Phong Phi Vân phơi thây chốn này. Cho nên đến lúc cần thiết thì bọn họ cũng vẫn sẽ xuất thủ, coi như không vì Đông Phương Kính Nguyệt, thì cũng muốn vì gia tộc Ngân Câu mà thu phục một anh tài trẻ tuổi có tiềm lực vô cùng vô tận. Dầm, dầm, dầm. Phong gia lão tổ và hỏa đầu đà đều mang theo linh khí. Tấn Hà Đồng Lô và Ma Hỏa Thân đồng thời khởi xướng công kích. Phong Phi Vân đúng là vẫn cứ vô phương ngăn cản, trên người bị nện ra vô số vết thương. Một chiếc xương sườn bị Tấn Hà Đồng Lô đánh trúng trực tiếp gãy lìa, nếu không phải nhờ có linh chu trong đan điền phản kích hất ra thì thân thể Phong Phi Vân đều đã bị Tấn Hà Đồng Lô đánh xuyên qua. Phốc! Phong Phi Vân bị Ma Hỏa Thân nện cho một quyền vào trên lưng, lưng phát ra tiếng rách phụt phụt, thiếu chút nữa liền sụp đổ. Cả thân thể thiếu chút nữa bị cắt thành hai đoạn. Hai vị cự kình cộng thêm hai kiện linh khí, căn bản không phải hiện tại Phong Phi Vân có khả năng chống lại. Nhưng mà hắn lại cũng không lui nửa bước, vẫn cứ kiên trì, không muốn để cho bọn họ gây ảnh hưởng đến Nạp Lan Tuyết Tiên đang trấn áp nữ thi. Nếu mà Phong Phi Vân muốn đi, những người này chưa chắc có thể ngăn cản hắn nổi. Nhưng mà hắn lại không thể đi, coi như muốn đi thì cũng phải chờ Nạp Lan Tuyết Tiên đi ra rồi mới mang theo nàng cùng nhau rời đi. Mặc dù toàn thân đều là những chỗ bị tổn thương, nhưng mà hắn vẫn cứ kiên trì. Hắn đang đợi, đang đợi. Thời gian nửa canh giờ đã càng ngày càng gần, lực lượng của cổ tu đan trong thân thể hắn đã bắt đầu yếu bớt, nhưng mà Nạp Lan Tuyết Tiên vẫn chưa thấy đi ra từ trong hào quang. Đông Phương Kính Nguyệt lại há có thể không nhìn ra Phong Phi Vân đang làm gì. Với lực lượng hiện tại của hắn, hoàn toàn có khả năng phá tan bao vây rồi xông đi ra ngoài. Thế nhưng mà hắn lại vẫn bảo vệ tại bên thành Hoàng Nê cổ tỉnh. Vậy hắn còn có thể làm gì, còn không phải đang đợi một người thiếu nữ đi vào trong hào quang kia sao? Xứng đáng, đã chết cũng xứng đáng, ta coi như chôn một con giã cẩu. Đông Phương Kính Nguyệt trong lòng bình thản, nhìn như không thèm để ý, nhưng mà năm ngón tay cũng đã nắm rách chéo áo. Đúng như Phong Phi Vân nói. Cô nàng chết tiệt Đông Phương Kính Nguyệt này có lòng dạ chật hẹp, độ lượng quá nhỏ. Trong hào quang, Nạp Lan Tuyết Tiên đứng ở bên bờ giếng Hoàng Nê cổ tỉnh, nàng nhìn nữ thi ở phía trên. Lần này chính là quan sát từ khoảng cách gần, nàng phát giác nữ thi này đích xác khá xinh đẹp, mặt rất nhỏ chỉ có lớn như bàn tay vậy, cằm nhọn, cái mũi rất thẳng. Đặc biệt dáng người kia quả thực khiến cho mỗi một nữ nhân đều phải ghen tị, hai chân thon thả dài đến có hơi quá phận. Nạp Lan Tuyết Tiên tự nhận là vóc người rất tốt, nhưng mà so với nữ thi thì lại có vẻ chân hơi ngắn. Đến lúc nàng khống chế cửu phẩm liên thai bay đến bên cạnh nữ thi thì mới phát giác vóc người của mình lại bình thường như thế, chân nàng không có dài, không có thẳng như người ta.
Eo lưng cũng không có mảnh mai như người ta, mà ngay cả bộ ngực trắng tinh cũng kém một mảng lớn. Nạp Lan Tuyết Tiên càng xem càng tức, tại sao bất kỳ cái gì đều không sánh nổi bằng nàng ta, thiếu nữ này đã biến thành yêu tinh hay sao? Trấn áp, nhất định phải trấn áp. Tuyệt đối không thể để cho nàng ta sống lại. Nạp Lan Tuyết Tiên liền lấy ra Phỉ Thúy Phật Châu lóng lánh chói mắt, tản mát ra ánh sáng màu xanh dịu, từ trong chín lỗ thủng tràn ra từng đạo Phật quang. Nàng vừa mới xuất ra Phỉ Thúy Phật Châu, tính toán hoàn toàn hủy hoại ấn ký sinh mệnh trong thân thể Tiêu Nặc Lan thì đột nhiên toàn thân chấn động. Nàng giơ Phỉ Thúy Phật Châu, đôi mắt khát khao nhìn chăm chú nữ thi, một đôi mắt đen huyền trợn trừng so với bồ đào còn muốn tròn hơn. T. Nữ thi vốn hai mắt nhắm nghiền, giống như mỹ nhân đang ngủ thì giờ phút này đã mở mắt, trong đôi mắt có đôi đồng tử màu đỏ giống như thể đại dương màu đỏ trông cực kỳ dọa người. Kỳ quái, khủng bố, âm trầm. Nữ thi đã chết hơn 1000 năm, tuyệt đại giai nhân trước đây xinh đẹp đến danh truyền thiên hạ, giờ phút này đã mở mắt. Ánh mắt này vốn là màu đen, nhưng mà sau hơn 1800 năm khi mà mở ra lần nữa thì lại biến thành màu đỏ, không còn màu xanh, linh tính biến mất, còn lại tràn đầy kỳ quái và sát khí. Nạp Lan Tuyết Tiên nắm Phỉ Thúy Phật Châu, toàn thân đều vẫn không nhúc nhích, lấy tay che miệng, ngừng thở, kinh ngạc đến ngay cả nói đều cũng không nói ra được. Nàng gắt gao cắn môi. Trời ạ, ánh mắt của nàng ấy so với ta cũng xinh đẹp hơn. Bàn tay của Tiêu Nặc Lan vươn ra, trực tiếp cầm chắc cổ của nàng, một đôi mắt nhung đỏ bầm màu máu, giờ phút này không hề xinh đẹp nữa mà hung ác đáng sợ. Thời gian nửa canh giờ càng ngày càng gần, vết thương trên người Phong Phi Vân cũng càng ngày càng nặng, nhưng mà Nạp Lan Tuyết Tiên vẫn chưa đi ra từ trong hào quang. Chẳng lẽ nàng đã cái gì đó đáng sợ ư? Phong Phi Vân cũng không chờ nổi nữa, hắn thu hồi miểu quỷ ban chỉ, lấy vô địch thiền trượng khắc trên mặt đất 6 độ trận liên thai nối liền nhau. Hắn tính toán tự mình tiến vào trong hào quang, mang Nạp Lan Tuyết Tiên đi. Coi như vô phương trấn áp Tiêu Nặc Lan, hiện tại cũng nhất định phải đi rồi. Lực lượng của độ trận liên thai vốn là vô phương vượt qua hào quang cổ trận. Thế nhưng mà ngay trong khoảnh khắc mới vừa rồi kia, lực lượng của hào quang không biết tại sao đột nhiên yếu bớt. Phong Phi Vân bắt được cơ hội này liền trực tiếp xông vào trong hào quang. Ầm. Chỉ trong một cái nháy mắt, hỏa đầu đà nên một đạo trưởng ấn công kích tới. Thế nhưng mà lại không đánh trúng Phong Phi Vân, ngược lại nện vào trên một tầng hào quang kia. Tiểu tử này không ngờ cũng xông được vào trong hào quang. Lão tổ Phong gia đã muốn đi theo sát để cũng vào, nhưng mà lại bị lực lượng hào quang ngăn cản hất trở về, đánh bay đi ra ngoài. Giờ khắc này lực lượng của hào quang trở nên càng cường thịnh hơn, mà ngay cả hoàng nê cổ tỉnh đều bắt đầu chấn động kịch liệt. Một đạo hung mang đột ngột bay thẳng lên trời cao, đánh cho 6 vị cự kình đều bị bắn bay đi ra ngoài. Rầm. 6 vị cự kình tựa như hồ lô đổ lăn mà ngã trên mặt đất, nện ra 6 cái hố to hình người, hoàn toàn vô phương ngăn cản một cỗ lực lượng kia. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ban ngày đột nhiên biến thành đêm tối, mặt trời bị các vì sao và mặt trăng thay thế, trên màn trời lấp lánh các vì sao, vòm trời sao di chuyển tựa hồ biểu thị đại sự trời long đất lở gì đó đang phát sinh. Cái này nhất định sẽ là một ngày không tầm thường, những chuyện không tầm thường phát sinh 5 lần 7 lượt. Vốn đang là ánh nắng tươi sáng lúc ban ngày, vầng thái dương chiếu rọi, hoa thơm chim hót. Nhưng rồi trong khoảnh khắc mây đen che kín mặt trời, ban ngày biến thành đêm tối. Trên bầu trời đầy sao lấp lánh, một vầng trăng sáng giữa trời. Đây là một vầng trăng tròn, ánh trăng sáng ngời tựa như dải lụa rủ xuống từ trên bầu trời, chiếu rọi vào trên mặt người ta. Nhật nguyệt luân phiên, vòm trời sao di chuyển, loại thiên tượng này đã mấy ngàn năm không hề xuất hiện. Trong sách cổ có ghi chép, lần trước lúc nó xuất hiện được tường thuật chính là lúc đêm trước, khi mà thần Tấn Vương triều lập quốc. Nhị gia gia ngồi ở trên lưng sơn dương. Tẩu hút thuốc lá vẫn còn đặt ở trên miệng, trong miệng mơ hồ thì thầm. Ở ngoài mấy chục vạn dặm, trên một tòa tháp cao chọc trời, một ông lão đứng ở trên vọng tinh thai, đài ngắm sao, người mặc trường bào màu xanh từ lụa đại la, chân dẫm trên một viên bàn, bàn tròn cao 9 trượng mà ngắm nhìn ra xa xa. Lão già nua đến mức không còn biết được tuổi tác, cũng không biết đã sống bao nhiêu thời đại, trên mặt tràn đầy dấu vết năm tháng. Từ mi tâm có một đạo thiên nhãn mở rộng, bắn ra một đạo ánh sáng. Lão nhìn về phía nam xa xôi,
tựa hồ thấy được một hình ảnh khó có thể tin nổi mà thở dài nói. Nhật nguyệt luân phiên, đấu chuyển tinh di, vòng trời sao di chuyển. Thiên tượng như thế, nếu không phải có đại thánh nhân xuất thế thì chính là có đại ma vương xuất thế. Xem ra phía nam tất có đại sự động trời phát sinh, đã vô phương ngăn cản. Trong phủ Trung Châu, thần đô. Trong một tòa cung điện khí thế hào hùng vọng đến một tiếng kêu kinh ngạc, quả thực có hai đạo ánh sáng chói mắt lao ra từ trong cung điện, bắn thẳng đến bầu trời phía nam. Truyền lệnh ta, cử Trấn Thiên Hậu đích thân đi tới phủ Nam Thái. Không lâu sau, một đạo mật lệnh truyền vào phủ Trấn Thiên Hậu, ngay sau đó một con thần điêu từ trong phủ Trấn Thiên Hậu lao ra. Nó hóa thành một đạo cầu vồng màu đen phá tan tầng mây mà bay về hướng nam. Kính Hoàn Sơn đã phát sinh thiên tượng làm kinh động cả thần Tấn Vương Triều. Ngay cả mấy trăm tiểu quốc chung quanh cũng có cường giả bị kinh động. Phàm là hạng người có tu vi cường đại, giờ phút này đều ngửi được một cỗ khí tức không tầm thường. Phong Phi Vân vừa bước một bước vào trong hào quang liền cảm giác được không ổn, dưới chân sinh ra một luồng khí lạnh. Khí lạnh cấp tốc lan tràn, từ bắp đùi đến sống lưng, đến cột sống, sau đó xông đến tận gáy. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Một cỗ phản ứng theo bản năng khiến cho Phong Phi Vân rất muốn trốn tránh. Nhưng rồi hắn lại cảm giác được toàn thân của mình đều bị đông lạnh, căn bản vô phương nhúc nhích. Rầm. Một đạo bóng dáng không nhìn thấy trực tiếp nện lên trên người Phong Phi Vân, đánh hắn bay đi ra ngoài. Phong Phi Vân tự nhận là nhãn lực không tồi, nhưng mà lại không hề thấy rõ bóng dáng đối phương. Rầm. Thân thể Phong Phi Vân đụng phải một bức tường. Thiếu chút nữa làm cho đầu khớp xương toàn thân hắn đều bị nện vỡ. Lại là một kích nữa, thân thể lại không bị khống chế mà bay đi ra ngoài. Thế nhưng mà một cỗ khí tức nguy hiểm kia, một cỗ lực lượng linh hồn lớn lao có thể chèn ép đến nát người cũng vẫn không hề biến mất. Rầm, lại đụng phải một bức tường kia. Không, đây không phải bức tường, mà là một cái. Hoàng nê cổ tỉnh kia. Phong Phi Vân nhìn khắp mọi nơi, nào có bóng đen gì. Chỉ có một chiếc hoàng nê cổ tỉnh này hiện ra ở trước mắt, trông cực kỳ bắt mắt. Đối với hoàng nê cổ tỉnh hắn một mực liền cực kỳ hiếu kỳ, nhưng lần này cũng là lần đầu tiên hắn được ở gần hoàng nê cổ tỉnh như vậy. Trong cổ tỉnh rốt cuộc có cái gì đây? Trong cổ tỉnh, giếng xưa có thể thai nghén ra được một khối nữ thi, chẳng lẽ bên trong thật sự chứa một giếng toàn nước thi thủy? Phong Phi Vân không hề để ý đến chuyện không thấy được bóng dáng đen đen kia nữa. Bàn tay đặt trên hoàng nê thai thả lỏng ra, cổ tỉnh này chính là được xây dựng hơn 1.000 năm trước. Đồn đại chính là trụ trì Thương Sinh tự đã lấy thân mình biến thành. Trên đó quả nhiên tràn đầy khí tức từ thuở xa xưa. Ngón tay sờ bên trên mặt, thật giống như đang sờ trên một khối hài cốt từ thuở xa xưa. Khí lạnh, lại là một cơn khí lạnh có thể làm cho trái tim người ta đông lạnh thành khối băng. Nó phát tán ra ngoài từ trong hoàng nê, bùn vàng, vẻn vẹn chỉ là một khoảng khắc thoáng qua. Vậy mà cũng đã đủ làm cho ngón tay Phong Phi Vân nứt ra, da vỡ vụn, cơ thể nứt ra để lộ bạch cốt, trên đó vẫn còn dính đầy lớp băng xương. Hắn hiện tại chính là có lực lượng bán cự kình, nhưng mà lại vẫn không ngăn cản được khí lạnh từ trong hoàng nê cổ tỉnh phát tán ra ngoài. Nếu là những người khác, khẳng định đã trực tiếp đông lạnh thành mảnh vụn. Đó là... Mặc dù khí lạnh trong hoàng nê cổ tỉnh làm lạnh thấu xương, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn không nhịn được sự tò mò trong lòng. Hắn nhìn về hướng vào trong cổ tỉnh, bên trong hôn ám mờ mịt, lượn lờ mà loang lổ, rất khó thấy rõ bên trong có cái gì. Bỗng nhiên, một cỗ linh hồn lực lượng đủ sức nuốt chửng người ta thổi ra từ bên trong. Phong Phi Vân cả kinh kêu một tiếng mà toát ra mồ hôi lạnh. Bên trong khẳng định có tồn tại gì đó vô cùng đáng sợ, không thể nhìn nữa. Dầm. Phong Phi Vân vội vàng thu hồi ánh mắt, mặc dù mới vừa rồi chỉ là thoáng nhìn qua, nhưng mà trong đôi mắt hắn đã xuất hiện đầy những sợi tơ máu, thiếu chút nữa liền bị chảy máu mắt. Dầm. Phong Phi Vân vừa mới quay đầu liền bị dọa đến hoảng sợ. Hắn đột nhiên lui về phía sau một bước, trái tim co rút thu nhỏ lại mãnh liệt, thân thể trực tiếp dán ở trên thành giếng hoàng nê cổ tỉnh. Hai mắt hắn nhìn chăm chú phía trước, rồi hỏi với vẻ hơi dè chừng. Ngươi đã sống lại. Bóng đen rốt cục lộ ra hình dáng, từ đầu đến cuối nàng đều đứng ở phía sau Phong Phi Vân. Hào quang từ trong hoàng nê cổ tỉnh lao ra rồi rơi xuống, chúng bao phủ hình bóng của nàng làm ánh lên vẻ thần bí vô hạn. Vừa rồi nàng đã đứng ở phía sau Phong Phi Vân, cũng không biết đứng bao lâu. Đến khi Phong Phi Vân vừa mới quay người lại,
liền thấy được một đôi mắt đỏ đồng đọc gần trong gang tấc, cho nên mới bị dọa đến hoảng sợ, thân thể trực tiếp dán ở trên thành hoàng nê cổ tỉnh. Tiêu Nặc Lan vẫn không nhúc nhích, khoảng cách từ nàng đến Phong Phi Vân chỉ có 3 bước. Một đôi mắt đỏ kè nhìn thẳng chăm chú vào hắn, ánh mắt này so với phượng hoàng thiên nhãn của Phong Phi Vân đều phải đáng sợ hơn, thật giống như hai mảnh đại dương đỏ bầm màu máu. Hào quang dần dần tan đi, ánh trăng và ánh sao trong màn đêm rơi xuống, thật giống như ngọn đèn pha trong đêm tối soi dọi xuống đỉnh đầu của nàng, mà Phong Phi Vân liền đứng ở trong một góc của ngọn đèn pha này. Nàng nhẹ nhàng hô hấp, vào lúc hít hít ánh sao và ánh trăng từ trên trời cao thì cái mũi ngọc thanh tú tinh xảo hoàn mỹ chun chun lại, trông tràn ngập linh tính. Hút lực lượng của ánh trăng và ánh sao, đây là bí pháp mà chỉ tu chân giả thời kỳ thượng cổ mới hiểu được, cũng sớm đã thất truyền. Hiện tại cũng chỉ có trên người một số ít ỏi sinh vật từ thuở xa xưa mới có thể phát hiện. Thế nhưng mà những sinh vật từ thuở xa xưa nào đó thường là bậc đại thần thông, ẩn cư tại những vùng bình nguyên đầm lầy hoang vu, biển sâu hay hồ cổ nên nhân loại cơ hồ rất ít khi nhìn thấy bọn chúng. Nhưng nữ thi nghịch chuyển sinh tử mà sống lại này không ngờ lại cũng sử dụng loại thuật tu luyện như thế này. Chẳng lẽ hơn 1.800 năm thai nghén, rốt cuộc khiến cho nàng đạt tới trình độ đáng sợ như thế này chăng? Phong Phi Vân cảm nhận được trong thân thể nàng tản mát ra sát khí, giờ phút này hắn cũng không dám thở mạnh, e sợ làm kinh động nàng. Không chỉ có là hắn, mà ngay cả những tu tiên giả ở cách mấy chục dặm có thừa thì giờ phút này đều là tâm thần rung động mà ngừng thở. Thất thần! Phong Phi Vân vốn muốn thừa dịp lúc nàng đang hấp thu ánh trăng sao thì lặng lẽ trốn. Nhưng mà vừa mới bước đi được một bước thì lại vấp phải một khối đá cứng, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. May là hắn dậm chân vững chắc nên mới đứng vững thân hình, thế nhưng cũng đã làm kinh động nữ thi kia. Nàng đã không thể được xưng là nữ thi, bởi vì nàng đã hồi phục, chính là một người sống. Ánh mắt của nàng hơi vừa chuyển thì đôi mắt đỏ kè lại chăm chú nhìn vào trên người Phong Phi Vân, sát khí càng mạnh hơn, khí lạnh càng đậm. Nàng chậm rãi bước ra một bước. Phong Phi Vân vội vàng lui về phía sau một bước, lần này hắn chú ý, cố ý né qua cục đá trên mặt đất. Thế nhưng chỗ vừa rồi hắn mới bị vấp suýt ngã xuống đất, thì trên mặt đất lúc đầu kia nào có hòn đá gì, mà đúng là một người. Một nữ nhân. Nạp Lan Tuyết Tiên liền nằm ở dưới chân Phong Phi Vân, một mực liền nằm ở nơi này. Chỉ có điều là mới rồi ánh mắt Phong Phi Vân đều tập trung vào hoàng nê cổ tỉnh, cho nên mới không hề chú ý đến nàng. Nàng nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, cũng không biết là sống hay chết. Phong Phi Vân không hề lui về phía sau nữa. Cũng không quản sát khí bức người của Tiêu Nặc Lan ở ngay bên cạnh. Hắn vội vàng ngồi xổm người xuống giúp cho Nạp Lan Tuyết Tiên đứng lên, miệng kêu. Tiên Tuyết, ngươi làm sao vậy? Dưới tình thế cấp bách, Phong Phi Vân lại hô lên cái tên trước kia của Nạp Lan Tuyết Tiên. Cái tên Phong Tiên Tuyết này, hiển nhiên càng thân thiết hơn. Nạp Lan Tuyết Tiên vẫn không nhúc nhích, Phong Phi Vân lúc này mới nhìn thấy trên cổ của nàng vẫn còn in hẳn một vết tay màu đỏ. May là trái tim nàng vẫn còn đập, hô hấp cũng coi như bình thường. Xem ra chỉ là bị người khác bóp cổ làm cho hôn mê bất tỉnh. Điều này cũng quá không bình thường. Với trạng thái hiện tại của Tiêu Nặc Lan, quả thực chính là một vị ma thần chỉ biết giết chóc, thì làm sao có thể chỉ bóp cổ nàng đến ngất mà thôi. Chẳng lẽ là Nạp Lan Phật Y đã cứu nàng một mạng? Phong Phi Vân không hề quản nhiều như vậy nữa. Hắn vội vàng cõng Nạp Lan Tuyết Tiên đứng lên, liền muốn rời khỏi đây. Nhưng mà hắn còn chưa bước ra một bước, liền cảm giác được cổ mình phát lạnh, bị một bàn tay lạnh như băng siết lại. Từ trong yết hầu Phong Phi Vân phát ra một tiếng kêu rên. Tu vi chênh lệch quá lớn làm toàn thân hắn đều không thể nhúc nhích. Tiêu Nặc Lan gần trong gang tấc, móng tay sắc bén trên ngón tay dài mảnh khảnh thật giống như 5 thanh kiếm nhọn thật dài, chúng đã để lại trên cổ Phong Phi Vân 2 vết máu. Miểu quỷ ban chỉ. Trong lúc nhanh như chớp giật. Phong Phi Vân vội vàng hồi phục lực lượng của miểu quỷ ban chỉ, hy vọng thông qua uy lực của linh khí để trấn áp Tiêu Nặc Lan, hoặc là nói đẩy lui nàng. Đây là biện pháp tự cứu duy nhất mà lúc này Phong Phi Vân có khả năng nghĩ. Nếu không chỉ trong khoảnh khắc, hắn sẽ bị mất mạng ở trong tay một vị nữ ma vừa mới sống lại này. Thế này cũng quá tệ hại, chẳng lẽ hắn phải trở thành kẻ đổ máu đầu tiên sau khi nàng chết mà sống lại ư, trong lòng Phong Phi Vân cảm thấy không cam lòng. Nhưng mà từ chỗ cổ lại truyền đến âm thanh đầu khớp xương vỡ vụn, hắn cảm giác được huyết dịch nóng bỏng từ trong cổ di dị thẩm thấu ra ngoài, nó đang chảy dọc xuống nhỏ giọt lên trang phục.
Oán khí của nàng quả nhiên quá đậm, gặp người liền giết, căn bản không cần bất cứ lý do gì. Những lời Tửu Nhục hòa thượng đã nói cũng không có sai một điểm nào, quả nhiên là một vị nữ ma xuất thế. Liền tại lúc Phong Phi Vân cảm giác được trước mắt càng ngày càng đen kịt, Miểu Quỷ Ban chỉ rốt cục hồi phục. 6 trận đồ án cổ vọt ra, chúng bộc phát ra sức mạnh to lớn động trời, đánh thẳng vào mặt Tiêu Nặc Lan. Ầm, 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 ầm. Lực lượng linh khí hoàn toàn bùng phát dữ dội, có thể đánh sập cả một quả núi cao. Tiêu Nặc Lan cũng không nhúc nhích, mặc cho Miểu Quỷ Ban chỉ đang đánh về hướng gương mặt mịn màng như gốm sứ của mình. Miểu Quỷ Ban chỉ đã cách ra thịt ngọc ngà của nàng chỉ có một tấc thì đột nhiên bị bắn ngược trở về. Linh khí lại bị bắn ngược trở về, 6 trận pháp cổ bị chấn nát. Mấu chốt là nàng cũng không hề cử động một phen, liền đã đánh bay linh khí. Ôi! Tất cả mọi người bị kinh ngạc, quả nhiên là một vị nữ ma xuất thế, ngay cả linh khí đều không thể gây thương tổn được nàng. Đây là nàng muốn giết người tế đạo, mà người này chính là Phong Phi Vân, máu tươi của hắn sẽ nhuộm đỏ Hoàng Nê cổ tỉnh. Kẻ nào xông vào chỗ không nên xông vào, sẽ phải trả giá một cái giá xứng đáng. Tiêu, Tiêu, Nặc Lan. Phong Phi Vân cố gắng thốt ra từ trong kẽ hàm răng vài từ như vậy, có lẽ có khả năng bảo toàn một mạng. Bởi vì ở trước mặt nữ ma đầu này, cho dù là cự kình cũng không dám liều mạng, đó là đang tìm chết a. Quả nhiên, sau khi nghe được vài từ này, màu đỏ trong mắt Tiêu Nặc Lan có hơi nhạt đi, tựa hồ không tin rằng sau hơn 1000 năm, lại còn có người có thể biết được tên của nàng. Nếu mà hiện tại có người có thể kêu lên 3 chữ Phượng Phi Vân này, Phong Phi Vân cũng vẫn sẽ ngơ ngẩn. Liền vào lúc nàng có hơi bị mất thần này, Phong Phi Vân vội vàng đánh văng ngón tay của nàng ra, thu hồi Miểu Quỷ Ban chỉ. Hắn liền tính toán cõng theo Nạp Lan Tuyết Tiên thoát khỏi nơi đây. Tiêu, Nặc Lan. Nàng đang tự nói một mình nho nhỏ, đôi mắt trở nên có hơi đờ đẫn, tiếp theo lại lộ ra vẻ linh hoạt mà lẩm bẩm nói. Đúng rồi, ta gọi là Tiêu Nặc Lan. Người đã chết đi hơn 1800 năm. Cuối cùng đã nhớ lại tên mình, ký ức trong óc như thủy triều vào tới. Một số người, một số việc, nàng vẫn không hề quên, thế nhưng mà so với cũng đã quên đi thì không có gì khác nhau. Thời gian đã trôi qua quá lâu, coi như là dáng dấp người nhà thân cận nhất thì cũng đều đã mơ hồ, bằng hữu khắc cốt khi xương nhất cũng chỉ còn là một bóng dáng nhàn nhạt. Thời gian 10 năm, liền đủ để cho người ta thấy dáng vẻ bằng hữu tốt nhất của chính mình đã nhạt nhòa, như vậy 20 năm thế nào? 30 năm sẽ ra sao? Huống chi là hơn 1800 năm, coi như là cái tên mình thì nàng đều thiếu chút nữa quên đi, huống chi là những người khác. Trong Hoàng Nê cổ tỉnh không hề có hào quang phun ra nữa, mà ngay cả những trận pháp cổ này đều đã bị hủy hoại. Một vị cự kình thấy nàng đang thất thần liền hung hãn xuất thủ, lão muốn bất ngờ đánh chết nàng. Đã không có hào quang ngăn trở, vị cự kình này liền dễ dàng đánh tới đỉnh đầu của nàng. Trên bàn tay có vô số điện mang đan xen vào, giống như phải biến tất cả mọi thứ thành phấn vụn. Đồng tử Tiêu Nặc Lan có hơi chợt lóe, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên. Một đạo hào quang bắn ra từ trong ống tay áo, nó đánh tan điện quang đầy trời. Vị cự kình kia không nghĩ tới Tiêu Nặc Lan đã vậy còn quá nhanh liền tỉnh táo lại từ trong lúc thất thần. Đôi mắt kia của nàng vẻn vẹn chỉ là hướng về phía lão mà trợn mắt nhìn một phen, nhưng đã đủ để cho lão cảm giác được trong lòng phát lạnh. Trái tim đập mạnh dồn dập một hồi, thật giống như muốn nhảy ra từ trong thân thể. Thế này rốt cuộc là quái vật gì? Vị cự kình này cũng là nhân vật có tiếng đã tung hoành thiên hạ, nhưng chưa bao giờ lại thấy khiếp đảm giống như hiện tại, thật giống như gặp phải thiên địch, lão muốn thu hồi trưởng ấn, muốn lui về, nhưng mà lại cảm giác được cổ của mình bị một bàn tay lạnh như băng cầm chắc. Thật giống như lưỡi hái trong tay tử thần, nó ôm lấy cổ, làm cho người ta tràn ngập sợ hãi. Răng rác. Vị cự kình này không có được vận may như là Phong Phi Vân, cổ hắn bị tay ngọc mảnh khảnh thon dài của nàng nắm lấy. Mà ngay cả đầu lâu của hắn đều bị nàng dùng tay không bẻ ngoéo từ trên cổ xuống, thật giống như vừa hái một quả dưa hấu. Chỉ là quả dưa hấu này lại đang nhỏ máu. Một vị lão tổ cấp bậc cự kình uy chấn một chốn lại bị người ta dễ dàng nắm chặt mà rứt đứt cổ. Ngay cả đầu lâu đều bị bẻ xuống, tựa như quả bóng cao su được nàng cầm ở trong tay. Dầm. Thân hình cự kình rơi từ phía trên xuống, một khối thi thể không đầu, trong cổ vẫn còn chảy máu, tỏa ra hơi nóng. Tiêu Nặc Lan lẳng lặng ung dung ngắm nghía cái đầu người trong tay, thật giống như đang quan sát một kiện tác phẩm nghệ thuật.
nàng là càng ngày càng có cảm giác chán ghét. Bụp, đầu người bị nàng bóp vỡ, biến thành một màn xương máu, làm cho cánh tay trắng nõn tinh tế của nàng bị nhuộm đỏ. Không ai lúc này vẫn còn cười được, mà chỉ cảm thấy toàn thân mình đều rét run, kẻ này rốt cuộc có phải là người hay không? Tay không bẻ đầu lâu cự kình xuống, bóp nát thành bột máu. Quả thực nàng chính là ma quỷ giết người không chớp mắt. Phong Phi Vân vừa mới chạy ra khỏi thần miếu, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng bụp. Đến khoảnh khắc khi hắn quay đầu lại nhìn, vừa lúc thấy cái đầu lâu của vị cự kình kia bị nàng bóp vỡ. Toàn thân hắn đều bỗng rùng mình một cái. Vừa rồi nếu không phải hắn hô lên tên của nàng, tranh thủ một tia sức sống, thì chỉ sợ cái đầu bị bóp vỡ sẽ là của chính mình. Nữ ma khát máu tuyệt đối đã không phải là Tiêu Nặc Lan, cũng không phải Hồng Nhan Giai Nhân mà vị trụ trì Thương Sinh Tự Si Tình không quên. Hiện ở trong lòng nàng chỉ có oán giận, chỉ có sát khí. Người đã chết, cũng thật sự đã chết, coi như có sống lại thì cũng không đã không còn là người kia của quá khứ. Phong Phi Vân là như thế, Tiêu Nặc Lan cũng là như thế. Dầm. Bức tường đất của thần miếu bị hất sụp đổ, một cái xác ướp tăng nhân cổ đi ra từ trong đống đất đá. Phật bào trên người đã hư thối hơn phân nửa, làn da trên người trở nên nám đen, có chỗ càng thối dữ hơn đến nỗi chỉ còn đầu khớp xương. Một đôi mắt trống rỗng không hề chớp mắt nhìn chăm chú Phong Phi Vân, sau đó bắt đầu lao tới. Vào một khắc Tiêu Nặc Lan thức tỉnh kia, trận pháp trong thần miếu cũng đã bị phá hư. Cho dù là Tử Nhục Hòa Thượng cũng không cách nào lại trấn áp những xác ướp tăng nhân cổ này nữa. Bọn họ đã có khả năng lao ra khỏi cấm chế của thần miếu. Cho nên xác ướp tăng nhân cổ đều đã bắt đầu nổi cơn điên cuồng. Có cái đạp vỡ đền đài, có đạp vỡ tượng Phật, có cái trực tiếp vọt ra từ trong thần miếu, bắt đầu khởi xướng công kích đối với những tu tiên giả này. A, à, sư huynh, đây là cái quái quỷ gì vậy? Hơn 1000 xác ướp tăng nhân cổ, mọi người đều có sát khí nồng đậm, thân mặc Phật y rách nát mà đánh giết tứ phương. Một người đệ tử trẻ tuổi của Phong gia bị xác ướp cổ moi gan móc ruột, cuối cùng bị phân thây mà chết. Chết trong tình trạng cực thảm, trơ mắt nhìn thân thể mình máu chảy đầm đìa, ruột gan bị xác ướp cổ ăn sống nuốt tươi. Một vị tiểu sư muội tiên môn bị xác ướp cổ gặm nhấm từng tảng lớn da thịt trên mặt, còn sống sờ sờ mà bị cắn chết. Mạch máu trên cái cổ trắng nõn bị kéo ra, thật giống như sợi dây lưng màu đỏ vẫn còn chảy huyết dần dật. Cái này, thật sự bị cái miệng hòa thượng quạ đen kia nói trúng rồi. Chỉ sợ không lâu sau, cả phủ Nam Thái thật sự phải bị máu chảy thành sông, núi thây biển máu. Phong Phi Vân nện một quyền đánh bay xác ướp tăng nhân cổ mới xông lên bắn đi ra ngoài. Một quyền này của hắn không thể nói là không mạnh mẽ, thế nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là đánh bay nó đi mà cũng thể đánh nát nó được. Những xác ướp tăng nhân cổ này đều đã là thi biến xảy ra lần thứ hai. Cho nên đã thành xác chết kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Cho dù là tu tiên giả cảnh giới thần cơ thì đều sẽ bị bọn chúng xé sống thành hai nửa. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một vị đại ma đầu Tiêu Nặc Lan này xuất thế thì có lẽ sẽ chết rất nhiều người, nhưng mà lại vẫn còn không đến mức gây thành đại họa ngập trời. Thế nhưng mà hơn 1000 cỗ xác ướp tăng nhân cổ vọt ra, thì đó quả thực chính là một cơn tai họa thật lớn, nơi nào chúng đi qua tuyệt đối sẽ thây phơi ngàn dặm. Tai nạn giáng xuống cả phủ Nam Thái. Tổ sư đại diễn tiên môn đứng ở trên lưng tổ phong thú, lưng đeo toái không kiếm mà nhìn từng đạo thi vân phía dưới. Lúc này đã có khả năng đoán trước sẽ không lâu, chỉ trong vòng mấy tháng thì trong phủ Nam Thái sẽ phát sinh biến đổi lớn động trời, rất nhiều thế lực lớn có thể đều sẽ bị tiêu diệt. Kính Hoàn Sơn ở cách thành tử Tiêu Phủ cũng không xa, cho nên đứng mũi chịu sào trận tai nạn này chính là thành tử Tiêu Phủ, nó sẽ gặp tai ương đầu tiên. Không biết bao nhiêu tu tiên giả sẽ chết ở trong một trận này. Tổ sư đại diễn tiên môn tận mắt thấy một vị cự kình ngã xuống, tử thi giờ phút này đều vẫn còn nằm ở bên trên hoàng nê cổ tỉnh, đã bị khí lạnh làm đông lạnh thành vụn băng. Ách! Tổ sư đại diễn tiên môn đột nhiên cảm giác được cổ mình phát lạnh. Lão chỉ thấy nữ ma đầu đứng ở bên bờ hoàng nê cổ tỉnh kia lại đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào cổ của mình. Ánh mắt của nàng là đáng sợ như vậy, khiến cho cổ của lão phảng phất kết thành khối băng. Chạy mau! Trong lòng tổ sư đại diễn tiên môn chỉ có một ý niệm như vậy. Lão đánh một chưởng mãnh liệt vào trên lưng tổ phong thú, muốn khống chế cổ thú để thoát khỏi xứ sở Kính Hoàn Sơn. Ngao! Nhưng mà tổ phong thú không chỉ có không có bay đi, ngược lại rên rỉ một tiếng.
Nó đã bị một đạo quầng sáng sát khí xuyên thủng cả đầu, bắn ra một vòi máu thật lớn, thân thể cao lớn rơi xuống về hướng mặt đất. Tổ sư đại diễn tiên môn trong lòng càng hoảng. Từ lúc nổi danh tới nay, lão chưa từng có hoảng hốt như vậy, thật giống như phía sau có một con quỷ áo trắng hung ác đang truy đuổi theo lão. Con quỷ tay cầm xích sắt, muốn lấy tánh mạng của lão. Nhưng cuối cùng lão vẫn không chạy trốn, bước chân đột nhiên ngừng lại mà kinh ngạc nhìn về phía trước. Tiêu Nặc Lan đang đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhung đỏ ngầu bắn ra hai đạo huyết mang, cứ như vậy mà xuyên thủng lồng ngực của lão, làm bắn ra hai vòi màu. Một đời cự kình, không ngờ ngay cả lực lượng để phản kích mà cũng không có. Một vị nữ ma, thân hình 1.800 năm cũng không mục nát, linh hồn sau 1.800 năm lại hồi phục. Nghịch chuyển sinh tử tất nhiên là đại thần thông động trời, nhưng mà tỷ lệ thành công lại cực kỳ thấp, 1% cũng không đến, thế nhưng nàng lại thành công, hấp thu mấy trăm giọt linh tuyền, nuốt chừng 1/3 linh mạch, mà ngay cả lực lượng từ ánh sao và ánh trăng đều bị nàng thu nạp. Thế này rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Có người cảm giác toàn thân rét run, quả thực cảm giác như lâm vào cảnh trời sập. Thời gian trôi qua đã quá lâu, ở đây có rất ít người biết tên húy của nàng, rất nhiều người đều theo bản năng trong lòng mà gọi nàng là nữ ma. Đây không phải xưng hô đối với ma đầu bình thường, mà là ma quỷ đích thực, là dạng tồn tại có thể cưỡng lại được với thần linh, có thể khiến cho thiên địa vạn vật phải run rẩy theo. Nữ ma cũng mặc một kiện Phật y, cũng không biết Phật y này đây làm dệt từ chất liệu gì. Vậy mà hơn 1.000 năm cũng không tổn hại, ngược lại mang theo một cỗ linh tính đặc hữu, trên bề mặt nó có thêu một gốc Phật liên, sen Phật xanh biếc, đẹp đến động lòng người. Liền giống như bông sen đang nở rộ trong ao linh trì, trên lá sen vẫn còn đọng lại giọt sương đang lăn lăn. Hai mai trên búi tóc của nàng không hề rối bời, nàng dùng một cây châm ngọc cổ để giữ mái tóc. Mỗi một sợi tóc xanh đều tràn ngập sức sống, chúng tản mát ra những ánh ngọc rực rỡ, có cái rơi ở trên cần cổ ngọc trắng nõn. Có cái tản ra rồi ánh lên ở trên khuyên tai tròn trịa. Update như bên Viper Vanden bị nhảy chương nội dung vẫn liền mạch nhé. Một đôi đồng tử của nàng liền như một đôi hổ phách màu đỏ, đang nhìn chăm chú tổ sư đại diễn tiên môn. Mang theo dáng dấp của kẻ siêu nhiên ngồi trên cao, phong thái nữ ma đúng là ép đối phương tới không thở nổi. Hai dòng máu trước ngực tổ sư đại diễn tiên môn cuối cùng cũng được lão dùng tu vi cường đại để bịt lại, nhưng mà cũng đã là bị thương nặng. Ngũ tạng đều đã bị tổn thương. Chính là lão lấy vô cùng tận linh khí mới miễn cưỡng áp chế được vết thương trong thân thể. Bổn tọa vô ý xúc phạm, các hạ cũng không nên đuổi tận giết tuyệt. Tổ sư đại diễn tiên môn lui về phía sau hai bước, trong đôi mắt hiện ánh sáng lòa, hai tay ở trong ống tay áo khớp lại bắt kiếm quyết. Nếu mà nữ ma đầu này lại ra tay lần nữa, lão cũng chỉ có nước liều chết đánh một trận. Có linh khí trong tay, chưa chắc cũng không thể hợp lại kiếm lấy một con đường sống. Nữ ma dáng người thật trêu ngươi, vòng eo mảnh khảnh dưới ánh trăng có vẻ xinh đẹp động lòng người. Gương mặt của nàng dưới ánh trăng màu xám bạc nhìn như gốm sứ ngọc thô, tràn ngập sự thú vị. Mỹ nhân nhìn dưới ánh trăng càng đẹp thêm ba phần. Nhưng mà hiện tại không ai dám đi tán thưởng khen ngợi vẻ đẹp này, ngay cả công tử Vô Hà vốn đối với mỹ nhân si mê như điên đều đã bỏ chạy thật sớm. Nói giỡn. Ngay cả cự kình đều bỏ mạng ở đây, làm sao hắn còn dám lưu ở chỗ này? Một đôi tay ngọc xinh đẹp quyến rũ của nữ ma kia lại vươn ra. Hai tay này mới vừa rồi đã bẻ rồi bóp nát đầu một vị cự kình. Kiếm trong tay tổ sư đại diễn tiên môn lập tức đánh ra, toái không kiếm xuất ra một tia sáng lạnh, từ giữa trời chém xuống. Cấp bậc cự kình cường giả hung hãn xuất thủ, uy phong linh khí được vận chuyển tới trình độ cao nhất. Xoạt! Hai ngón tay mềm mại mảnh mai kẹp lấy toái không kiếm vốn không gì không phá được. Tất cả linh khí đều sụp đổ, vô tận chiến uy vỡ vụn thành mảnh nhỏ, cự kình hung hãn đánh ra một kích liền bị nàng dễ dàng tiếp đón. Dầm! Toái không kiếm bị hai ngón tay ngọc bẻ gãy, vô số linh khí và linh tính từ chỗ gãy lìa xuất ra. Một đạo ánh huỳnh quang lớn như nắm đấm muốn phóng lên cao. Đó là khí linh toái không kiếm vốn cực kỳ có linh tính, ẩn chứa một tia trí tuệ. Khí linh muốn chạy trốn, nhưng mà lại bị nữ ma hé đôi làn môi đỏ mọng, phun ra cái lưỡi xinh xắn thơm tho ướt át mà dụ dỗ, liền đã dễ dàng nuốt nó vào trong miệng, rồi bị nàng luyện hóa. Linh khí bị nàng bóp nát, ngay cả khí linh đều có thể nuốt chừng. Đầu tiên là thu nạp lực lượng của ánh trăng sao, hiện tại lại là nuốt chừng lực lượng khí linh, ở trong thiên hạ còn có thứ gì mà nàng không thể nuốt chừng.
Phong Phi Vân cảm giác dựng ngược tóc gáy, dựa lưng vào dưới tường đất của thần miếu, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Tiểu tử, vẫn còn ngây ra làm gì, còn không mau trốn đi. Tử Nhục Hòa Thượng phất tay áo nhẹ nhàng vọt ra từ trong thần miếu. Người này mặc dù là một hòa thượng, nhưng mà vóc người rất lớn. Lão phanh ngực lộ cả đầu nhũ, trên người vẫn còn đầy những hình xăm hung dữ. Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, ở giữa có một đại lão thử con chuột lớn. Đại hòa thượng này trước khi tiến vào Phật môn, khẳng định là một tay anh chị đầu đường. Không, là đồ tể trong phiên chợ ồn ào nhộn nhịp. Nếu mà bảo lão cầm lấy một cái đại đao, móc cái áo đẫm mồ hôi trên đầu, để khoe ra đầy người thịt béo thì quả thực so sánh với đám cò mồi còn phải giống như cò mồi hơn. Chết tiệt, không phải ngươi đang trấn áp những xác ướp tăng nhân cổ này, tạo sao lúc này còn chạy đến đây? Phong Phi Vân nhìn đám xác ướp cổ kia đang tùy tiện không kiêng dè giết chóc, ai nấy đều mặc Phật bào mục nát, huyết nhục đã khô. Quả thực trông nó rất hung ác khủng bố, có thể hù dọa người yếu bóng vía đến chết. Tử Nhục Hòa Thượng này không đáng tin a. Tử Nhục Hòa Thượng lớn tiếng thở dài, nói. Thiên ý đã định, nhân lực quả là vô lực xoay chuyển trời đất. Vào khoảnh khắc Tiêu Nặc Lan thức tỉnh kia, tất cả cổ trận trong thần miếu cũng đã sụp đổ. Hơn nữa trên người nàng dung hợp tinh khí tất cả xác ướp tăng nhân cổ, một khi nàng thức tỉnh, lực lượng của những xác ướp tăng nhân cổ này cũng bị dẫn động, xảy ra cộng hưởng, trở nên càng cường đại hơn. Chỉ bằng vào lực của một mình ta đã vô phương áp chế bọn họ. Ngươi nhìn, ngọn đèn Phật trúc trên Phật tháp kia đã cháy hơn 1.800 năm, hiện tại đã bị tắt. Ngọn đèn Phật trúc còn bị cạn dầu, điều đó đã nói lên tất cả chuyện này đều là thiên ý a. Tử Nhục Hòa Thượng vừa nói liền chộp vô địch thiền trượng từ trong tay Phong Phi Vân mà đoạt lấy. Cây thiền trượng này vào đến trong tay của lão thì ánh hào quang càng tăng lên, toàn thân đều có những vầng sáng quay vòng xung quanh. Tiêu Nặc Lan vốn là dựa vào tinh khí tất cả cao tăng thương sinh tự mới nghịch chuyển sinh tử sống lại, tự nhiên cũng có khả năng điều động những xác ướp tăng nhân cổ này. Trời ạ, một vị nữ ma cũng đã đủ dọa người, hiện tại lại thêm những xác ướp cổ tà tăng này, quả thực có thể quét sạch một thế lực lớn. Phong Phi Vân nói, cho nên hiện tại có thể trốn xa tới đâu thì bỏ chạy xa tới đó. Giao Nạp Lan Tuyết Tiên cho Bần Tăng, để trấn áp những xác ướp tăng nhân cổ này, nguyên khí trong thân thể Bần Tăng tiêu hao thật sự quá lớn. Hiện tại cũng muốn đi trước tránh tình thế một chút. Tử Nhục Hòa Thượng vừa nói vừa định cướp người từ trong tay Phong Phi Vân, sau đó chạy trối chết. Nạp Lan Tuyết Tiên có họ chính là Nạp Lan, mà trong Nạp Lan Phật Y cũng có hai chữ Nạp Lan này. Phong Phi Vân rốt cuộc cảm giác được trong đó có liên lạc gì đó. Hơn nữa Tử Nhục Hòa Thượng này quan tâm như vậy đối với Nạp Lan Tuyết Thiên, tuyệt đối không chỉ có bởi vì nàng là trời sinh Phật cốt, nên muốn thu hoạch nàng làm đồ đệ đơn giản như vậy. Sự quan tâm này có hơi quá. Này này, định đùa cái gì vậy? Nàng chính là vợ ta, giao vợ của chính mình cho một hòa thượng, thiên hạ nào có loại nói năng như vậy? Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng giao Nạp Lan Tuyết Tiên cho một hòa thượng không đáng tin. Vợ chó má gì, tiểu tử, lão tử nhịn ngươi đã lâu rồi. Tử Nhục Hòa Thượng không hề khiêm nhường khách khí nữa. Lão vung nắm đấm to như cái nồi đánh Phong Phi Vân ngã ở trên mặt đất, sau đó dè dặt bế Nạp Lan Tuyết Tiên đứng lên, sau đó khiêng ở trên vai, mang theo vô địch thiền trượng, dồn sức bước ra một bước. Tức thì lão cũng đã nhảy tới hơn trăm thước. Mẹ ơi! Cũng dám cướp người. Phong Phi Vân đứng lên từ trên mặt đất, trong miệng phun ra hai cục đất, máu nóng bốc lên đỉnh đầu, sau đó đuổi theo. Hắn biết Tử Nhục Hòa Thượng đây là đang trả thù. Lúc trước Phong Phi Vân đạp hai cái trên đầu chọc lóc của lão. Hiện tại lão liền đánh một quyền trên đầu Phong Phi Vân. Nữ ma mặc dù dùng hai ngón tay bẻ gãy Toái Không Kiếm, lại còn nuốt sạch khí linh của Toái Không Kiếm. Nhưng mà tổ sư đại diễn tiên môn lại trong lúc nhanh như chớp giật đó đã tìm được một tia sức sống mà cướp đường bỏ chạy. Lão trực tiếp bay vào tầng mây, thi triển ra phép cấm thiêu đốt huyết dịch, chỉ nghĩ thoát được càng xa càng tốt. Nữ ma ngước một đôi mắt đỏ sòng sọc nhìn chăm chú trời cao, một cánh tay ngọc chậm rãi vươn lên, với về hướng bầu trời. Mặc dù cự ly cách mấy chục dặm, tổ sư đại diễn tiên môn vẫn cảm nhận được uy hiếp tử vong, huyết nhục toàn thân đều căng thẳng. Chỉ cần bị cánh tay ngọc của nữ ma va chạm vào, như vậy chính là lúc chết của lão. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Một cánh tay ngọc kia đã đến trên đỉnh đầu tổ sư đại diễn tiên môn. A-di-đà Phật, người ta phải có lòng khoan dung độ lượng.
Một cây trụ lớn màu vàng từ trên bầu trời đè ép xuống, thật giống như cột trụ kình thiên chống đỡ thiên địa sụp đổ. Nó nện đứt hư ảnh cánh tay nữ ma. Đây không phải một cây trụ lớn, đây là một cây thiền trượng màu vàng. Rất rung động, lại có người có thể đủ sức tiếp được một chiêu của nữ ma, đánh nát được hư ảnh cánh tay của nữ ma. Nữ ma lúc xuất thế đã quét sạch ngay tại chỗ, ngay cả mấy vị cự kình đều không thể tiếp được nàng xuất một chiêu. Giờ phút này cuối cùng cũng đã gặp được địch thủ, chẳng lẽ có Phật môn đại hiền đến đây trừ ma? Phong Phi Vân truy theo ở phía sau, trong mắt đúng là hiện lên vẻ ngạc nhiên, không ngờ lão tử nhục hòa thượng này lại dũng mãnh như thế. Không phải nguyên khí của lão tổn hao nhiều sao? Phong Phi Vân vốn tưởng rằng tử nhục hòa thượng chỉ là một tên lưu manh bịp bợm lừa gạt phố phường, trời mà biết người này lại có thể đối chọi với một chiêu của nữ ma, nhưng lại bất bại. Người có thể lớn lối cùng nữ ma đã xuất thế. Đây là bước ngoặt lớn lao có thể làm cho người ta thấy được hy vọng sống sót. Ai u má ơi, chạy mau a, Bần tăng không có xúc phạm, mới vừa rồi chỉ là tay bị chuột rút a. Tử nhục hòa thượng quát to một tiếng, ôm Nạp Lan Tuyết Tiên vắt lên trên vai mà bỏ chạy thật giống như một cụ ông bị chó rượt. Lão biến vô địch thiền trượng trở thành cây gậy, chống một cái bật đi mà chạy trối chết. Đừng xem lão chỉ là chống một cái bật đi một lần, tốc độ kia quả thực vô phương diễn tả bằng ngôn từ. Chả mấy chốc lão liền nhảy vọt qua vài quả núi lớn, chỉ còn một cái bóng đen. Đôi mắt đỏ đồng đọc của nữ ma đột ngột xuất ra hai luồng sáng, biến thành hai mảnh huyết hải. Hưu một tiếng, nàng đã biến mất tại chỗ, biến thành một luồng sáng đỏ rực xuyên phá trời cao mà đuổi theo. Tử nhục hòa thượng tựa hồ là cố ý, hắn đã dẫn nữ ma đi, muốn giảm bớt sự giết chóc khiến cho tu tiên giả còn lại thấy hiện ra một tia cơ hội sống. Giờ phút này thời gian nửa canh giờ sắp hết, trong thân thể truyền đến một cảm giác suy kiệt, Phong Phi Vân không dám ở lại chỗ ma quỷ nhảy múa chính là nơi không thể ở này. Tác dụng phụ của cổ tu đan thật sự quá lớn, có thể làm cho người ta suy kiệt mà ngất đi. Nếu như đúng vào lúc này mà té trên mặt đất, chỉ sợ lập tức liền có xác ướp tăng nhân cổ xông lên gặm hắn thành đầu khớp xương. Phong Phi Vân muốn rút đi, nhưng mà cũng không thể toại nguyện. Có người sau lưng đánh lén, quyền phong kêu vù vù che giấu ý định giết người vô cùng vô tận. Phong Phi Vân, nghiệt chướng nhà ngươi này, không ngờ lại thả nữ ma đầu kia ra. Hôm nay lão phu sẽ thanh lý môn hộ, diệt xúc sinh nhà ngươi này. Người ra tay chính là lão tổ Phong gia. Vừa rồi vào lúc nữ ma xuất thế, lão ẩn náu ở chỗ sâu trong thần miếu, tránh thoát được một kiếp, chờ sau khi nữ ma đi thì lão liền xông ra. Tất cả mọi người nhìn thấy Phong Phi Vân xông vào trong hào quang, hơn nữa bình yên vô sự đi ra từ bên trong. Mà cùng lúc đó nữ ma cũng hoàn toàn hồi phục, tất cả điều này đều làm cho người ta hoài nghi chính là Phong Phi Vân trợ giúp nữ ma mới xuất thế ngang trời. Đây là trợ trụ vi ngược a. Phủ Nam Thái phát sinh đại kiếp, Phong Phi Vân nhất định phải trực tiếp chịu trách nhiệm. Một kẻ là yêu ma chi tử, một kẻ là nữ ma đầu, thì ra chính là một đám đi chung đường. Hôm nay chúng ta chém yêu ma chi tử trước, sau đó lại giết nữ ma đầu. Rất nhiều tu tiên giả đều chết ở trong tay xác ướp tăng nhân cổ, oán khí của bọn họ tương đối lớn. Giờ phút này đã trút tất cả oán khí lên trên người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cũng sớm đã bị người ta đổ oan, coi như hôm nay hắn có thể chạy thoát được mạng, không lâu sau ác danh của hắn cũng sẽ truyền khắp thiên hạ, sẽ được một số người chụp mũ yêu ma chi tử, nữ ma tay sai, Phong gia phản nghịch, kẻ tạo ra tai nạn. Thế này thì đã làm sao, hắn chính là Phong Phi Vân, không làm thất vọng lương tâm của mình, không thẹn với lương tâm. Còn nếu mà ai dám đến nói hưu nói vượt, có một người giết một người, có hai người thì giết một đôi. Phong Phi Vân không hề lưu tình nữa, hắn xuất một chỉ liền đánh xuyên thủng mi tâm một vị đạo nhân áo trắng đến đây cản đường. Tại mi tâm để lại một cái lỗ máu to bằng đầu ngón tay, đầu hắn bị linh khí xuyên thấu làm cho gáy bị nổ tung, sau đó thân thể cứng còng té ngã trên mặt đất. Bàn tay lại đánh ra lần nữa, một trưởng này liền như thiết ấn ngất trời quét ngang một mảnh, đánh cho ba tên trưởng lão Phong ra cảnh giới thần cơ bị nện đến bay ngược đi ra ngoài. Ai nấy đều miệng phun máu tươi, lăn lộn trên mặt đất. Muốn mở một đường máu, sẽ phải quyết đoán vô tình. Phốc, phốc, phốc. Một trưởng đánh ra hư ảnh ba con kỳ ngưu, mỗi một con đều cao gần mấy trượng. Chúng huy động gót sắt, chà đạp như dã thú,
làm cho ba trưởng lão Phong gia vốn đã bị đánh bay ngã trên mặt đất lại bị đạp thành thịt vụn. Mặc dù dược lực của Tu Đan đã càng ngày càng loãng, một cỗ cảm giác suy kiệt trong thân thể kia cũng càng ngày càng mạnh, nhưng mà Phong Phi Vân lại chiến đấu càng hung dữ mạnh mẽ hơn, hai mắt đều đã đỏ hồng, chỉ cần ai dám đến cản đường thì chính là kẻ địch. Súc sinh! Lão tổ Phong gia cũng không nhịn được nữa. Bàn tay duỗi ra, thiên địa rõ ràng hội tụ trên trường tay, hóa thành một cái thủ ấn thật lớn, đánh cho Phong Phi Vân bay đi ra ngoài. Phốc! Phong Phi Vân cuối cùng là như cung căng hết sức, vô phương ngăn cản trưởng ấn của cự kình nên bay ngược lên trời cao. Hắn đâm sụp một góc bức tường đất của thần miếu, ngũ tạng đều bốc lên kịch liệt, cổ họng ngòn ngọt liền phun ra một ngụm máu tươi, làm cho vạt áo ngực đều bị nhuộm đỏ. Dầm! Hắn rơi trên mặt đất, vô phương đứng vững bước chân, chỉ lảo đảo một cái liền đụng phải thành hoàng nê cổ tỉnh lạnh như băng. Một đạo trưởng ấn này của lão tổ Phong gia đã lại đánh hắn vào trong thần miếu. Hắn dựa lưng vào trên thành hoàng nê cổ tỉnh, toàn thân càng ngày càng vô lực, càng ngày càng lạnh như băng. Hắn cũng không biết là bởi vì lực lượng của Tu Đan sắp sửa cạn kiệt, hay là bởi vì bản thân hoàng nê cổ tỉnh mà liền cảm giác lạnh giá thấu xương. Một cái giếng phong cách cổ xưa, thai nghén ra tuyệt thế nữ ma. Ở trong cổ tỉnh xương mù mịt mờ uốn lượn, che giấu ý định giết người vô tận. Vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn một lần, đã đủ để cho từ trong đôi mắt người ta chảy ra huyết dịch. Chân Phong Phi Vân dẫm nát một khối tử thi không đầu, tử thi này cũng sớm đã bị khí lạnh như băng của hoàng nê cổ tỉnh làm đông lạnh vỡ vụn, cực kỳ thê thảm không nỡ nhìn. Cái này là thi thể của một vị cự kình, cho dù lão trước đây vẻ vang vô tận như thế nào, xưng vương xưng bá ra sao. Nhưng mà sau khi đã chết thì cũng không còn gì, biến thành một cục băng rác rưởi. Chẳng lẽ hôm nay ta cũng phải bỏ mạng chỗ này, so với hắn thì kết quả giống nhau như đúc. Trong lòng Phong Phi Vân cảm thấy không cam lòng. Lại có mấy tiếng xé gió vang lên, không chỉ có tu tiên giả Phong gia, các thế lực lớn khác cũng có cao thủ vây quanh lại đây. Có người muốn lấy yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân như một yêu ma chi tử, mà có người chỉ là muốn giết chết Phong Phi Vân, do đó được nổi danh. Phong Phi Vân chính là yêu ma chi tử trong đồn đại có thể đánh một trận cùng cự kình. Nhưng mà hiện tại cũng đã bị thương nặng, hơn nữa bị mọi người vây công. Chỉ cần có thể giết chết hắn, nhất định có thể vang danh khắp thiên hạ. Trong mắt những người này nhìn Phong Phi Vân tựa như nhìn một món bảo vật, ánh mắt cuồng nhiệt, liền như phải cứ như thế mà ăn sống nuốt tươi hắn. Trong lòng Phong Phi Vân đang cười lạnh, một đám người trái tim để lợi ích che mờ a. Nếu mà Phong Phi Vân ta chết ở trong tay các ngươi thì đó quả thực liền rất uất ức. Phong gia lão nhi, từ sau hôm nay Phong Phi Vân ta cùng Phong gia không có chút xíu quan hệ. Mối thù hận hôm nay Phong Phi Vân ta nhớ kỹ với ngươi. Chỉ cần ta không chết, ngày sau nhất định sẽ đến phủ đệ Phong gia, phàm là những người hôm nay vây bắt ta, nhất định thân thể chia năm xẻ bảy. Phong Phi Vân khí thế không suy, thân hình đứng thẳng tắp, trên mặt hiện nên nụ cười bất mãn, không có chút nào giống như là một người sắp chịu chết. Bất kể là nhà đại nho học thức đầy bụng, người buôn bán nhỏ, nhân tài quân tử, rất nhiều người vào lúc đối mặt tử vong đều đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, thậm chí bị dọa đến vãi cả cứt đái, cứ thế tê liệt nằm bệt ở trên mặt đất. Nhưng mà Phong Phi Vân lại nói cười cười mạnh mẽ, cũng không có ý sợ hãi chút nào. Một phần phong thái này khiến cho rất nhiều người ở đây đều hơi bị đổi ý, tự thẹn không bằng. Lão tổ Phong gia khìn khịt trong mũi, căn bản không tin Phong Phi Vân có thể chạy thoát được, càng không có coi trọng uy hiếp của Phong Phi Vân. Lão có thể đi đến vị trí cao như bây giờ, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua. Phong Phi Vân coi như là nghịch thiên, nhưng lão xem ra chẳng qua cũng một mực là con kiến hôi, quá non. Tay Phong Phi Vân sờ sờ trên hoàng nê, đất vàng có thể cảm giác được rõ ràng cái lạnh thấu xương trên bề mặt giếng. Đột nhiên hắn cắn răng một cái, nhảy tùm vào trong cổ tỉnh. Sinh tử liền trong một ý nghĩ, giờ khắc này Phong Phi Vân đã đưa ra quyết định. Mặc dù trong hoàng nê cổ tỉnh sát khí bức người, tràn ngập khí thế làm người ta sợ hãi. Bất luận kẻ nào nhảy xuống đó đều có thể sẽ bị luyện hóa thành một đám nước mù. Nhưng mà Phong Phi Vân biết phía dưới rất có thể chính là con đường sống duy nhất của mình. Nếu mà Tử Nhục Hòa Thượng nói không sai, như vậy phía dưới hoàng nê cổ tỉnh hẳn chính là nối thông đến một linh mạch lưu động. Nếu như thật sự là như thế, như vậy coi như là đích thực tìm được con đường sống. Phong Phi Vân tự mình đã đánh cuộc, không có biện pháp nào khác.
Hiện tại hắn càng ngày càng suy yếu, ngay cả đi một bước đi đều dị thường gian nan. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Hoàng Nê Cổ Tỉnh thật sự nối liền đến một linh mạch dưới lòng đất. Như vậy mặc dù có thể sẽ bị lạc trong lòng đất, phiêu lưu mà chẳng có căn cứ nào, nhưng mà hắn đã không có sự lựa chọn nào khác. Cái gì, hắn không muốn sống nữa, không ngờ lại nhảy vào trong Hoàng Nê Cổ Tỉnh. Hắn đây là tự sát, không muốn chết dưới tay người của Phong gia, cho nên dứt khoát nhảy xuống giếng, kết thúc tánh mạng của mình. Có người chạy tới thương tiếc cho Phong Phi Vân. Cũng được, một yêu ma chi tử có sống cũng sẽ chỉ bị người xa lánh, bị người phỉ nhổ, còn không bằng đã chết thì tốt hơn. Một đạo hào quang trắng xóa bay tới, rơi ở bên cạnh Hoàng Nê Cổ Tỉnh. Hắn, hỗn đản. Đông Phương Kính Nguyệt áo quần trắng tinh, đứng ở bên cạnh Hoàng Nê Cổ Tỉnh mà hung hăng dậm chân, trong lòng suy nghĩ có hơi phức tạp. Đúng là vẫn còn đến chậm một bước. Ai, xem ra là cơ hội nhặt xác giã cẩu đã không còn. Đông Phương Kính Thủy nói. Chạy mau, ta cảm giác được một vị nữ ma kia lại đã quay trở về. Nếu không chạy đi thì sẽ rước lấy họa sát sinh. Nhị gia gia túm lấy tay Đông Phương Kính Nguyệt, tức thì kéo nàng đi, bay vào trên trời cao. Lão đi cực kỳ vội vàng. Nữ ma đi ra từ trong Hoàng Nê Cổ Tỉnh, mà yêu ma chi tử lại nhảy vào Hoàng Nê Cổ Tỉnh. Chuyện này nhất định mới vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, ai có thể xác định Phong Phi Vân liền dứt khoát sẽ chết trong lòng đất. Dầm! Hoàng Nê Cổ Tỉnh sụp đổ, chung quanh tự động có đất đá nổi lên chôn vùi nó. Chả mấy chốc mặt đất liền trở nên bằng phẳng, lại cũng không có cổ tỉnh giếng xưa gì nữa. Hoàng Nê Cổ Tỉnh chính là do thân hình của trụ trì thương sinh tự biến thành, sinh ra là vì nghịch chuyển sinh tử. Hiện nay nữ ma đã hồi phục, tự nhiên cũng đã hoàn thành sứ mạng, nên cùng cổ trận trong thần miếu kia cũng tan thành cho bụi, biến thành hạt bụi trong lịch sử. Âm âm âm, âm âm âm, âm âm âm. Mà ngay cả tòa thần miếu cũng lại lần nữa chìm vào lòng đất, lần này đây chìm càng sâu, vĩnh viễn biến mất từ trên mặt đất xứ sở này. Những chiếc Phật tháp lún sâu đi xuống, những chiếc đền đài cũng trầm luân theo. Tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi. Đương nhiên cũng bao gồm cả Phong Phi Vân nhảy vào trong Hoàng Nê Cổ Tỉnh. Vực sâu dưới lòng đất, một con sông dài màu xanh đang chảy lấp lánh, nó rộng độ trăm trượng, dòng nước cuồn cuộn thật giống như một mạch nước ngầm đang chảy về hướng chưa biết nào đó. Mây mù bốc lên, ánh sáng đủ sắc màu chiếu sáng người, mang theo khí tức thần bí vô hạn. Bên trong nó linh khí đậm đặc đến dọa người, cơ hồ sắp biến thành trạng thái dịch. Trong con sông dài, những đám xương linh thiêng ngưng tụ ra đủ các loại hình thái. Có cái như một cự ngưu cổ thú châu cổ lớn đang bơi lội giữa sông, lại có con trương long đang hút mây phun mưa, rất thần kỳ. Nếu mà có một tiên môn phát hiện sự sôi nổi dưới lòng đất này, khẳng định sẽ hưng phấn đến phát run. Đây chính là một con linh mạch A, ngưng tụ đại lượng linh khí thiên địa. Cần phải địa thế phức tạp nhất, lại có trên vạn năm thai nghén thì mới có thể hình thành một con linh mạch. Linh mạch bình thường đều giấu kín ở sâu dưới lòng đất, coi như tu vi của ngươi nhìn thấu đất trời thì cũng rất khó lòng phát giác. Chỉ có loại đám người đặc thù như tầm bảo sư mới có thể thông qua các loại bí pháp, lại thêm suy đoán mới đại khái tìm được phương vị của linh mạch. Nhưng thông thường mà nói linh mạch đều là lưu động, chỉ có tầm bảo sư cường đại mới có thể cố định được linh mạch, làm cho linh mạch cắm rễ trong lòng đất, sau đó mới có thể để cho một tiên môn sử dụng. Lúc trước một linh mạch bên dưới kính hoàn sơn này đã bị Hoàng Nê Cổ Tỉnh cố định sẵn hơn 1.800 năm, hơn nữa đã tiêu hao 1/3 linh khí trong linh mạch. Nhưng mà đến lúc Hoàng Nê Cổ Tỉnh sụp đổ, linh mạch này cũng nhờ đó khôi phục tự do mà chảy xuyên qua không gian trong lòng đất, liền như một con cá trạch thật lớn. Linh khí trong linh mạch cũng dị thường đậm đặc, cũng đặc biệt điên cuồng thịnh nộ. Tu tiên giả bình thường nếu mà tiến vào trong linh mạch, trong nháy mắt sẽ bị đè ép đến nổ tung. Cho nên nếu mà người tu vi không cao, tốt nhất có lẽ không nên xông vào trong linh mạch. Nhưng mà, giờ phút này giữa mây mù trên linh mạch sóng gió mãnh liệt kia, lại phiêu đãng một chiếc thuyền nhỏ màu xanh. Chiếc thuyền nhỏ này chính là dùng thanh đồng tạo ra, nó mang phong cách cổ xưa mà tang thương, rất nhiều chỗ đều đã sinh ra rỉ sét, cũng không biết tồn tại qua bao nhiêu thời đại. Trên chiếc thuyền nhỏ thanh đồng dựng lên 18 chiếc thần buồm bằng vải sắt. Chúng tản ra tia sáng đen. Phản xạ được ánh sao, vừa nhìn đã biết là chúng vận dụng những thứ thần tài hiếm có trên đời. Nhưng mà hiện tại những thần buồm vải sắt này lại đều đã bắt đầu hư hại, rất nhiều chỗ đều đã rỉ sét xuyên vào bên trong. Đây là cần phải thời gian bao lâu,
mới có thể làm nó hóa thành mục nát. Điều làm cho người ta kinh dị chính là, trên chiếc thuyền nhỏ thanh đồng kia lại đang nằm một thiếu niên. Thiếu niên này tựa hồ đã mê man khá lâu, vóc người thanh tú không tầm thường, tư thế oai hùng ngời ngời, nhưng mà toàn thân đều dính đầy vết máu. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Chiếc thuyền nhỏ thanh đồng đã trôi dạt 5 ngày 5 đêm trong lòng đất cùng với linh mạch, hắn vẫn không có vẻ gì sắp tỉnh lại, chỉ là ở chỗ đan điền của hắn cũng thấy linh quang lóe ra, thấp thoáng thiên quang, có một cây thần hoa đang nở rộ. Đây là tiên căn. Tiên căn đang hấp thu linh khí trong linh mạch rồi trưởng thành cực kỳ nhanh chóng. Hình thái tiên căn cây tiên liền như một gốc cây thần hoa, nó nở ra đóa hoa tuyệt đẹp, những phiến lá xanh biếc trong suốt dài ra. Đóa hoa nở rộ 3 lần, lại héo tàn 3 lần. Cuối cùng, một trái cây màu xanh bắt đầu sinh trưởng ra. Linh khí trong đan điền đều tập trung toàn bộ về hướng trái cây kia. Vô số tia sáng linh thiêng đang quấn quanh nó, cung cấp chất dinh dưỡng cho nó. Vô số chất lỏng màu vàng nhỏ giọt từ trái cây màu xanh chìm vào đan điền, rồi rèn luyện thân hình, sáp nhập vào máu thịt, sáp nhập vào cốt tủy. Đây là quá trình lột xác từ tiên căn trung kỳ đến tiên căn đỉnh cao. Còn thiếu niên nằm ở trong linh chu, đương nhiên chính là Phong Phi Vân. Sau khi Phong Phi Vân nhảy xuống Hoàng Nê cổ tỉnh, hắn cũng không bị kia quầng sáng sát khí kia cắn chết, ngược lại rơi vào trong một dòng linh mạch này. Linh chu trong đan điền liền vọt ra, chở hắn đi theo nước chảy bèo trôi, hướng về những nơi xa xôi mà chưa biết mà phiêu lưu. Lúc trước cảnh giới của hắn cũng đã tiếp cận vô hạn tiên căn đỉnh cao, hiện tại đã được linh mạch tẩm bổ, khiến cho hắn đang ngất đi lại hoàn toàn bước chân vào cảnh giới tiên căn đỉnh cao. Tiên căn đỉnh cao cùng tiên căn trung kỳ lại có khác biệt rất lớn. Cái này tương đương là một giai đoạn quá độ, tiên căn trong thân thể đã hoàn toàn thành thục, chỉ chờ cho quả tiên căn hóa thành thần cơ. Vì thần cơ chính là nền tảng đầu tiên của tu tiên, nền tảng được làm chắc chắn, như vậy tương lai trên đường tu tiên cũng có thể đi được xa hơn. Cho nên cảnh giới thần cơ cũng là một cảnh giới quan trọng nhất của tu tiên giả. Phong Phi Vân đã đạt tới tiên căn đỉnh cao, chả mấy chốc sẽ nghênh đón cảnh giới này, mỗi một bước đều nhất định phải đi sao cho tốt nhất, làm được hoàn mỹ nhất, để xây dựng nền tảng vững chắc nhất. Rất nhiều tu tiên giả không tiếc công tạm ở lại cảnh giới thần cơ mấy chục năm, không ngừng rèn luyện nền tảng, không ngừng tu luyện tích lũy, chỉ cầu làm cho nền móng càng chắc càng tốt. Linh mạch đụng vào một vách đá trong một quả núi, dòng chảy của nó luồn lách giữa tầng đất đá mà trôi đi. Còn linh chu thì ngừng lại, sau đó bụp một tiếng liền biến thành một đạo ánh sáng nhỏ màu xanh chui vào trong đan điền của Phong Phi Vân. Chiếc thuyền nho nhỏ lại bay lơ lửng ở trong đan điền, trấn áp linh khí cả đan điền, khiến cho đan điền Phong Phi Vân được chắc chắn giống như bàn thạch. Rào. Thân thể Phong Phi Vân rơi vào trong một mạch nước ngầm lạnh như băng, toàn thân được linh khí bao bọc mà bay lơ lửng ở trên mặt nước, hắn tiếp tục phiêu lưu hướng về phía trước, dần dần, mạch nước ngầm chảy ra từ trong một quả núi lớn, rồi chảy xuôi ở trong chốn núi rừng, biến thành một dòng suối nhỏ. Bắt đầu xuất hiện ánh mặt trời, có hơi chói mắt. Bên tai truyền đến tiếng kêu của chim sẻ và ve sầu, còn có tiếng ong mật bay vù vù vang lên không ngớt, đương nhiên càng không thể thiếu tiếng nước chảy róc rách. Những âm thanh này càng ngày càng rõ ràng. Máu me trên người Phong Phi Vân đã bị nước chảy mạnh rửa sạch sẽ. Chỉ có điều là bộ quần áo mặc trên người kia lại rách nát có hơi quá đáng. Hơn nữa bởi vì ngâm ở trong nước thời gian dài, nên nó bắt đầu trắng bệch, có chỗ vẫn còn dính rêu xanh. Mũi hắn có hơi giật giật, nghe thấy được mùi tanh nước chảy, còn có mùi thơm hoa cúc mọc ở hai bên dòng suối nhỏ. Hắn hít thật sâu ngửi, bỗng toàn thân run lên, đột nhiên mở mắt. Đây là địa phương nào, không ổn, chẳng lẽ nằm ở trong cổ tỉnh. Hắn cảm giác được chính mình bị lớp nước lạnh như băng bao bọc. Giác. Phong Phi Vân muốn đứng lên từ trong nước, nhưng mà trên người lại truyền đến một cảm giác mỏi mệt suy kiệt, thật giống như một người đang bị mắc bệnh nặng, tay chân vô lực, trên người vẫn còn toát mồ hôi. Hắn không chỉ không đứng lên nổi từ trong nước, ngược lại vẫn còn chìm vào trong nước. Trong miệng bị tràn mãnh liệt hai ngụm nước sông, hắn đành ùng ục nuốt vào trong yết hầu, mùi vị đó quả là đều chịu khổ sở. May là Phong Phi Vân tinh thông với nước nên mới không bị chết đuối, nếu không liền rất oan uổng. Lại là một phen giãy giụa, rồi mới gian nan nổi lên mặt nước. Sau đó hắn lội vào bờ, giờ phút này toàn thân hắn đã không còn chút sức lực nào. Ngay cả cử động liên tục ngón tay một hồi mà hắn cũng không có sức lực nữa. Tứ phẩm đan dược chó má gì,
tác dụng phụ này thật sự không phải người bình thường có khả năng đón nhận. Chính mình tu luyện bất tử phượng hoàng thân mà đều bị hành hạ đến thê thảm như vậy, nếu là tu sĩ khác chẳng phải đã không đi nổi. Điều duy nhất vẫn còn khiến cho Phong Phi Vân cảm thấy vui mừng chính là, linh khí trong thân thể không chỉ có không có héo rũ, ngược lại trở nên càng tràn đầy hơn. Mà ngay cả tiên căn đều thai nghén thành thục, đây là dấu hiệu đạt tới tiên căn đỉnh cao. Mặc dù thân thể cực kỳ suy yếu, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn cắn răng ngồi lên. Hắn muốn điều động linh khí trong thân thể, mau chóng khiến cho thân thể của mình khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Nhưng mà điều khiến cho hắn thất vọng chính là, hiện nay kinh mạch và huyết mạch đều khô héo ở một mức lớn. Không có linh khí toàn thân, nhưng mà lại chỉ có thể có những tia nhỏ lưu động trong kinh mạch và huyết mạch, chúng khôi phục sức sống cực kỳ thong thả. Với tốc độ như vậy, ít nhất cũng có hao phí thời gian nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Xem ra thời gian nửa tháng này chỉ có thể tìm kiếm một chỗ bí ẩn, trước tiên tạm bế quan tu luyện mới là đúng nhất. Giới tu đạo cũng là giới tu tặc đạo, nếu mà không có thực lực, quả thực một tấc khó đi. Trước mắt là một dòng suối nhỏ, khắp nơi chung quanh đều là cây cổ thụ chọc trời. Có loại mọc ra phiến lá màu tím, có loại mọc ra vỏ cây hình vảy cá. Có đại thụ gốc lộ ra ngoài, vẻn vẹn chỉ là cái rễ cây mà đã to như cái cối xay, rất hiển nhiên chính mình hiện tại đang rơi vào trong một vùng rừng rậm hoang vu lớn. Muốn sống sót, trước hết phải ăn cái gì đó. Phong Phi Vân cũng không biết chính mình đã ngất đi bao nhiêu ngày, chỉ cảm thấy trong bụng trống rỗng. Việc chính mình sở dĩ đều không thể vận lên được nửa phần khí lực, thì chuyện không có cái gì ăn có lẽ cũng là một nguyên nhân. Liền tại lúc hắn cảm thấy dầu dĩ vì chuyện kiếm cái để ăn, ngẩng đầu lên liền thấy chim ưng chọc to như cái gầu nước bay qua trên trời cao. Con chim ưng chọc kia mặc dù cực kỳ hung dữ, mỏ ưng như cái móc sắt, ưng chảo sắc bén như mũi dùi đâm tới. Nhưng mà trên người cũng rất nhiều thịt, nếu mà có thể bắt con chim ưng chọc này rồi nhóm lửa nướng ăn, liền thật ngon miệng. Chỉ tiếc chính mình hiện tại ngay cả cử động một cái đều gian nan, càng khỏi phải nói đi đánh một con chim ưng chọc cho rơi xuống để ăn thịt. Dầm! Liền vào lúc trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như vậy, thì con chim ưng chọc cực lớn kia bay đến trên đỉnh đầu thì đột nhiên liền rớt xuống, rơi ngay bên cạnh Phong Phi Vân. Trời à, Lão Thiên đã mở mắt, chẳng lẽ Lão Tử gần đây có số con dẹp, cho nên Lão Thiên gia cuối cùng cũng thương cảm ta, khiến cho điều ta nghĩ thầm được toại nguyện. Muốn ăn thịt ưng, con chim ưng chọc này liền rớt xuống từ trời cao. Vậy nếu là ta nghĩ đến một muội muội, chẳng phải trời cao cũng muốn rớt xuống một người muội muội? Thế này cũng quá sung sướng. Liền vào lúc trong lòng Phong Phi Vân kích động, Lão Thiên lại mở mắt một lần nữa. Quả nhiên có muội muội, từ xa xa truyền đến một âm thanh thiếu nữ véo von dễ nghe. Tỷ, tỷ bắn một mũi tên này thực sự chuẩn, ta rõ ràng nhìn thấy ma thương ưng rớt xuống, nhưng làm thế nào liền không tìm được vậy. Chúng ta đi sang bên kia khe nước tìm một chút, hình như là nó rơi về phương hướng kia. Một âm thanh khác của nữ nhân vang lên. Này, hỗn khất nhi khất cái, vừa rồi có nhìn thấy một con đại ưng rơi xuống từ trời cao. Đây là một thiếu nữ mang theo cây cung gỗ thiết lan, nàng ước chừng 13, 14 tuổi, trên người mặc áo sam ô vuông màu xanh cánh trả, bên dưới mặc một cái khố vải rách, chỉ có thể che khuất những chỗ trên đầu gối, còn bắp chân phía dưới đầu gối thì để lộ ra. Làn da màu tiểu mạch, trên bắp chân trên không có chút thịt dư thừa, có vẻ cũng khá nhẵn nhịu. Nếu như được sờ vào một cái, có lẽ là cũng khá co giãn. Trên chân vẫn còn đi một đôi giày rơm màu vàng, bởi vì trong núi đường xá xa xôi, không chỉ có giày rơm bị mài rách mà ngay cả mu bàn chân đều bị bụi gai xẻ ra vết thương, huyết dịch đã khô cạn, hay là đóng vảy. Trái lại vóc người thanh tú, đặc biệt đôi mắt tròn vành vạnh kia, thật giống như vầng trăng trên trời cao. Trên lưng nàng đeo một cái ống trúc, bên trong chứa đầy những mũi tên. Chính là lấy đoạn gỗ vót thành. Dài 3 thước 3 tấc, đầu mũi tên bịt sắt, đuôi có lông ngỗng. Nàng như là nữ hài tử trong một nhà bình thường, nhưng lại không giống nữ hài tử trong nhà người bình thường. Ít nhất nữ hài tử trong nhà người bình thường sẽ không xuất đầu lộ diện giống như nàng vậy. Lại càng sẽ không mặc quần áo vải gai và đi giày rơm, lưng đeo bao đựng tên, mang theo cây cung lớn. Đây tuyệt đối là người luyện võ. Kỳ thật cũng do Phong Phi Vân từ nhỏ lớn lên tại Linh Châu. Hoàn cảnh cuộc sống giàu có cho nên mới cảm giác rằng nữ hài tử nên mặc trang phục hoàn toàn sạch sẽ, ngồi ở trong phòng thêu hoa, đứng bên hồ nước cho cá ăn.
Coi như là nữ hài tử nghèo khó một chút liền như tiểu nương tử La Gia bán trà kia, cũng là ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, nhã nhặn lịch thiệp, mà tuyệt đối sẽ không đi giày rơm, vào trong núi săn thú. Mà sự thực tại rất nhiều vùng núi xa xôi, không chỉ có là nam nhân mà chính nữ nhân cũng phải làm một chút việc nặng vì cuộc sống. Vì sinh kế, vì mấy đồng tiền mà đi hái thuốc ở trên vách đá, hái quả tại chốn sơn dã. Khụ khụ, ta đâu phải là hỗn khất nhi, người cũng đừng xem thường người. Phong Phi Vân dựa lưng vào bụi cỏ, có vẻ hết hơi quỳ rạp trên mặt đất, lại là ho khan hai tiếng. Quý tiểu nô có hơi nhíu mày, lại lần nữa liếc mắt đánh giá Phong Phi Vân rồi gật đầu, lại lần nữa xác định hắn đích thật là một tên hỗn khất nhi. Nếu không phải hỗn khất nhi thì tại sao lại ăn mặc rách nát như vậy? Hơn nữa điệu bộ có vẻ vài ngày không có ăn cơm. Bình thường hỗn khất nhi cũng sẽ không thừa nhận chính mình là hỗn khất nhi. Vậy rốt cuộc ngươi có nhìn thấy một con đại ưng rớt xuống từ trời cao? Quý tiểu nô càng quan tâm đến vấn đề này. Một đôi mắt to của nàng chăm chú nhìn thẳng vào Phong Phi Vân, mắt cũng không chớp một cái. Phong Phi Vân nói, đương nhiên là không có thấy. Cái này kỳ quái, rõ ràng là rơi rụng ở quanh chỗ này, tại sao ngươi lại không thấy được? Quý tiểu nô bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, một đôi mắt sáng ngời hướng về trong bụi cỏ phía sau Phong Phi Vân mà nhìn lại, lập tức dậm chân mà kêu lên với vẻ trách móc. Hay cho hỗn khất nhi nhà ngươi, cũng dám giấu mồi săn tỉ tỉ của ta bắn rơi. Nói láo đến ngay cả ánh mắt cũng không chớp một cái. Không có, việc lần này, ta cũng không nói láo. Phong Phi Vân cũng vẫn không hề chớp mắt. Ngươi vẫn còn nói xạo, đây là cái gì? Quý tiểu nô vòng qua Phong Phi Vân, hất hất đống cỏ phía sau hắn. Chỉ thấy trong bụi cỏ kia quả nhiên có một con chim ưng chọc thật lớn. Chỉ riêng cánh cũng dài đến hai thước, đầu chim ưng sợ là cũng to như đầu người. Lông chim trên thân dài chừng như bàn tay, bộ đuôi lông chim cũng là dài có đến một thước. Con ma thương ưng này e rằng nặng đến 400-500 cân. Đủ để bán được với giá cả đến mấy ngàn đồng. Trên cổ ma thương ưng còn có một mũi tên. So với chỗ mũi tên trong ống trúc trên lưng quý tiểu nô thì giống nhau như đúc. Bắn thủng cổ chim ưng, một mũi tên khiến cho ưng bị mất mạng. Cách nhau hơn trăm trượng thít trên cao mà bắn chuẩn xác trúng mục tiêu cái cổ của ma thương ưng, bắp thịt và nhãn lực này đều đáng để khá là đắc ý. Phong Phi Vân mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thở dài nói. Ngươi cũng nhìn thấy. Con chim ưng này rơi tại phía sau ta. Vừa rồi đích thật là ta không hề nhìn thấy, ít nhất con mắt của ta cũng không có sinh trưởng ở sau gáy. Mắt ngươi không nhìn thấy, lỗ tai cũng điếc. Quý tiểu nô xem như đã nhìn ra, tiểu tử trước mắt này không chỉ có là một hỗn khất nhi, mà vẫn còn là một kẻ vô lại, trợn tròn mắt nói dối. Có đôi khi, lỗ tai ta đích xác không sử dụng tốt lắm. Phong Phi Vân đáp. Hừ. Quý tiểu nô nghiến răng tức giận. Rất muốn dùng cây cung gỗ thiết lan cầm trong tay nện vào đầu Phong Phi Vân một cái. Mà đúng lúc này, lại là truyền đến một tràng tiếng bước chân. Tiểu nô, có thể tìm ra được ma thương ưng. Một nữ nhân tuổi hơi lớn hơn một chút đã đi tới, nàng cũng mặc quần áo vải gai, áo ngắn, quần ngắn, còn có đôi giày rơm, trên lưng cũng đeo một cái trường cung và bao đựng tên. Dáng dấp của nàng ta và thiếu nữ trước mắt này có hơi tương tự, nhưng mà có vẻ lớn hơn 2 tuổi. Dáng người có cao rong ròng hơn, da cũng trắng nõn hơn không ít. Mà điều để cho Phong Phi Vân thấy trước mắt sáng người chính là, trong thân thể nàng không ngờ lưu động được một tia linh khí. Mặc dù rất loáng, cơ hồ có khả năng xem nhẹ không phải suy nghĩ, nhưng mà lại thật sự tồn tại. Hẳn là tu vi linh dẫn sơ kỳ. Linh dẫn sơ kỳ tuy rằng tại tu tiên giới được xem như cấp thấp nhất, nhưng mà trong mắt người bình thường cũng đã khá khó lường, quả thực liền như cao thủ tu võ. Có thể giải quyết công bằng mười mấy người vạm vỡ khỏi phải bàn. Sắc đẹp của hai tỷ muội này đều thuộc về hạng nhất. Nếu như có thể ăn mặc trang điểm một phen, thì so với những thiên kim tiểu thư nhà giàu không thể kém được. Mà tỷ tỷ kia liền càng phải cao hơn một phân, tao nhã, thùy mị dịu dàng. Tỷ tỷ, ta gặp phải một tên tiểu tặc. Quý tiểu nô hung hăng trợn mắt liếc nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói, ta không phải kẻ trộm, lại càng không là tiểu tặc. Vừa nói dứt lời cuối cùng, ngực Phong Phi Vân chợt nặng trĩu, lại là bắt đầu ho khan, trên người càng tỏ ra không còn chút sức lực nào, hai mắt cũng càng ngày càng tối sầm. Tỷ tỷ vừa mới chạy tới kia tựa hồ nhìn ra Phong Phi Vân giờ phút này đã suy yếu,
vội vàng móc ra từ trong ngực một cái hổ lô gỗ, có hơi đỡ lưng Phong Phi Vân lên, nâng hắn vào trong ngực, mở nắp hổ lô, sau đó rót nước bên trong vào trong miệng hắn. Phong Phi Vân chỉ cảm thấy toàn thân đều rất mềm nhũn, đầu thật giống như gối lên một đám bông thượng hạng, theo bản năng nuốt thứ nước trong hổ lô kia vào trong yết hầu, nước có hơi trong veo, bên trong mang theo một cỗ sức sống đặc hữu. Sau khi uống xong lại có một dư vị mùi thuốc ở trong miệng. Thân thể vốn không còn chút sức lực nào tựa hồ có thêm vài phần sức sống, tốc độ huyết dịch lưu động cũng đã nhanh hơn không ít, đầu khớp xương tựa hồ cũng bắt đầu hơi có sức lực. Đầu Phong Phi Vân liền gối lên bả vai của nàng, chóp mũi có khả năng ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt từ sợi tóc của nàng. Ánh mắt liền nhìn chăm chú gương mặt bên trái của nàng, có khả năng nhìn thấy con mắt bên trái của nàng có những sợi lông mi thật dài. Thì ra nằm ở trong lòng nữ nhân lại là một chuyện thư thái như vậy. Tỷ tỷ, tỷ cứu Hỗn Khất Nhi này để làm chi? Hắn chính là một kẻ vô lại, nói không chừng ngay cả bệnh cũng là giả bộ. Tỷ không cần thiết tự làm khổ mình lấy dược tuyền ra cho hắn uống. Mấy ngày kế tiếp, nếu như chúng ta bị thương thì nên làm cái gì bây giờ? Quý tiểu nô liên tục dậm chân, có vẻ có hơi tức giận. Dược tuyền vừa rồi đưa cho Phong Phi Vân uống, chính là bọn họ chuẩn bị để dự phòng bị thương và bị độc xà bọ cạp cắn. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là loại dược tuyền bình thường nhất và là loại kém phẩm chất, nhưng có lúc cũng là thuốc hay cứu mạng. Không sao, không sao, có con ma thương ưng này, chúng ta vào núi lần này coi như là thu hoạch khá lớn, hôm nay liền có khả năng quay về trấn Thanh Phong. Do đó dược tuyền này cũng không còn cần thiết nữa. Âm thanh của nữ nhân này rất dịu dàng, bất cứ nam nhân nào nghe được đều muốn phải ôm nàng vào trong ngực mà thương yêu cho tốt. Huống chi tâm địa nàng vẫn còn lương thiện như vậy, đối với một người Hỗn Khất Nhi đều là bố thí giúp đỡ. Nàng thấy trên mặt Phong Phi Vân lại có màu hồng, lúc này mới ngọt ngào cười một tiếng đối với hắn, sau đó nhẹ nhàng thả hắn ở trên mặt đất, dịu dàng nói. Ở trong Vương Ốc Sơn có nhiều mãnh thú, ngươi là một Hỗn Khất Nhi thì làm thế nào chạy đến địa phương nguy hiểm như vậy? Nhưng lại để y phục trên người ẩm ướt như vậy, thế thì thật là dễ dàng ngã bệnh. Lần sau ngàn vạn lần đừng như vậy. Nhớ rồi, nhớ rồi. Phong Phi Vân chăm chú nhìn nàng. Ai, người có chân có tay, lại là một đại nam nhân, vốn hẳn là nên tay làm hàm nhai. Cho dù không thể nhập ngũ để tìm kiếm đại sự nghiệp một phen, thì chỉ cần có thể không sợ khổ cực, làm một tiểu đồng kiếm miếng cơm ăn hẳn có lẽ là không khó. Nàng nói với vẻ thương xót. Nhớ rồi, nhớ rồi. Phong Phi Vân đáp luôn miệng. Nàng biết Phong Phi Vân chỉ là để đối phó mình, vì vậy lại lắc đầu mà nói. Kỳ thật ta cũng biết, người sống thê thảm như vậy, mà lại tới vùng rừng sâu núi thẳm này, hơn nữa lại hấp hối. Phong Phi Vân rất muốn biết rốt cuộc nàng biết cái gì. Người đây là muốn nhảy xuống sông tự vận, giải quyết xong cuộc đời, nhưng mà lại không thành công. Phong Phi Vân đáp. Nàng tựa hồ coi như đã hiểu rõ Phong Phi Vân, lại nói. Người biết không, cho dù cuộc sống gian khổ đến đâu đi chăng nữa thì cũng có thể sống sót mới có hy vọng. Được rồi, ta đã nói nhiều như vậy, sắc trời đã không còn sớm. Nếu không đi, liền không quay về được trong trấn. Một mình ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hai nữ nhân lại khoác cây cung gỗ thiết lan ở trên lưng, sắp xếp ma thương ưng này ở trên một chiếc xe gỗ cứng nhắc. Chính là đang bước đi về hướng rừng rậm. Chiếc xe gỗ lăn trên con đường nhỏ tĩnh mịch, phát ra âm thanh lộc cộc. Này, cứu người thì cứu đến cùng đi. Phong Phi Vân đứng lên từ trên mặt đất, bàn tay chống trên một cây đại thụ, bật thốt lên gọi với theo hai nữ nhân kia. Xe đẩy bằng gỗ ngừng lại. Nữ nhân tỷ tỷ kia đương nhiên xoay người lại, lộ ra một mảng eo lưng trắng tinh sáng bóng, vui vẻ hỏi. Ngươi không muốn chết? Không muốn chết nữa. Nghe xong những lời cô nương nói, ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Phong Phi Vân đáp. Bồ Tát nói, cứu một mạng người, chính là đang tích đức cho kiếp sau. Phong Phi Vân liên tục gật đầu, đáp. Đúng vậy, Bồ Tát nói quá đúng. Ta hiện tại chỉ nghĩ ăn một miếng cơm, chỉ nghĩ sống sót thật tốt. Ta tin tưởng nữ Bồ Tát ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu. Quý tiểu nô nhíu mày, hiển nhiên có thành kiến rất sâu đối với Phong Phi Vân. Nàng không muốn tiểu tặc này lừa gạt tỷ tỷ, vì vậy nói. Tỷ tỷ, tiểu tử này lấm la lấm lét, không rõ lai lịch, nói không chừng chính là một cường đạo hoàng phong lĩnh, cố ý giả trang thành dáng vẻ như vậy, muốn nhân cơ hội trà trộn vào trấn Thanh Phong.
Hoàng Phong đạo tặc hiện tại khá là hung hăng ngang ngược, chuyên ra tay đối với nữ nhân xinh đẹp. Nghe trưởng trấn gia gia nói, một vị nữ đệ tử tam huyền môn liền bị đạo tặc làm nhục. Ngay cả nữ đệ tử tiên môn cũng không thể may mắn thoát khỏi, chúng ta có lẽ cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chính là hắn cũng không giống như một tên đạo tặc. Trong lòng nàng kia cũng có chút sợ hãi, dù sao Hoàng Phong đạo tặc thật sự rất đáng sợ, ngay cả thần vũ quân đóng quân tại Phong Hỏa Liên Thành mấy lần cũng không tiêu diệt nổi bọn chúng, ngược lại còn bị hao binh tổn tướng. Những Hoàng Phong đạo tặc này thật sự là đến không bóng hình đi không tung tích. Rất nhiều thôn trấn đều bị bọn chúng gây tai họa, nam mua làm nô lệ, nữ bắt về trà đạp, già bị giết hại, nhỏ thì bị xả thây. Phong Phi Vân đứng ở một bên lẳng lặng nghe bọn họ đối thoại, trong lòng tự đánh giá được rốt cuộc nơi này là địa phương nào. Hẳn là vẫn còn ở phủ Nam Thái, dù sao khẩu âm bọn họ cũng không thay đổi lớn, nhưng mà vì sao chưa từng nghe nói qua đến Tam Huyền Môn gì đó. Xem ra chỉ là một tiểu môn tiểu phái. Còn Hoàng Phong đạo tặc kia là cái quái gì vậy, nghe bọn họ nói tựa như cái thế ma vương. Nhưng mà Phong Phi Vân vẫn chưa từng nghe nói qua. Hiện tại trong lòng hắn chỉ lo lắng một vị nữ ma tiêu nặc lan kia và hơn 1000 xác ướp tăng nhân cổ thả ra từ thương sinh tự, đám này mới thật sự là ma quỷ làm loạn. Chỉ sợ hiện nay tu tiên giới phủ Nam Thái đã xảy ra biến đổi lớn động trời, trận tai nạn này chỉ là vẫn còn chưa lan tràn đến loại địa phương nho nhỏ thế này mà thôi. Không khí trong núi đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo một mùi thơm hoa cúc trốn núi rừng hoang dã. Những cây cao chọc trời giữa rừng rậm, bụi gai và thảm thực vật phủ kín con đường nhỏ trong núi. Ngẫu nhiên có thể thấy một hai con sơn tước bị âm thanh chiếc xe đẩy bằng gỗ làm kinh động, nó đột nhiên bay lên từ trong bụi cỏ rồi đậu xuống trên cành một cây phong cổ thụ. Núi này có tên gọi là núi Vương Ốc, bên trong có rất nhiều mãnh thú và chim chóc. Chính con ma thương ưng bị Quý gia tỉ muội bắn rơi cũng vẻn vẹn chỉ có thể coi là phi cầm hạng trung. Nghe thấy Quý gia muội tử nói nàng đã từng thấy một con chim lớn với hai cái đầu, thân thể dài chừng hơn 10 thước, cánh tựa như một cánh quạt của cối xay gió. Núi thẳm rừng rậm có nhiều dị thú, dãy núi Vương Ốc này coi như là một vùng núi cổ, mọi người sinh sống dưới chân núi cũng vẻn vẹn chỉ là vào vùng ven rìa dãy núi để săn thú hái thuốc, căn bản không dám tiến sâu vào trong vùng rừng núi. Đã từng có một người tài cao mật lớn tên là Lộng Triều muốn đến trong chốn núi thẳm săn thú, nhưng mà lại một đi không còn trở về nữa. Dãy núi Vương Ốc này rốt cuộc lớn tới đâu, ngay cả Quý gia tỉ muội cũng nói không biết rõ ràng lắm. Chỉ biết là bọn họ mỗi lần vào núi săn thú, ít ra cũng phải nấn ná 7-8 ngày ở trong núi. Hơn nữa cũng vẫn còn vẻn vẹn chỉ là tại vùng ven rìa dãy núi. Lộc cộc. Chiếc xe đẩy bằng gỗ cố gắng đi chậm rãi trên con đường núi chật hẹp mà dốc đứng, một bên là vách núi dựng đứng, nhìn sang một bên là vực thẳm sâu không thấy đáy, không cẩn thận liền có thể rơi xuống đáy vực mà tan xương nát thịt. Phong Phi Vân ngồi ở trên xe đẩy bằng gỗ chất đầy dược thảo, bên cạnh chính là cái con ma thương ưng đã cứng đờ kia. Con ưng này thật đúng là không phải lớn bình thường, cơ hồ chiếm hết cả chỗ trên chiếc xe đẩy bằng gỗ. Phong Phi Vân cũng chỉ có thể ngồi ở trong góc. Hắn đưa tay cầm lấy một nhánh dược thảo nửa khô héo bên cạnh ống quần rồi bắt đầu vê vê, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi. Dược thảo này cũng dài như ngón tay người vậy, phiến lá rất rộng như lá lúa nước. Chỉ là màu sắc lá dược thảo cũng là màu lam, giữa ba lá thảo diệp vẫn còn nở ra một đóa hoa nhỏ màu lam. Đây là loại cỏ gì? Phong Phi Vân tò mò hỏi. Quý gia tỉ tỉ đi tuốt ở đằng trước, trên bả vai yếu đuối choàng qua một sợi dây thừng thô to như đầu ngón tay. Đầu bên kia liền cột vào trên xe đẩy bằng gỗ, nàng lôi kéo chiếc xe đẩy bằng gỗ với có chút gian khổ, trên trán nhỏ xuống những giọt mồ hôi. Trên chiếc xe đẩy bằng gỗ này không chỉ có chứa con chim ma thương ưng nặng mấy trăm cân, lại còn có thêm bệnh nhân Phong Phi Vân. Tải trọng tăng lên, coi như là hai người lực lưỡng đến kéo cũng phải đều cố hết sức, huống chi là một nữ hài tử 16, 17 tuổi. Nếu không phải trên người nàng có một tia linh khí, chỉ sợ căn bản là không kéo được chiếc xe đẩy bằng gỗ này. Phong Phi Vân mắt nhìn thấy điều đó mà cũng là đau ở trong lòng. Nếu không phải toàn thân đều không xuất ra được một tia khí lực, hắn là đánh chết đều không muốn để cho một nữ hài tử đến kéo hắn. Phần ân tình này chỉ có thể yên lặng ghi nhớ ở trong lòng. Thiên hạ hiện nay, ở chỗ nào vẫn còn tìm được nữ hài tử lương thiện mà lại không ngại cực khổ như vậy? Sợ là không có. Đây là Lam Lang Thảo. Hỗn Khất Nhi, ngươi đừng sờ loạn, dược thảo này rất quý.
Một gốc cây là có thể bán ra được giá cao 20 đồng tiền. Ta và tỷ tỷ hái 3 ngày tại hoàng thổ ở trên vách đá dựng đứng mới có được 13 gốc, coi như làm hỏng một lá thảo diệp, người đều không bù đắp nổi. Quý tiểu nô nhìn tỷ tỷ ở phía trước vất vả cực nhọc lôi kéo chiếc xe đẩy bằng gỗ, oán khí trong lòng đối với Phong Phi Vân liền lớn hơn nữa. Một người đại nam nhân có tay có chân, lại ngay cả bước đi cũng không thể, quả thực chính là một phế vật. Nàng một mực hoài nghi Hỗn Khất Nhi này chính là đang giả bộ bị bệnh, lười đến nỗi ngay cả cũng không còn muốn đi, chính là muốn hành hạ tỷ tỷ để kéo hắn trở lại trong trấn. Quý tiểu nô đi ở phía sau chiếc xe đẩy bằng gỗ, thỉnh thoảng chính là nhếch mép há miệng nhe hàm răng trắng lóa, trợn mắt nhìn Phong Phi Vân, rất muốn thu thập hắn, quăng xuống khe suối này cho xài lang ăn thịt. Đắt như vậy à, nếu như ta có thể đi hái vài cọng, vậy thì liền phát tài. Phong Phi Vân kêu lên một câu, sau đó thả cây lam lang thảo cầm trong tay trở về chỗ cũ. Trên chiếc xe đẩy bằng gỗ này không chỉ có lam lang thảo, còn có các dược thảo khác, toàn bộ tổng cộng vào có đến mấy trăm gốc đều là hình thù kỳ quái. Có cái trông giống rễ cây, có loại trông giống con cóc, có cây phiến lá là màu trắng, lại có phiến lá là màu đen, dù sao đều vô cùng kỳ quặc, hắn cũng không nhận ra đó là những thứ dược liệu gì. Lam lang thảo này chính là dùng để chữa thương, có khả năng trong thời gian ngắn nhất làm cho huyết dịch người bị thương ngừng chảy. Bình thường dược thảo như vậy đều là bên quân đội mua, những quân y sư này đưa ra giá cả đều là rất hợp lý. Đây là tích dịch thảo, có khả năng giải độc. Ở trong núi có nhiều chướng khí, tích dịch thảo có tác dụng khắc chế rất lớn đối với độc tính của chướng khí. Đây là linh lung căn, bình thường đều mọc giữa vách đá khe đá, nghe nói chính là một loại dược liệu để bào chế đan dược, cũng là một vị thuốc có giá cả đắt tiền nhất. Chỉ một đoạn ngắn như vậy, e rằng được bán với giá cả 100 tiền đồng. Đi tới chỗ vách đá gập ghềnh cao chất ngất, chiếc xe đẩy bằng gỗ dừng ở một chỗ trong rừng cây xanh biếc. Nơi này lá cây rậm rạp che hết ánh mặt trời nóng bỏng trên trời cao, nên có vẻ có nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Quý gia tỷ tỷ kia cũng là có hơi mệt mỏi, ngồi ở một góc chiếc xe đẩy bằng gỗ. Nàng giảng giải cho Phong Phi Vân tác dụng của mỗi một chủng loại dược vật. Nàng cũng vẫn dịu dàng như trước. Ngón tay có hơi vén vén sợi tóc trên trán, trên ngón tay đã dính đầy mồ hôi hột. Gương mặt của nàng cũng hơi ửng đỏ, mang theo một chút mỏi mệt. Phong Phi Vân cũng là căn bản không nghe nàng đang nói cái gì, đôi mắt không chấp chăm chú nhìn nàng, chỉ cảm thấy là càng nhìn càng khó nén được. Ngón tay co lại vào trong tay áo mà nắm ống tay áo, kìm lòng không đậu hắn định đi lau lau giọt mồ hôi trên trán nàng. Nhưng mà tay vừa mới đưa ra một nửa rồi lại thu trở về. Thế này tựa hồ có hơi không thích hợp, dù sao động tác này có hơi quá thân mật. Đây chính là một vị nữ hài tử đàng hoàng, nếu như thật sự có cử chỉ quá mức, ngược lại khiến cho nàng sinh ra cảm giác chán ghét. Khụ khụ, quý cô nương, theo ta xem ra một xe dược thảo này và một con ma thương ưng, tổng cộng ít nhất cũng phải bán được mấy ngàn đồng, đủ để cho hai người tỉ muội các ngươi dùng tới hơn nửa năm. Nếu có nhiều tiền như vậy, vì sao không đặt mua cho mình một vài bộ quần áo đẹp đẽ? Cho dù mua một đôi giày thêu hoa quyên cũng là tốt ha. Phong Phi Vân hỏi. Quý gia tỷ tỷ có hơi sừng sốt, chợt cay đắng cười nói. Chúng ta đều là nữ hài tử nhà nghèo khổ, sao có thể mặc vào những trang phục đẹp đẽ này? Coi như là một món trang sức cũng không nỡ mua, về phần giày thêu hoa quyên kia thì cũng không phải những cô nương trốn núi rừng chúng ta có thể đi. Chỉ có thiên kim tiểu thư của Lưu gia thủ phủ trấn Thanh Phong có thể mặc được. Mặc dù nàng vừa nói như vậy, nhưng mà Phong Phi Vân có lẽ nhìn thấy trong mắt nàng mang theo một tia sáng mơ ước, hiển nhiên là nói không theo ý mình. Lại có nữ hài tử ở chỗ nào không mong muốn làm cho trang phục của chính mình được xinh đẹp lên. Thế nhưng mà các ngươi kiếm được những tiền này, vậy sẽ tiêu xài như thế nào? Phong Phi Vân càng tỏ ra hiếu kỳ. Quý gia tỷ tỷ đáp. Tiền săn thú và hái thuốc bán được, ba phần phải giao cho tổng quản Tam Huyền Môn. Ba phần được nộp lên đại lão gia trấn Thanh Phong, còn có ba phần được giao cho quân đội ở Phong Hỏa Liên Thành. Mà một phần còn lại cuối cùng mới là tự chúng ta thu vào. Nàng nói đạo lý rõ ràng, hiển nhiên cảm giác điều này tịnh không có gì không thích hợp. Giao cho Tam Huyền Môn là vì để được tiên sư trong tiên môn che chở, cái này nên giao cho đại lão gia trấn Thanh Phong, chính là pháp quy của thần tấn Vương Triều, cái này cũng nên giao cho quân đội ở Phong Hỏa Liên Thành. Quân đội có khả năng bảo vệ an bình một chốn, cái này cũng nên giao. Nhưng mà theo Phong Phi Vân xem ra, thế này quả thực chính là bóc lột rõ ràng như ban ngày a.
Lao động vất vả cực nhọc quả thực lại phải giao đi 9 phần của cải, khó trách hai tỷ muội này mặc dù thu hoạch khá nhiều, nhưng mà lại vẫn nghèo khổ như trước, ngay cả một đôi giống như dạng giày đều không có mà đi. Phong Phi Vân có hơi ngây ra liền hỏi. Tam huyền môn này chính là môn phái tu tiên, làm thế nào có thể giơ tay vòi tiền dân chúng? Quý gia tỷ tỷ có hơi sửng sốt, hỏi lại. Chẳng lẽ không nên sao? Chúng ta giao tiền lên tiên môn, có thể tu luyện vô thượng điển tịch của tiên môn, thế này đã rất thỏa mãn. Phong Phi Vân nói. Những tiểu môn tiểu phái này thật đúng là dành việc buôn bán, tùy tiện ném ra vài bản tu tiên rác rưởi nhất, là có thể đổi lấy sự quý trọng từ những dân chúng trăm họ này, để họ vẫn còn chủ động đưa lên 3 phần thu nhập của chính mình. Cái này, thật sự là thủ đoạn tốt ha. Một tia linh khí kia trong thân thể quý gia tỷ tỷ này, hẳn là cũng là nhờ tu luyện phép tiên rác rưởi nào đó. Khó trách nàng cảm kích như vậy đối với tam huyền môn này, mà nàng cũng không biết coi như tu luyện loại bản không trọn vẹn đó cũng tuyệt đối vô phương đột phá vào cảnh giới linh dẫn. Đây không phải là làm hại đệ tử người ta sao? Đúng rồi, lương bổng của thần vũ quân không phải đều là do triều đình ban phát, tại sao các ngươi còn phải giao tiền cho bọn họ? Phong Phi Vân cảm giác có hơi khó có thể tin nổi. Quận Thần Hổ vốn nằm ở biên thùy phía nam phủ Nam Thái, tiếp giáp với 3 tiểu quốc Bà La Quốc, Đại Thực Quốc, La Mạn Quốc. Bởi vì bị rơi vào vùng biên giới, hàng năm đều có chiến loạn, thổ phỉ đạo tặc cực nhiều, ma nhân hoành hành, kẻ gian đầy đường. Một vùng ngàn dặm này cơ hồ đều đã thành vùng đất không ai quản lý, mà ngay cả quân đội vương triều cũng không đóng quân ở chỗ này. Phong Hỏa Liên Thành kỳ thật cũng không phải thành lớn chính thức của thần tấn vương triều, mà là một tòa cổ thành của dòng binh. Phàm là những người đi tới khu vực này nếu không phải dạng cùng hung cực ác quên cả mạng sống, thì chính là những ai trên lưng cõng cửu hận chạy trối chết, hoặc là chính là kẻ ác bị đại tiên môn đuổi giết e rằng không chỗ có thể trốn. Nếu muốn sống sót ở trong dạng hoàn cảnh ác liệt này, nhất định phải có người đến bảo vệ tất cả nơi này, duy trì thứ tự đơn giản nhất ở nơi này. Mà bọn họ chính là thần vũ quân ở Phong Hỏa Liên Thành. Quý gia tỷ tỷ nói thần vũ quân, tự nhiên không phải thần vũ quân đích thực của thần tấn vương triều, chẳng qua là vô số lính đánh thuê gây dựng mà thành thôi. Chỉ là những người miền núi này bởi vì cảm kích bọn họ bảo vệ đối với vùng biên ải hoang vu này nên mới gọi bọn họ là thần vũ quân. Quận Thần Hổ, Phong Hỏa Liên Thành. Phong Phi Vân giật thột một cái, quận Thần Hổ không phải một quận nha cùng cực phía nam của phủ Nam Thái sao? Nơi này chính là biên ải của thần tấn vương triều, rất nhiều những người cùng đường bí lối không còn biết đi đâu tại thần tấn vương triều đều sẽ chạy trốn tới nơi này. Bởi vì thần vũ quân chính quy của thần tấn vương triều là sẽ không dễ dàng xuất binh đến biên giới. Điều này sẽ cho những tiểu quốc chung quanh tạo thành khủng hoảng. Thậm chí vẫn còn có khả năng sẽ tạo thành phát sinh hiểu lầm, phát sinh ý định đánh nhau đại quy mô với vương triều. Cũng chính bởi vì một vị trí địa lý đặc thù như vậy, thần vũ quân đích thực cũng sẽ không đuổi giết đến nơi này. Nơi này liền biến thành địa phương không yên ổn nhất trong cả phủ Nam Thái. Các tiên môn nhỏ, nhóm lớn kẻ trộm tặc đạo, sát thủ ra tay quyết đoán, ma nhân giết người không chớp mắt, đều tụ tập ở chỗ này. Hiện tại thân ở tại trấn nhỏ trong vùng núi nên vẫn còn không nhìn ra sự hỗn loạn ở nơi này. Nhưng mà một khi đến Phong Hỏa Liên Thành, như vậy nếu như không có một chút bản lĩnh cao siêu mà muốn giữ được mạng sống thì quả thực so sánh còn khó hơn lên trời. Dân tình quen thói dùng vũ lực, tà ma ẩn cư, đạo tặc đầy đường. Những đám lính đánh thuê cực lớn đã duy trì trật tự này, cho nên những dân chúng thấp cổ bé họng này không cảm tạ bọn họ thì còn cảm tạ ai. Không nghĩ tới lại đã đến quận Thần Hổ ở ngoài vài vạn dặm, càng là đi tới vùng đất chết chóc biên thủy Nam Man trong truyền thuyết. Cũng tốt, như vậy liền có khả năng tránh né nữ ma đầu Tiêu Nặc Lan kia rất xa. Ít nhất trong vòng mấy tháng thì trận tai nạn tử vong này vẫn còn chưa lan đến vùng đất hỗn loạn Phong Hỏa Liên Thành này. Những vị ma nhân và hung đồ ở Phong Hỏa Liên Thành, Phong Phi Vân cũng không sợ hãi một chút nào, chúng còn có thể kiêu căng ngạo mạn được hơn nữ ma đầu Tiêu Nặc Lan kia sao? Có thể chạy trốn được từ trong tay Tiêu Nặc Lan, coi như Phong Hỏa Liên Thành có hỗn loạn gấp hàng chục lần thì Phong Phi Vân cũng đều không sợ chút nào. Ngược lại trong lòng vẫn còn có một chút chờ mong. Phong Phi Vân thích nhất chính là phi pháp, dù sao hiện tại các thế lực khắp nơi trong cả phủ Nam Thái đều muốn giết hắn. Đi tới một vùng biên thùy loạn lạc như vậy cũng không hề không phải một chuyện tốt. Dãy núi Vương Ốc có đường núi dốc đứng mà lại gập ghềnh, vẻn vẹn chỉ là dựa vào một nữ hài tử.
lôi kéo một chiếc xe đẩy bằng gỗ nặng mấy trăm cân, nó chậm rãi cứ thế mà đi về phía trước. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng, lại thở dài một cái. Này, Hỗn Khất Nhi, ngươi nhìn chăm chú tỉ tỉ của ta làm cái gì? Ngươi cũng đừng có chủ ý lươn lẹo gì, nếu không ta móc mắt ra. Quý tiểu nô vừa nói vẫn còn giơ giơ ngón tay về hướng Phong Phi Vân, hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Ta sao có thể có chủ ý lệch lạc gì, ta chỉ thật sự muốn biết tỉ tỉ của ngươi rốt cuộc tên gọi là gì. Phong Phi Vân nói. Vậy tự ngươi đi hỏi tỉ ấy chứ. Quý tiểu nô đáp. Ta ngại lắm, ta đây là người trời sinh ra mặt mỏng. Phong Phi Vân nói nghiêm trang. Thiệt hay giả? Quý tiểu nô có hơi không tin. Phong Phi Vân đáp. Cho tới bây giờ ta đều không nói dối, ngươi hẳn là nên tin tưởng ta mới đúng. Thôi đi, tin tưởng ngươi mới là chuyện lạ. Quý tiểu nô mặc dù trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng mà vẫn nói. Tên ta là tiểu nô, tỷ tỷ của ta gọi là tâm nô. Quý tiểu nô, quý tâm nô, tên của các ngươi làm thế nào lại kỳ quái như vậy, vì sao lại có một chữ nô, chữ này có nhiều điểm xấu. Phong Phi Vân hỏi. Ai cần ngươi lo, ngươi mà tiếp tục nhiều chuyện, ta liền cắt đầu lưỡi ngươi. Quý tiểu nô hiển nhiên có việc giấu giếm Phong Phi Vân, tịnh không muốn để cho hắn biết được. Trên gương mặt hiện lên một vẻ phức tạp, mặc dù che giấu rất tốt nhưng vẫn bị Phong Phi Vân phát giác. Xem ra bọn họ cũng là người có chuyện gì đó à. Ngừng! Phong Phi Vân đột nhiên hét to một tiếng. Quý tâm nô đang gian nan kéo xe ở phía trước vội vàng cuống quýt ổn định bước chân, nhưng Phong Phi Vân không có ngồi vững nên ngã lăn xuống từ trên xe đẩy bằng gỗ, nằm thẳng ở trên mặt đất. Bịch! Ai u, có thể chậm hơn một chút được không? Phong Phi Vân xoa xoa cái mông mình, ngồi dậy từ trên mặt đất. Quý tiểu nô nhìn Phong Phi Vân gặp chuyện không may chính là cười ngặt nghẽo, trong lòng đặc biệt nhìn có chút hả hê mà hỏi. Chính mình đột nhiên to mồm lớn lối, thế này sao có thể trách được tỷ tỷ của ta? Tiểu nô, người bớt tranh cãi, mau mau đỡ hắn lên, hắn vốn là còn đang có bệnh trong người, cũng không nên ngồi trên mặt đất bị lạnh. Quý tâm nô vội vàng đã tới. Một tay nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Phong Phi Vân mà đỡ hắn lên, sau đó chậm rãi đặt hắn ngồi ở trên xe đẩy bằng gỗ. Động tác của nàng cực kỳ cẩn thận, sợ khiến cho Phong Phi Vân bị làm đau. Sau khi Phong Phi Vân ngồi ổn định trên xe đẩy bằng gỗ, thì nàng mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Quý tiểu nô càng nhìn càng khó chịu, một đôi tiểu quyền nắm gắt gao, rốt cuộc cảm giác được Hỗn Khất Nhi này đang nhân cơ hội tranh thủ được tỷ tỷ đồng tình, mà muốn chiếm chút lợi từ tỷ tỷ. Nàng lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Ngươi to mồm lớn lối để làm chi? Muốn chết à? Xuyệt, đừng ôn, đừng ôn, các ngươi ngửi thấy gì chứ? Phong Phi Vân nhắm mắt lại cẩn thận khịt khịt, khóe miệng có hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười mỉm. Quý gia tỉ muội trong lòng mang theo nghi hoặc, nhưng cũng học theo điệu bộ của Phong Phi Vân, ra sức ngửi ngửi. Nhưng mà lại cũng không ngửi thấy được cái gì, căn bản là chỗ này không có gì đặc thù. Ha ha! Chính là phương hướng kia. Phong Phi Vân chỉ ngón tay hướng về con đường mòn ở bên cạnh đi vào trong núi mà phá lên cười, hắn luôn mồm thúc giục quý tiểu nô mau đi tìm, thật giống như nơi đó có bảo bối gì đó. Phương hướng mà Phong Phi Vân chỉ mọc đầy những bụi gai thân to bằng cánh tay, hoàn toàn đen xì. Những cây gai to này vươn tới cũng không biết đã bao nhiêu năm, quả thực so sánh với sắt thì còn phải cứng rắn hơn. Còn về phương diện ở đó có thể có bảo bối gì? Mà cho dù có bảo bối thì Hỗn Khất Nhi này có thể biết sao? Quý tiểu nô mặc dù trong lòng rất là hoài nghi, nhưng vẫn đi tới bên cạnh bụi gai kia, lại là dùng cái mũi ngửi ngửi, rồi vẫn thấy cũng không có mùi vị gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.